Chương 2850, tiếng vỗ tay như nước. Mua cái con khỉ, lúc ấy ông chỉ muốn bảo tôi trộm đem tài liệu cho ông. Đừng nghĩ chúng tôi không biết, ông lòng muông dạ thú thôi. Tống Thủy Dương tôi là cái gì, làm sao có thể bị mấy chén rượu của hạng tôm tép nhãi nhép như ông làm mê hoặc. Đương nhiên không thể đồng ý với ông rồi. Tuy nhiên, giám đốc Tống giọng điệu phẫn nộ nói xong mọi người đều nhìn ông ta. Ông ta sửng sốt, lập tức phản ứng lại, vừa rồi nhất thời tức giận đến mức không nhịn được lỡ lời, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Giám đốc Tống, vừa rồi không phải anh nói không quen giám đốc Lưu của xưởng đóng tàu hải tinh sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Rất xin lỗi bí thư Diệp, tôi nói dối. Tôi quen ông ta nhưng chỉ là bạn bè trên bàn rượu thôi. Việc này, tôi làm giám đốc nhà máy phi không, tiếp xúc rất nhiều người. Vừa rồi Chu Mạo Thắng dùng việc này để công kích tôi đương nhiên không dám thừa nhận. Chỉ là sợ gây ra hiểu lầm, Tống Thủy Dương tôi trong sáng, tuy nhiên hiểu lầm cũng phiền toái. Cho nên nhất thời không dám thừa nhận. Tống Thủy Dương lập tức nói, năng lực ứng biến linh động của người này không nhỏ. Anh nói trong sạch không sợ người xấu, che che giấu giấu như vậy chẳng phải càng làm cho người ta nghi ngờ sao. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng quay người nói. Giám đốc Lưu nói tiếp đi. BT Diệp, đừng nghe ông ấy nói bậy bạ, loại người này bây giờ giống như chó điên chỉ biết cắn loạn. Không phải muốn nói dối để lấy chút tiền của chúng ta thôi. Trước kia ông ta đã từng làm thế, chỉ là tôi không để ông ta toại nguyện. Bí thư Diệp ngài ngàn vạn lần đừng để ông ta lừa. Ý của anh là Diệp Phàm tôi quả thật tứ chi phát triển có phải không? Diệp Phàm nói, giám đốc Tống mặt biến sắc, ấp úng không nói ra lời. Tôi không có ý này. Không phải ý này thì có ý gì? Tôi thật sự không có ý này tổng giám đốc Diệp. Giám đốc Tống giọng cũng thay đổi rồi, không ngờ có chút nghẹn ngào. Hừ, giám đốc Lưu, anh nói tiếp đi. Diệp Phàm không để ý đến ông ta. Bí thư Diệp, lúc trước tôi có suy nghĩ đó, tôi sợ là giám đốc Tống giao giá trên trời, một xưởng nhỏ như tôi sao có thể mua được. Ngay cả tiếp xúc với bạn bè các nhà máy khác, vừa kinh doanh lời một chút còn chưa đủ mời họ ăn cơm. Sau đó giám đốc Tống không đồng ý, tôi đưa ra giá tốt, tuy nhiên, tôi ra đến 20.000 ông ta cũng không đồng ý. Ngay khi tôi nghĩ đến hoàn toàn không được thì giám đốc Tống không ngờ lại nhả ra. Hôm đó tôi mời hai cô nàng xinh đẹp mời rượu ông ta, tôi còn thực sự nghĩ ông ta say nên nhả ra. Ông ta nói có thể hợp tác xây dựng nhà máy, cổ phần của nhà máy đóng tàu hải tinh ông ta phải chiếm 4 phần, hơn nữa không chia phần không có thêm tiền, chỉ với một bản vẽ này. Tôi đương nhiên không đồng ý, việc này cũng chiếm quá nhiều rồi. Sau đó rằng có một hồi cuối cùng quyết định ông ta chiếm 2 phần còn tôi bồi thường cho ông ta một căn biệt thự 4 phòng trị giá 60.000 ở thành phố Việt Châu. Tôi không có cách nào, vì sự phát triển lớn mạnh của nhà máy, cắn môi vay nặng lãi hứa hẹn. Tuy nhiên, ông ta nói không có nhà sẽ không đưa tài liệu cho tôi không có cách nào đành phải mua nhà cho ông ta. Hơn nữa ông ta sẽ không nói dối tôi. Bởi vì nếu bản vẽ không tốt thì 2 phần cổ phần chẳng phải là không được sao. Mà ngay cả căn nhà tôi cũng sẽ đòi ông ta mỗi ngày. Tôi tin rằng cầm được bản vẽ và tài liệu sẽ lập tức tổ chức nhân viên tiến hành nghiên cứu. Theo các kỹ thuật viên nói bản vẽ này là sự thật, cho nên chỗ nào có thể vay nợ tôi đều vay rồi. Trang sức trên người vợ con đều đem đi cầm bán. Còn đi vay ngân hàng mấy trăm nghìn để đầu tư. Xưởng đóng tàu là tôi làm rồi, sang một năm không ngờ thuận lợi đóng ra thuyền đánh cá 1.000 tấn. Hơn nữa cũng thuận lợi xuống nước. Việc này cũng đồng nghĩa với lợi nhuận, các nơi vừa nghe lập tức có đơn đặt hàng 5 chiếc thuyền lớn. Lúc đấy thiếu chút nữa tôi vui mừng phát điên. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chiếc thuyền hạ thủy đầu tiên 2 tháng trước đã xảy ra chuyện, thân tàu gãy đôi chìm xuống biển. Hơn nữa lần đó không có gì gió to, thuyền cũng chưa nặng, nhưng đã ngập chết 2 người. Ai biết là chủ tàu có lai lịch lớn, có một người thân thích ở cục công an thành phố nên đã mở cuộc điều tra. Bởi vì thuyền chìm cũng không sâu, chỉ chừng 20 mét. Kết quả điều tra mới chấn động, là khoang thuyền của chúng tôi không phù hợp, chủ yếu là vấn đề kết cấu. Vì thế tôi táng ra bại sản, bán cả nhà, hiện giờ vợ con đang chen chúc trong căn nhà thuê 30 mét vuông. Hơn nữa mỗi ngày chủ nợ đều đến tận cửa đồi, thiếu chút nữa đánh chết. Tôi tìm giám đốc Tống, ông ta không thừa nhận. Sau đó tránh mặt, ngay cả nhà máy cũng không cho vào. Việc này lại không thể lộ ra ngoài, tôi cũng muốn tố cáo ông ta nhưng việc này không thể.
lúc đó chỉ là thỏa thuận ngầm. Đây là giết người không dao, cả nhà tôi đều bị ông ta hại chết. BT Diệp, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Giám đốc Lưu nói đến đây không ngờ khóc giống lên như đàn bà. Ngậm máu phun người, Chu Mạo Thắng anh tìm người như thế này đến kết phường diễn trò cũng quá bị ổi rồi. Tôi cùng ông ta uống vài ly rượu nhỏ, việc này cũng không có gì lạ. Tống Thủy Dương tôi quen biết các ông chủ xưởng nhỏ đến mấy trăm người, chẳng lẽ một giám đốc như tôi những khách hàng này cũng không quen. Giám đốc Tống không ngờ bình tĩnh đứng lên. Bố khỉ, Tống Thủy Dương, tôi tuyệt đối sẽ không nói bậy bạ. Đối với ông tôi còn có chứng cứ đấy. Lưu Ý nói sau đó lấy từ trong túi ra một tập tài liệu. Bí thư Diệp, không thể cứ để ông ta càn quấy như vậy, ảnh hưởng thật sự không tốt. Lập tức để ông ta biến đi, nếu cứ để ông ta càn quấy như thế, ảnh hưởng chẳng những đến cán bộ công nhân viên của chúng ta, hơn nữa nhà máy chúng ta sẽ bị người ngoài đến công kích, đây là thiếu sót lớn. Giám đốc Tống mặt buồn rầu nói. Không việc gì, phải xem đâu là thật đâu là giả. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh khoát tay áo nói. Giám đốc Tống hình như đã cố hết sức có vẻ đứng không vững, cả người mềm nhũn ngồi xuống. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, khí cơ của người này run rẩy loạn xạ, biểu đồ khí sóng vô cùng hỗn độn. Điều này nói rõ người này tâm trạng đang không bình tĩnh. Điều này nói giám đốc Lưu nói tám phần là sự thật. Không lâu giám đốc Lưu đem tài liệu và chứng cứ đặt trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cẩn thận xem. Đúng lúc này dầm một cái. Không hay rồi, bệnh tim của giám đốc Tống tái phát. Một người lo lắng kêu lên. Không sao, trong người anh ta chắc chắn có thuốc, bảo thầy thuốc của nhà máy đến là được, chớ lộn xộn. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh hừ nói, biết lão già này giả bệnh. Không lâu sau y tá của nhà máy đến lấy thuốc từ trong túi ông ta ra cho ống. Tuy nhiên, giám đốc Tống vẫn hôn mê. Bí thư Diệp có nên đưa đến bệnh viện không? Chỉ sợ bệnh nặng quá nguy hiểm đến tính mạng. Có người nói. Ừ đưa vào viện trước, mấy người cùng y tá nhà mày đưa đi. Diệp Phàm nói. Sau đó đưa tài liệu cho tất cả mọi người cùng xem. Theo tài liệu và chứng cứ, DCH Tống Thủy Dương có rất nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, chuyện này còn phải để tập đoàn lập tổ điều tra để điều tra lấy chứng cứ mới có thể xác định. Diệp Phàm nói nhìn giám đốc Lưu một cái nói. Tài liệu này của ông để ở chỗ tôi trước ngày mai tổng công ty sẽ cử người xuống điều tra. Anh nói rõ tình hình với tổ điều tra. Nói đến đây Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một cái nói. Các anh đều là thành viên bộ máy lãnh đạo của Phi Không? Đều là trụ cột của nhà máy Phi Không? Nếu Tống Thủy Dương bị bệnh thì chuyện của nhà máy trước mắt do đồng chí Chu Mạo Thắng quản lý. Tôi lấy danh nghĩa quyền bí thư đảng ủy và chủ tịch tập đoàn Hoành Không bổ nhiệm đồng chí Chu Mạo Thắng làm quyền giám đốc nhà máy Phi Không. Hy vọng các vị ủng hộ công tác của giám đốc Chu, còn chuyện của đồng chí Tống Thủy Dương phải chờ tổng công ty cử tổ điều tra xuống điều tra rồi mới quyết định. Trước khi tổ điều tra rõ không ai được suy đoán lung tung, bài đặt sinh sự. Đương nhiên quan trọng là phải theo dõi giám sát. Trong khoảng thời gian này, đồng chí Tống Thủy Dương không thể tùy tiện ra ngoài, trong nhà máy cử người quan tâm đến anh ta. Sau khi nói dứt lời, Diệp Phàm có chút nghi ngờ nhìn ông Lý và ông nói. Xem ra bản vẽ nghiên cứu mấy năm của các ông vẫn chưa thật chuẩn. Việc này may mắn còn chưa đầu tư, nếu quả thật đầu tư thì hậu quả nghiêm trọng. Bí thư Diệp, không phải bản vẽ và tài liệu của chúng tôi không tốt, chỉ là bởi vì. Ông Ngô ấp úng. Có gì ông cứ nói thẳng. Ông Ngô, tôi rất tôn trọng ông. Ở đây có gì ông cứ can đảm nói. Diệp Phàm tôi chỉ muốn phát triển nhà máy Phi Không. Hơn nữa, hôm nay tôi đi khảo sát nhà máy xong còn có một suy nghĩ, chuẩn bị điều kiện cải tạo nhà máy Phi Không thành một xưởng đóng tàu hạng trung. Phần cứng chỉ cần tiền có thể làm, kỹ thuật cũng từ từ có thể. Chúng ta đóng từ thuyền nhỏ đến tàu lớn hàng nghìn tấn. Ông Lý và ông Ngô, hai ông tin rằng lần này không vô ích. Có lẽ, hai ông là người chứng kiến nhà máy Phi Không được thành lập, cũng là một trong những người sáng đặt nền móng cho xưởng đóng tàu. Diệp Phàm nói đến đây giọng hào hùng, ông Lý và ông Ngô cùng với giám đốc Chu đều cảm nhận được. Ông Lý đứng lên. Nếu bí thư Diệp đồng ý chúng tôi sẽ trở về, tôi không nói hai lời lập tức trở về. Bên kia tuy nói tiền lương đãi ngộ cao, nhưng cũng không có cảm giác như nhà máy của mình. Tôi chỉ là một người làm công cao cấp tôi, không phải ông chủ của nhà máy. Ông Ngô nghe thế cũng đứng lên bày tỏ thái độ hơn nữa nói. Bí thư Diệp, thật ra bản vẽ và tài liệu này đều không có vấn đề gì.
đương nhiên chỉ là chúng tôi có vấn đề. Lúc đó chúng tôi đề xuất với giám đốc Tống nhiều lần không đồng ý, hơn nữa chúng tôi phát hiện đồng chí Tống Thủy Dương có vấn đề, cho nên, đã động tay động chân vào bản vẽ cùng tài liệu. Đương nhiên, nếu nhà máy phi không được cải tạo thành xưởng đóng tàu thì chúng ta sẽ truyền đạt lại vấn đề này. Hơn nữa việc này giám đốc Chu cũng biết, có anh ta theo dõi cũng không sợ gặp chuyện gì. Tuy nhiên, sau khi có sự cố chúng tôi đoán rằng, giám đốc Tống đã thật sự trộm đem thành quả nghiên cứu khổ cực hơn 3 năm của chúng tôi cho bọn họ. Chúng tôi yêu cầu tổng công ty nghiêm túc xét xử Tống Thủy Dương hành vi trộm cấu kết với người ngoài. Nếu Tống Thủy Dương còn đảm nhiệm giám đốc trong xưởng, tôi không dám trở về. Bởi vì chúng tôi bị tổn thương không tha thứ được. Bản vẽ thật sự đâu? Diệp Phàm hỏi. Chương 2851, giả ngu đến cùng. Khi nào Tống Thủy Dương cút đi, xưởng đóng tàu thành lập chúng tôi sẽ cầm về. Ông Ngô và ông Lý đồng thời nói, xem ra có thành kiến sâu sắc với Tống Thủy Dương. Các ông không cung cấp tài liệu bản vẽ trước, không trải qua trình bày luận chứng chúng tôi làm sao biết kỹ thuật của các ông có thể sản xuất ra thuyền đầy đủ và an toàn. Diệp Phàm nói xong nhìn hai người họ liếc mắt một cái nói. Hơn nữa, muốn cải tạo nhà máy cơ giới thành xưởng đóng tàu không phải nói một chút là làm được, còn liên quan đến rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, đầu tiên phải được tập đoàn phê chuẩn. Thứ hai nhà xưởng có sẵn trên cơ bản vô dụng, muốn xây dựng có lẽ phải trưng dụng một ít. Hơn nữa, còn phải xây dựng bến tàu và thiết bị, cần đầu tư tiền, ít nhất bước đầu phải đầu tư mấy trăm triệu. Tình trạng của tập đoàn Hoành Không chúng ta hai đồng chí cũng biết rõ. Bây giờ còn có thể đầu tư mấy trăm triệu là việc lớn. Mà vốn riêng của chúng ta là không thể nào, chúng ta cần khoản tiền vốn không nhỏ, cho nên nhất định phải tìm đối tác hợp tác. Mà tìm đối tác hợp tác xong phải cho họ thấy kỹ thuật cùng với năng lực, nhà xưởng và nhiều mặt ưu thế mới có thể khiến họ quyết định đầu tư. Mà những điều kiện này cũng là một trong những thứ quan trọng trong việc đàm phán của chúng ta. Nếu hai người các ông tin tưởng Diệp Phàm tôi mà nói thì trước hết lấy ra. Tạm thời do GD Chu giữ, trong nhà máy lập tức tổ chức một tổ gồm những chuyên gia cùng với nhân viên kỹ thuật để khắc phục khó khăn, bàn về tính khả thi của bản vẽ của các ông. Tôi hiện giờ có thể bổ nhiệm hai ông là phó tổ trưởng của tổ khắc phục khó khăn còn tổ trưởng do đồng chí Chu Mạo Thắng đảm nhiệm. Trung tâm kỹ thuật của tổng công ty sẽ cử một số chuyên gia đến đây chỉ đạo. Thế nào, trước mặt bao nhiêu người chẳng lẽ anh còn lo lắng bản vẽ có số phận như lúc trước sao? Lời nói của Diệp Phàm nói thật là có sức thuyết phục. Ông Ngô và ông Lý thoáng nhìn nhau gật đầu nói. Được, chúng tôi nghe bí thư Diệp đấy, tuy nhiên, bản vẽ cùng tài liệu đều phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Còn về phần luận chứng thật ra lúc trước chúng tôi đã từng làm. Đương nhiên vì giữ chữ tín cho tổng công ty chúng tôi đồng ý nói hết sự thật. Ví dụ như, hệ thống chúng tôi làm ra lúc trước sau này đóng thành tàu sẽ được kiểm tra đo lường, có thể thử vận hành trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, tôi đã làm ở bên kia 2 năm rồi, kỹ thuật của chúng tôi thành thục hơn. Cách nhìn cũng khác lúc trước, chúng tôi cũng đang không ngừng hoàn thiện hệ thống này. Ông Ngô và ông Lý rất kích động, hai người đứng nói rất nhiều. Diệp Phàm tuy nói nghe không hiểu phần lớn nhưng vẫn kiên trì tỏ vẻ đang nghe. Việc này chỉ có điều cho thấy thái độ của lãnh đạo tổng công ty thôi. Cơm trưa ban đầu GD Chu muốn sắp xếp ra ngoài nhưng Diệp Phàm nói là ăn ngay trong canteen của nhà máy là được. Đương nhiên, Chu Mạo Thắng vội vàng sắp xếp người mang chút đồ về chế biến. Khi Diệp Phàm đi vào nhà ăn lớn chứa được hàng ngàn người kia, hôm nay vì lãnh đạo tổng công ty cùng ăn cơm cho nên, toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà máy về đây ăn cơm. Tiếng vỗ tay như sấm như nước, canteen hôm nay được thêm đồ ăn, hơn nữa miễn phí. Mỗi bàn ngồi được 10 người hôm nay chen lấn 15-16 người, hơn nữa số bàn cũng tăng lên. Tạm thời không tìm thấy bàn có lẽ là tìm được bàn nào thì ngồi bàn đó. Hễ Diệp Phàm đi qua bàn nào đều giơ tay bắt tay các công nhân mặc quần áo bảo hộ ân cần hỏi thăm. Các anh vất vả rồi. Bí thư Diệp, chúng tôi không vất vả. Làm hại rất nhiều công nhân lớn tuổi không nhịn được rơi lệ. Mọi người ngồi đi. Diệp Phàm nhìn mọi người vẫy tay. Canteen này chỉ vẻn vẹn một tầng lầu, đương nhiên độ cao đạt đến 7 mét. Rộng chừng 4.050 mét. Phía trên xây bằng xà ngang thô ráp. Ở giữa dựng rất nhiều cột thép to dẹt. Phía trong cùng còn có một khán đài, có lẽ đại hội công nhân viên chức căn màn sân khấu sửa sang lại một chút tổ chức ngay ở đây. Trụ sắt thật ra nhà máy tự sản xuất không có gì khó khăn, trần nhà chỉ cần dùng sắt lá.
còn bàn ăn chính là bàn tròn cũ kỹ với ghế gỗ xung quanh. Bí thư Diệp, chúng tôi không ngồi, chúng tôi tình nguyện đứng nghe ngài nói chuyện. Có người hét lớn. Tất cả các đồng chí đều chưa ngồi xuống. Ngồi xuống đi, con người tôi thích rông dài, hiện tại tất cả mọi người đều đói bụng, ngồi nghe tôi rông dài thoải mái hơn một chút. Diệp Phàm giọng thân thiết. Bí thư Diệp bảo chúng ta ngồi, mọi người ngồi xuống đi. GD Chu đứng trên khán đài nói lớn. Ngồi một chút. Có người kêu lên, tất nhiên mọi người đều ngồi xuống rồi. Lập tức tiếng kéo ghế vang lên một hồi. 2.000 người này thanh thế vẫn tương đối lớn. Hôm nay ở trong này đầu tiên tôi đại diện cho lãnh đạo đảng ủy tổng công ty hỏi thăm mọi người. Diệp Phàm đứng lên hơi khom người, đương nhiên lại nghênh đón một trận vỗ tay nói. Tôi đại diện tổng công ty tuyên bố bổ nhiệm đồng chí Chu Mạo Thắng làm quyền giám đốc nhà máy. Ở đây tôi muốn cùng các anh em công nhân tâm sự. Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ, chẳng lẽ chúng ta dậm chân tại chỗ sao? Không, làm người của hoành không, chúng ta phải phấn đấu, phải phấn khởi, không thể được chăng hay chớ rồi. Chúng ta phải kiếm tiền nhiều hơn, ở trong căn phòng tốt hơn, sống tốt hơn. Nói xong thì GD Chu cũng nói vài câu, sau đó bước xuống trong tiếng vỗ tay mời Diệp Phàm đến phòng bên cạnh ăn cơm. Không, 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 hôm nay tôi ngồi cùng mọi người ăn cơm. Thêm một bàn lớn ở đây đi. Hơn nữa, tôi muốn cùng ăn một loại đồ ăn với các anh em ở đây, không cần đặc biệt hơn. Diệp Phàm tươi cười nói. GD Chu thấy thái độ của Diệp Phàm kiên quyết đành phải ra hiệu cho người đem bàn ra. Mà đồ ăn tất nhiên cũng không dám hơn rồi. Đương nhiên đại đa số đồng chí đều cho rằng bí thư Diệp đang thể hiện thôi. Vừa mới ăn cơm xong đi ra khỏi nhà máy, Khổng Ý Hùng lại gần Diệp Phàm nói nhỏ vào tai hắn. Vừa rồi Ngô Lâm gọi điện thoại đến nói anh ta cũng đến Việt Châu rồi, hỏi chúng ta ở đâu, anh ta lập tức đến. Không phải anh ta bận đến muộn một chút sao? Diệp Phàm hừ nói. Tôi cùng buồn bực, vốn cho rằng anh ta không tới, không thể tưởng tượng được, không ngờ đến đây. Hơn nữa giọng điệu lần này hình như thay đổi không ít. Khổng Ý Hùng có chút nghi hoặc nói. Hả, thay đổi như thế nào? Diệp Phàm thản nhiên cười, biết Thiết Chiêm Hùng đã chào hỏi với Sở Công an tỉnh Việt Đông, có lẽ Ngô Lâm đã bị lửa thiêu mông. Vốn việc này không cần phải phiền toái như vậy, chỉ có điều việc này liên quan đến Phó Chủ tịch Triệu, cho nên, chỉ có lãnh đạo Sở Công an tỉnh Việt Đông ra mặt mới có thể để cho Ngô Lâm buông tha bên Phó Chủ tịch Triệu. Lão Thiết không nhất định phải tìm nhân vật số má của Sở Công an tỉnh. Nhưng chỉ cần có thể tìm đến phó giám đốc thường trực sở là đủ rồi. Tuy nói phó chủ tịch Triệu cấp bậc so với phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh cao hơn, nhưng quan huyện không bằng hiện quản. Ngô Lâm nhất định phải lựa chọn lãnh đạo trực tiếp của mình rồi. Trước kia ăn nói lạnh lùng, bây giờ trong điện thoại gọi ngài là bí thư Diệp, hơn nữa gọi tôi là chủ nhiệm Khổng. Xưng hô phải gọi là ngọt ngào, lạ thật, người này không biết có phải uống lộn thuốc không. Khổng Ý Hùng hết sức không hiểu nổi sự thay đổi của Ngô Lâm. Tự gây nghiệt không thể sống, như vậy đi, anh nói tạm thời chúng ta còn giải quyết chuyện của nhà máy phi không, bảo anh ta tìm chỗ chờ. Khi nào tiếp đón được thì anh ta đến. Diệp Phàm hừ nói. Khổng Ý Hùng vừa nghe hoảng hốt hiểu được, có lẽ là Ngô Lâm bị người gõ rồi, bút tích này chắc chắn vẫn là bí thư Diệp làm. Vì thế lão Khổng tủm tỉm cười đi gọi điện thoại. Biết bí thư Diệp muốn đem tên kia phơi nắng khiến anh ta khó chịu một chút. Lão Khổng tất nhiên trong lòng thích thú. 2 tiếng đồng hồ sau Diệp Phàm mới bảo Khổng Ý Hùng gọi điện thoại cho Ngô Lâm, kỳ thật cũng không gọi, người này cách nửa tiếng lại gọi điện thoại cho Khổng Ý Hùng. Vừa biết Diệp Phàm gọi, người này lập tức đi thẳng đến đây. Lần này thấy Diệp Phàm cũng kính lưng đều gặp lại. Gọi bí thư Diệp, ngài ngài, ngay cả đối mặt với Khổng Ý Hùng vẻ mặt khiêm tốn. Khổng Ý Hùng thỏa mãn cực điểm rồi, tất nhiên cũng không đắn đo dạy dỗ người này vài câu, Ngô Lâm chỉ gật đầu. 3 giờ chiều Diệp Phàm đang chuẩn bị đi cảng Cửu, lúc này Vương Nhân Bàng gọi điện thoại đến. Chuyện gì đồng chí Nhân Bàng, đợt này cậu đi nhậm chức mới có phải không? Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Đừng nói nữa Diệp Phàm, tôi bây giờ vẫn rủi ngút trời. Vương Nhân Bàng nói. Sao thế, lên chức còn gặp vận rủi ngút trời, đây là anh nói sai rồi. Diệp Phàm biết mà còn hỏi, biết người này đến giờ vẫn đang oán hận. Nhắc tới cũng là cục trưởng cục cảnh vệ trung ương, Diệp Phàm cũng không muốn làm, nhiệm vụ quan trọng là chủ yếu còn gò bó nữa. Bị vây giữa mấy đầu sỏ của nước Cộng Hòa, chỉ sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tất nhiên có chút nín thở, nào có thoải mái được. Chính thức tiếp nhận ngày 20 tháng 4 nhưng trong tổ giao cho tôi một nhiệm vụ. Còn nói đây là nhiệm vụ để khảo hạch,
khảo hạch cái rắm, bố vốn không nghĩ còn có khảo hạch. Vương Nhân Bàng mắng. Đó không phải kết thúc, khảo nghiệm qua là được, lúc đó không phải là anh có thể là ông chủ rồi sao? Đồng chí Nhân Bàng, có phải là anh đã chuẩn bị chiêu thức rồi? Diệp Phàm cười ha hả, biết người này sĩ diện hơn nữa vương gia đè nặng trên vai anh ta. Quả nhiên, Vương Nhân Bàng hừ nói. Bố là ai, lão vương gia, liền một cái rắm khảo nghiệm cũng không vượt qua thì còn gọi gì là Bàng đại ca. Vương Nhân Bàng không ngờ lại khoe khoang. Đúng vậy, đại ca Bàng cũng kiêu ngạo nhỉ. Lão vương gia, cũng không thể mất thể diện. Diệp Phàm tất nhiên nịnh bợ. Đó là đương nhiên, tuy nhiên, Diệp Phàm việc này người khởi xướng là anh, khảo nghiệm này phải anh hỗ trợ anh em tôi một phen. Vương Nhân Bàng không ngờ nói xem ra là gặp khảo nghiệm nghiêm trọng rồi. Anh nói cái gì, tương trợ thì tương trợ, anh em chúng ta là anh em có phải không? Tuy nhiên, tôi là người khởi xướng là có ý gì? Diệp Phàm tất nhiên lập tức giả ngu rồi. Chương 2852, ba cánh cửa. Còn giả vờ với tôi sao, anh còn giả là lão Diệp. Anh có dám nói không phải anh đã bán đứng tôi chứ? Anh em cái con khỉ nữa, vừa gặp chuyện là đổ hết lên đầu nhau. Anh Diệp, anh em lẽ nào lại dùng để xuất trận hay sao? Vương Nhân Bàng chọc tức nói. Ý gì, Diệp Phàm tôi đây mà lại thế? Anh đừng có mà nghi ngờ lung tung. Đừng có bị người khác đầu độc mà chia rẽ tình anh em. Diệp Phàm vẫn giả bộ ngây ngô. Đúng là có người đầu độc tôi. Vương Nhân Bàng thừa nhận. Thế chuyện này chẳng phải là kết thúc sao, nếu anh đã biết là đầu độc thì còn nói những lời vô ích làm gì. Anh em chúng ta đồn lòng, không được nói lung tung thế. Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy, là ông nội đã đầu độc tôi. Nói là cơ hội lần này khó mà có được. Đồng chí Diệp Phàm đã phải bỏ chín châu hai hổ mới có thể đề của con lên. Đừng nghĩ có chút thân thế mà họ hét lớn tiếng. Trong tổ người ta còn có nhà họ Vương và đồng chí Diệp Phàm nên mới để tôi thay cho Lang Phá Thiên. Vị trí cục trưởng cụ cảnh vệ trung ương rất quan trọng, không phải người nào cũng muốn nhận là được đâu. Vẫn là thể diện của nhà họ Vương lớn, đương nhiên là đồng chí Diệp Phàm cũng không nhỏ. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Diệp Phàm vừa nghe đã phồng cả mũi, ngượng ngùng hỏi. Việc này, đúng là ông nội anh đã nói sao, anh đừng có mà lừa tôi, muốn lôi vào có phải không? Nếu không thì anh đi hỏi ông đi, Vương Nhân Bàng này có bao giờ lấy ông nội ra làm trò đùa không? Vương Nhân Bàng nói. Ha ha, việc này, cũng là vì muốn tốt cho anh mà. Diệp Phàm biết là chối cũng không được nên đành phải thừa nhận. Cho nên, thế gian này không có tường nào mà gió không lọt qua được. Nhưng lần này anh đã bán rẻ anh em, tức là để tôi phải hoàn thành, bằng không người được đề bạt mà một chút chuyện nhỏ cũng không làm được thì còn nói gì là nhân tài nữa. Như vậy chẳng phải nói anh Diệp mắt mù sao? Vương Nhân Bàng bắt đầu vào chuyện. Được rồi, anh đừng có nói chọc tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo, phiền phức. Diệp Phàm hừ nói. Anh lập tức đến núi Sương Bối. Vương Nhân Bàng nói thẳng chủ đề. Núi Sương Bối, lẽ nào thử nghiệm của anh là phải giải được mật mã của núi Sương Bối? Diệp Phàm hỏi. Đúng, những người họ đã giải mấy chục ngày rồi còn chưa giải được, cho nên trong tổ đã giao nhiệm vụ đó cho tôi. Sao, anh Diệp, anh khi nào đến đây? Vương Nhân Bàng hỏi. Nhiệm vụ thế mà nhỏ à? Trong tổ đã tìm hiểu mấy chục ngày rồi còn chưa ra. Chứng tỏ là khó mà giải được, các chuyên gia trong tổ nghiên cứu khoa học đều là những cao thủ, chứ không phải người thường. Diệp Phàm hừ nói, đúng là to đầu rồi, bản thân hắn lại không rảnh rỗi. Tôi mặc kệ, anh mau đến đây. Vương Nhân Bàng ăn vạ. Được rồi, mấy tiếng sau tôi có mặt. Diệp Phàm cũng biết không chối được nên cũng phải đồng ý. Quái, mấy tiếng nữa thì anh sao đến được, đi máy bay còn phải chuyển mấy lần liền. Vương Nhân Bàng thấy lạ nói. Giờ tôi đang ở thành phố Việt Châu rồi, sao? Không được sao, tắt máy đây, tôi đến ngay. Diệp Phàm hừ một tiếng. Từ đã, tôi bảo công an Việt Đông đến đón anh như thế sẽ nhanh hơn. Vương Nhân Bàng kêu lên. Anh đúng như quỷ đòi mạng vậy, nhưng tôi phải đi dùng thuốc nước rồi mới đến được. Có lẽ giờ ở núi Sương Bối cũng đã có nhiều bạn nước ngoài đang nhìn rồi. Diệp Phàm nói, rồi nói với Khổng Ý Hùng. Anh và Ngô Lâm đến thành phố Cảng Cửu trước đi. Liên hệ với tập đoàn Chính Hà trước đi, tôi có chuyện ra đây giải quyết trước đã. Khổng Ý Hùng đồng ý đưa Ngô Lâm đi trước. Ba tiếng sau Diệp Phàm đã thay đổi diện mạo tiến lên núi Sương Bối.
bên ngoài đã có giới tuyến cảnh sát, toàn bộ đều đã được trang bị vũ khí, luôn luôn sẵn sàng, bao vây toàn bộ núi Sương Bối. Ngay cả rocket hạng nặng cũng được trang bị trên núi để đề phòng những trường hợp bất thường. Quân đội Việt Châu cũng cho thêm một đội quân bao vây ngoài cảnh giới, xe của Diệp Phàm vừa đến vòng ngoài đã bị chặn lại. Nhưng một thiếu tá nhanh chóng đến trước xe Diệp Phàm, mặc quân phục thiếu tướng là Đới Thành đến, thiếu tá kia nhanh chóng hành lễ, Đới Thành nói. Không phải kiểm tra người này, cứ thế vào thôi. Thiếu tá kia khẩn trương cúi chào rồi ra hiệu với cấp dưới. Thủ trưởng, đây là ai, sao mà hoành tráng thế, lại không phải kiểm tra. Lần trước tư lệnh quân khu đến cũng phải kiểm tra mà. Một vị thượng úy nhìn chiếc xe rồi nói nhỏ với thiếu tá kia. Ông ấy từ đâu tới, cậu đừng có nhiều lời, đó là kỷ luật đó. Không thấy sao thiếu tướng đã nói rồi thi, anh nghĩ xem, người này là thủ trưởng cấp bậc nào. Thiếu tá chỉ tay về phía thủ đô, người kia liền im ngay, không dám nói gì nữa. Chiếc xe đến thẳng chiếc lều dã chiến đã được dựng sẵn. Cúi chào. Tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa họa Ngô Quang Bảo khàn khàn giọng hô, chỉ huy toàn bộ các đồng chí lập tức đứng dậy hành lễ. Xin chào thủ trưởng. Toàn bộ đồng chí đều chào Diệp Phàm. Các đồng chí vất vả rồi. Diệp Phàm xua tay, nói. Ngồi cả đi, mau nói tình hình các anh tiến triển đến đâu rồi, tôi rất bận phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Toàn là âm thanh các đồng chí ngồi lại. Không lâu sau Vương Nhân Bàng đã có mặt. Tuy anh ta cũng đã dùng thuốc nước để thay đổi diện mạo nhưng mắt ưng của Diệp Phàm vẫn có thể nhận ra được. Thủ trưởng, chúng tôi đã mở được hai đường rồi. Đã dùng cả đàn bà và hai chiếc chìa khóa điêu khắc kia để mở ra. Nhưng cửa thứ ba không mở được, chúng tôi cũng đã dùng hung phòng của phụ nữ nhưng không hề tìm ra chỗ nào giống để có thể mở ra được. Ấn cả cửa phòng này lên trên cũng không được, chúng tôi cũng đã dùng thiết bị, nhưng bên trong rất chặt không mở ra được. Dùng tia PX để quan sát thì thấy bên trong cực kỳ phức tạp, không hề thấy nhưng sóng phản xạ. Bởi vì vừa mới chiếu vào đã thấy những vệt sáng hỗn loạn rồi. Có thể trong cửa hay trên cửa có gì đó có thể làm nhiễu quang phổ này, chỉ là chúng tôi không thể tìm thấy được nguyên nhân quấy nhiễu đó. Mà chúng tôi cũng đã thử những cách khác, ví dụ như dùng tia tử ngoại, tia hồng ngoại nhưng tất cả đều bị nhiễu không thành hình gì cả. Đây chính là hình quang phổ mà chúng tôi chụp được. Ngô Quang Bảo vừa nói vừa mở ra màn hình chiếu, Diệp Phàm thấy, những quang phổ đó đúng là nhiễu không nhìn ra gì được. Người xem đều đã hoa mắt, nếu như là người thường thì nhìn vài giây sẽ bị hôn mê. Mặc dù Đới Thành là cao thủ bát đẳng mà cũng chỉ có thể nhìn mấy giây mà mắt đã đau nhức rồi. Diệp Phàm dùng mắt ưng, dùng hết 80% lực khó khăn lắm mới chống lại được hỗn loạn này. Thật quá kỳ lạ thưa thủ trưởng, sóng quang phổ này là chúng tôi dùng máy ảnh 3D mới nhất chụp lại. Theo lý mà nói nếu như hiện trường có sóng hỗn loạn này thì mới làm choáng mắt. Nhưng chúng tôi chụp lại đã khiến chói mắt. Cái này đúng là đặc biệt, trên đời này cho đến hôm nay cũng chưa phát hiện ra sóng nào rối như thế này. Thậm chí ngay cả chụp lại cũng khiến cho con người phải loạn lên. Ngô Quang Bảo nói, đúng là thần kỳ, ngay cả tôi cũng không thể chịu được. Vừa nhìn đã đau mắt rồi, cứ như có gì đó chui vào mắt. Tôi nghĩ đây là một ánh sáng đặc biệt. Mặc dù đã chụp được nó nhưng vẫn rất chói mắt. Nếu như nhìn lâu chắc chắn sẽ bị thương mắt, đây chính là địa điểm bí mật của Quan Đông Quân. Làm sao mà trước khi giải phóng họ lại có thể chế tạo ra loại ánh sáng mà đến giờ chúng ta không thể nào tìm ra được. Ánh sáng này quá lớn, kỹ thuật này đúng là quá hiện đại, có thể còn hơn cả mấy chục năm so với giờ. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai sao, nơi này chắc không phải là cứ điểm của Quan Đông Quân. Đới Thành nói. Ngu Nhạc Tú. Cái này cũng không thể chắc được, chúng ta có bao nhiêu bí mật mà người khác không hiểu, nhưng cũng không thể đảm bảo là người khác có bí mật mà chúng ta không hiểu. Trên đời này có quá nhiều loại ánh sáng. Có thể người trong Quan Đông Quân đã nghiên cứu ra bí mật về ánh sáng này nhưng không để lộ ra ngoài. Trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ thì cái gì cũng đều có thể xảy ra. Ngô Quang Bảo thể hiện không đồng ý nói. Ồ, như thế cũng có lý. Không thể loại trừ khả năng Quan Đông Quân không nghiên cứu ra. Khi đó đúng là cơ quan nghiên cứu của họ đúng là lợi hại. Giống như bộ đội tế khuẩn 731, những vi khuẩn mà họ chế tạo ra đến bây giờ có thể hại người, nguy hiểm rất lớn. Diệp Phàm nói, khua tay, nói. Chúng ta đi ăn cơm đã, nghỉ một chút rồi đến đó xem sao. Đới Thành cũng gật đầu, không lâu sau ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong Diệp Phàm nghỉ 2 tiếng. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng,
xe cũng đã bắt đầu xuất phát. Bởi vì đến một đường nhỏ rồi đến thẳng nơi bí mật đó. Đến trước cửa động phát hiện ra bảo vệ đúng là nghiêm ngặt, vệ sĩ lại là hạng thượng tá, là bộ đội báo săn ra liền. Trần Quân cung kính chào Diệp Phàm cũng bắt tay anh ta, mấy người đi vào trong động. Bên ngoài động không có gì là kỳ lạ, cũng chẳng khác gì động thông thường. Diệp Phàm nhìn nói, vâng, bên trong thực ra cũng không có gì kỳ lạ, nhưng động không dùng xi măng chống đó. Mà là tự nhiên như thế, nhưng chúng tôi cũng đã đo rồi, độ cứng của đá trong động rất cao. Hoàn toàn có thể chống đỡ được động này, không hề phải lo lắng về việc sụp đổ xuống. Ngô Quang Bảo nói, mở được hai cánh cửa ra rồi, cũng không phát hiện ra gì kỳ lạ. Diệp Phàm hỏi, cửa là cửa sắt, chắc là quan Đông Quân đóng lại, tấm thép tuy là rỉ sét loang lổ, nhưng dày đến một mét. Mà chỗ để cắm chìa khóa vào đúng là kỳ lạ, nó không nằm trên cánh cửa mà lại nằm ở phía dưới. Chỉ riêng để tìm ra chỗ mở cửa chúng tôi cũng đã mất mười mấy ngày rồi, tôi không thể không phục, đúng là trong quan Đông Quân có cao thủ quá giỏi. Ngô Quang Bảo nói, là tổ trưởng tổ nghiên cứu, cơ quan nào cũng đã thấy rồi, thậm chí ngay cả ông ta cũng đã phải cảm thán chứng tỏ cánh cửa này đúng là khiến cho người ta phải cảm phục. Đến trước một cánh của Diệp Phàm hạ lệnh dừng lại. Dùng mắt ưng nhìn, Diệp Phàm cũng không thể không phục người của quan Đông Quân. Cánh cửa này tuy không là inox nhưng lâu rồi, nên hiện giờ cũng là rỉ sét loang lổ hết rồi. Đúng là bị oxy hóa mà thành. Cuối cùng cũng đến cánh cửa thứ ba. Chương 2853, năng lực mới của Diệp Phàm. Sao cánh cửa này lại làm bằng đá, không giống như hai cánh cửa trước? Diệp Phàm hỏi, phát hiện ra tảng đá đến 5 mét, rộng đến 3 mét, trọng lượng chắc chắn cũng phải khiến người ta líu lưỡi lại. Trên cửa đá không hề có bất cứ một hoa văn nào được chạm khắc, duy nhất chỉ là tảng đá trơn, nhưng người thợ cũng rất khéo léo, bề mặt rất là nhẵn. Diệp Phàm giơ tay ra sờ, cảm thấy phải nhẵn như đá phiến thời giờ dùng kỹ thuật mài hiện đại đó. Nhưng tảng đá đó có lẽ lâu rồi nên mới cũ như vậy. Chỉ là không hề có chút tổn hại gì, màu sắc chỉ biến thành màu đen tí thôi. Đúng vậy, tôi cũng thấy buồn bực, hai cửa trước đều là kim loại, đến cửa thứ ba này lại là đá. Mà anh xem, trên bề mặt trừ trơn bóng ra, chẳng còn thứ gì khác nữa. Chúng tôi cũng đã dùng các loại dụng cụ thăm dò để kiểm tra. Nhưng chẳng thấy gì, nếu như có thuốc nổ thì chắc là phá được nhưng chỉ sợ sẽ gây ra những tình huống không thể ngờ được. Ví dụ như nếu như quan Đông Quân có cài kíp nổ, chúng ta lại dùng thuốc nổ như vậy cả động này sẽ nổ tung mấy. Như vậy bí mật mãi mãi không thể tìm ra được. Ngô Quang Bảo nói, dùng cách đó chắc chắn không được. Nếu là cửa thì chắc chắn phải có cách mở. Nếu như bị tắc chết rồi thì vì sao chứ? Lẽ nào họ không thể đi vào được, như vậy không phải là mộ sao? Vương Nhân Bàng nói. Diệp Phàm sửng sốt nói. Đúng là kỳ lạ, lẽ nào đây là một phần mộ? Sao có thể, quan Đông Quân lớn như thế chỉ là một phần mộ sao? Quan Đông Quân sống ở phía Đông Bắc, chúng ta lại thuộc Duyên Hải miền Nam. Nếu nói nhân vật cao cấp nào của họ chết nhưng không muốn được an táng ở nước mình mà lại an táng, làm phần mộ ở nước ta thì cũng phải ở miền Bắc chứ. Ai lại ở chỗ này, mà địa hình lại rất phức tạp, công trình lớn như thế này, không đến vài năm thì không thể làm được. Nếu như họ bí mật lấy mấy trăm người, lẽ nào lại không bị đội quân quốc dân đảng phát hiện sao? Đới Thành lắc đầu nói. Ừ, tôi thấy cũng không thể thế. Hay là nơi này là nơi phong thủy bảo địa thì quan Đông Quân cũng không mạo hiểm như vậy. Công trình lớn như thế chắc chắn độ khó sẽ cao, chỉ là núi xương bối này cũng quá hẻo lánh. Nếu như làm bí mật thì cũng có khả năng điều đến công trình quân sự đến. Ngô Quang Bảo rất nghi hoặc, nói. Cũng không giống lắm công trình quân đội, nếu là công trình quân đội thì trên núi phải dùng xi măng hay thép chống đỡ. Không thể nào chỉ có một tảng đá kia, như vậy quá không an toàn. Huống chi cái cửa sắt còn có tác dụng hơn là cửa đá. Có thể đặt cả cơ quan, có thể đặt được cả hệ thống đóng mở có phải không? Đá kia chỉ là người cổ đại dùng nhiều, đúng là có chút mơ hồ. Vương Nhân Bàng nói, có thể nào nơi đây không phải là công trình quân sự bí mật của quan Đông Quân, mà là phần mộ của người cổ đại. Sau đó đã bị quan Đông Quân phát hiện ra và đào trộm. Chỉ có điều chính ông ấy cũng không vào được, để sau này dễ dàng tiếp tục. Cho nên đã làm hai cửa sắt trước để không cho ai tùy tiện vào. Về phương diện này lẽ nào lại là việc mai táng bí mật? Bởi vì đây là do Hồng Á Đao Lưu của tổ tông Akiyama làm. Mà thân phận thật của họ là người Nhật,
Còn có một khả năng nữa, ở đây không hề có chút liên quan đến Quan Đông Quân, chỉ là bút tích của Akiyama. Nhưng có lẽ ông ấy cũng là một người đào thấy được. Diệp Phàm phân tích, mọi người cũng thấy có lý. Nhưng, cửa còn chưa mở được thì cũng chỉ là nói những lời vô dụng mà thôi. Thế là mọi người bắt đầu gõ vào cửa đó. Dưới con mắt ưng của Diệp Phàm quan sát bao lần, nhưng hắn ta đúng là ủ rũ, không hề phát hiện được chút vị trí liên quan nào cả. Hắn cũng đã dùng khí công để mở nhưng thấy cánh cửa này đúng là vô cùng lợi hại. Một cao thủ thập nhị đẳng lại không hề lay động được gì. Thế là Diệp Phàm đứng ở đằng xa quan sát cánh cửa. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Phàm vẫn đứng ở chỗ đó. Những người khác đều không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cũng biết hắn là cao thủ nên không dám quấy rầy. Đương nhiên các đồng chí khác cũng đang bận, đang lo lắng. Và cũng đang dò xét cánh cửa. Trán đã run lên, khi Diệp Phàm nhắm mắt lại dốc toàn lực ra quan sát thì có con rơi từ trán bay ra. Đương nhiên con rơi này rất mờ, cũng chỉ như bóng dáng, người thường khó mà phát hiện được. Con rơi bay về hướng cửa rồi xuyên thấu bên trong. Diệp Phàm có một cảm giác thật kỳ diệu, con rơi như chính hóa thân của hắn, rơi bay đến chỗ nào là hắn ta có thể nhìn thấy chỗ đó. Nhìn xuyên thấu qua cửa đá đó tương đối khó, Diệp Phàm cảm thấy như có cái gì đó đè, hình như có cảm giác như không thở được. Nhưng Diệp Phàm đã điều khiển được con rơi liều mạng mà lao vào bên trong cửa đá. Dường như có thứ giống như cao su vạn năng ở trong động, mỗi bước đi đều rất gian nan. Cửa đá này đúng là rất dày, vẻn vẹn đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, không ngờ con rơi của Diệp Phàm lại không thể xuyên qua. Diệp Phàm cảm thấy không ổn rồi, nếu như cứ tiếp tục tiến vào thì chắc chắn sẽ bị tảng đá kia đè chết ở đây. Người ngoài thấy Diệp Phàm đứng ngây ở đó bất động mà toàn thân đổ mồ hôi tuôn ra như tắm. Mọi người đều là những cao thủ. Tất cả đều dừng lại lo lắng nhìn Diệp Phàm mà không dám làm gì, chỉ sợ ảnh hưởng đến vận công của hắn ta. Đúng lúc con rơi của Diệp Phàm xoay người quay lại thì đột nhiên đằng trước lại không có gì, có thể xuyên qua được. Diệp Phàm vô cùng vui sướng, thở phào nhẹ nhõm, nếu như khi nãy quay người lại thì lực này cũng không đủ để mà mang con rơi quay lại. Con rơi có thể bị tảng đá đè chết, mà cũng không biết sẽ gây tổn hại gì cho chính hắn. Việc này Diệp Phàm đương nhiên không dám thử. Chỉ là trong tâm nghĩ nếu như con rơi chết thì chắc chắn bản thân hắn cũng sẽ thương nặng. Bởi vì con rơi chính là một phần cơ thể hắn. Nhìn về phía trước, Diệp Phàm suýt nữa thì kêu lên. Bởi vì đằng trước không phải là tầng hầm gì, mà là một không gian đến 3 mét, bên trong không hề có gì. Mẹ kiếp, lẽ nào chỉ là một cửa giả, giống như những mộ giả của hoàng đế để lừa những nhóm giáo úy. Mà huyệt đặt quan tài của mộ hoàng đế bên trong rất phức tạp, có nhiều huyệt giả. Diệp Phàm lại lần nữa cẩn thận bay một lượt, đúng là không phát hiện ra gì cả. Cuối cùng nghỉ ngơi một lát rồi khống chế con rơi bay ra. Nhưng tuy về dễ hơn lúc vào nhưng cũng vẫn khó khăn. Lại một lần nữa mồ hôi như mưa mới có thể về được. Bộp! Diệp Phàm phun ra một lực lớn đánh vào vách đá cách 3 mét, đột nhiên luồng khí này đã tạo ra một lỗ nhỏ sâu đến 1 mét trên tảng đá. Thấy bọn đới thành đều run bần bật, trong lòng nghĩ nếu đánh người thì chắc chắn là xuyên qua rồi. Khí này thực chất là khi nãy Diệp Phàm khống chế con rơi mấy tiếng đồng hồ vẫn nghẹn trong đan điền. Nếu như khí này được giải ra trước khi con rơi chưa bay ra thì chắc chắn con rơi sẽ bị chết trong tảng đá. Thật kỳ diệu, con rơi không phải là vật sống, chỉ là Diệp Phàm dồn công lực lại thành như vậy. Đương nhiên người khởi xướng ra đó chính là kiệt tác của Vương Nam Lăng Hậu, ngay từ đầu ông đã dùng nội khí thuần khiết đặt trên lòng bàn tay Diệp Phàm. Chẳng qua về sau không hiểu sao lại thay đổi. Con rơi đã thay đổi vị trí, bay ra từ trán của Diệp Phàm. Thực ra chỗ đó được gọi là Nê Hoàn Cung của người trong tiểu thuyết. Về sau tôi cũng gọi là Nê Hoàn Cung. Thật khiến chúng tôi hết vía, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Thấy Diệp Phàm mở mắt, Vương Nhân Bàng nói. Không sao, khi nãy đang vận công, tôi dùng năng lực thăm dò đặc biệt để dò xét cửa này. Khi nãy cũng đã nhận ra, cánh cửa này là giả. Diệp Phàm nói. Anh khẳng định thế nào, chúng tôi đã dùng hết mọi phương thức thăm dò đều không ra. Mà toàn ra những sóng hoàn toàn hỗn loạn. Ngô Quang Bảo hiển nhiên không tin rằng năng lực của cao thủ lại lợi hại hơn cả những thành quả công nghệ hiện đại của tổ nghiên cứu khoa học. Nói về vì sao dùng các phương pháp mà tìm không ra cũng liên quan đến tảng đá này, tôi nghĩ tảng đá này đúng là cổ quái. Bên trong có những nhân tố phản xạ với những thiết bị thăm dò. Ví dụ như nam châm có thể ảnh hưởng đến kim chỉ nam.
Diệp Phàm nói, ra hiệu Vương Nhân Bàng. Dùng khoan khoan cửa ra. Không được làm thế. Ngô Quang Bảo kiên quyết không đồng ý, nhìn Diệp Phàm nói. Suy nghĩ kỹ rồi hãy làm tướng quân. Nếu như bên trong có kíp nổ thì sao? Cứ từ từ để nghĩ cách. Đới Thành cũng nghĩ như vậy và cả Vương Nhân Bàng nữa. Căn bản không ai tin rằng Diệp Phàm có thể xuyên thấu tất cả bên trong cửa đá này. Mở ra. Diệp Phàm vung tay lên quyết đoán. Vương Nhân Bàng không do dự, cho người bắt đầu khoan. Hơn một tiếng trôi qua cũng đã khoan xong, mọi người thấy xuyên qua rồi tiến vào trong, tất cả đều tin rồi. Nhưng ai ai cũng nhìn Diệp Phàm như người ngoài hành tinh. Tướng quan, góc nhìn đặc biệt của anh đúng là lợi hại, có thể xuyên qua được cả tảng đá cổ quái này. Đây là công phu gì vậy, nếu mà nghiên cứu ra áp dụng trong các thiết bị thì tốt quá. Ngô Quang Bảo như một người hâm mộ thốt ra. Không phải là xuyên thấu, mà chỉ là một loại cảm giác của cao thủ thôi. Chỉ là cảm giác thôi, tôi không thể nào xuyên qua cửa đá kia được. Diệp Phàm nói, giải thích như thế này hoàn toàn được, bởi vì mọi người cũng không đạt đến trình độ của Diệp Phàm nên chỉ nghĩ là có loại năng lực thế thôi. Nếu như để Phí Đống biết thì chắc chắn là khinh bỉ, chính mắt ưng của Phí Đống còn không thể làm được thế. Không lâu sau đã hoàn toàn mở cửa ra, bên trong đúng là không có gì. Chúng ta chẳng phải đã bị lừa một phen rồi sao? Nơi đây không có quái gì. Đây là một trò đùa của cổ nhân. Vương Nhân Bàng tức giận, làm suốt bao ngày mà không được cái gì. Chương 2854, nói dối như cuội. Ôi, vì cái bí mật núi xương bối này mà bao nhiêu đồng chí đã phải hy sinh. Đới Thành ra vẻ thất vọng, than thở, đứng không vững rồi ngồi phịch xuống dưới đất. Người này có lúc cũng mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc quỷ. Vừa thấy Đới Thành như thế, mọi người cũng như không xương ngồi cả xuống đất. Việc này, chủ yếu là tinh thần đã bị đả kích quá lớn. Mệt mỏi, áp lực mãi nhưng cũng không được. Mấy năm nay, tổ A vì giải bí mật của xương bối đã hy sinh không ít cao thủ. Mà đã có cả một doanh trại đóng ở đây mấy năm rồi. Hao của, hao sức người không thể nào tính ra được. Mẹ kiếp, đúng là nói dối như cuội. Vương Nhân Bàng không kìm nổi nói. Mẹ kiếp là người nào dám trêu đùa với chúng ta. Ngô Quang Bảo không ngờ cũng chửi bậy. Đúng là hiếm thấy. Diệp Phàm không lên tiếng câu nào mà nằm thẳng cẳng trên đất rồi nhìn hố đá thô ráp trên động. Hắn ta dùng đôi mắt ưng nhìn trên đỉnh động, nhìn đi nhìn lại đang chóng mặt định thu lại thì bỗng nhiên cả người chấn động. Bởi vì đôi mắt ưng sau khi nhìn lên trên đỉnh động không ngờ trên vòng sóng điện lại phát hiện ra một sơ đồ khiến người ta kinh hãi. Bản đồ đó có vẻ giống như bản đồ Thái Cực Âm Dương, chỉ là ở giữa không phải là hình eo lợn mà là một hình cầu. Như một viên dạ minh châu quý báu đặt đúng giữa bản đồ. Đương nhiên nếu như anh nhìn chăm chú bên ngoài thì không thành bản đồ. Chỉ có thể nhìn từ trên đỉnh xuống n lần mới có thể phát hiện ra. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn từ đỉnh xuống. Dần dần hình ảnh bản đồ càng đầy đủ, càng rõ nét. Thật lâu sau, nhớ rõ ràng Diệp Phàm mới nói. Các anh nhìn đỉnh động, tổ trưởng Ngô, anh dùng các thiết bị thăm dò nhìn đỉnh động xem sao, có phải có hình như Thái Cực Âm Dương không? Tất cả mọi người đều không hiểu gì, nhưng Diệp Phàm đã lên tiếng thì mọi người chỉ thế làm theo thôi. Quả nhiên không lâu sau mọi người cũng phải kinh hãi. Xem ra hình này không cần dùng đến mắt ưng cũng có thể phát hiện ra, mắt người thường cũng có thể phát hiện ra được, chỉ là khi nãy không ai chú ý đến thôi. Dưới thiết bị thăm dò này, cả bản đồ được hiện lên rất đầy đủ và vô cùng rõ nét. Có thể vì ngày trước bị cửa đá gây nhiễu nên không thể phát hiện ra được. Giờ đã qua được cửa đá đó thì thiết bị này lại hoạt động bình thường được. Như này là thế nào? Ngô Quang Bảo nhìn lên màn hình chau mày nói. Chắc chắn đây là bản đồ trong động, chỉ cần giải mã được bản đồ này là có thể biết được bí mật của động này. Mẹ kiếp, không chứng đây lại là địa cung mà cổ nhân làm cũng nên. Mà động này của chúng ta chỉ là một cửa vào địa cung đó mà thôi. Vương Nhân Bàng không ngờ lại hứng lên nói. Diệp Phàm vừa đảo mắt nhìn, Đới Thành cũng thế. Ai nấy đều vui vẻ, cứ như gà trọi vậy. Việc này, chủ yếu chính là phản ứng lớn. Vừa mới thất bại giờ đã có hy vọng nên đương nhiên vui rồi. Chúng ta về nhà ăn gì rồi ngủ tí rồi hãy nghiên cứu bản đồ này, mọi người đều đã mệt rồi. Nếu như tiếp tục chắc không chịu nổi được. Diệp Phàm nói, đương nhiên mọi người cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng đã cóp được hình bản đồ này về nghiên cứu rồi. Diệp Phàm về ngủ một giấc đã sang buổi sáng ngày hôm sau rồi. Vừa vào trong phòng chỉ huy đã thấy mọi người đều ở đó rồi.
mà mắt Ngô Quang Bảo nhìn như mắt gấu thế kia chắc là cả đêm qua không ngủ để nghiên cứu bản đồ kia rồi. Có phát hiện ra gì không? Diệp Phàm hỏi. Chắc chắn bản đồ này có liên quan đến quả cầu ở giữa. Ngô Quang Bảo nói xong nhìn Diệp Phàm, lại nói. Nhưng lúc trước tôi cũng đã vào một lần. Bắc thang trèo lên nhưng hình dáng quả cầu kia không có đặc điểm gì. Chỉ là một tảng đá bình thường thôi. Việc này, chúng tôi cũng đã đoán rồi, lẽ nào đây chỉ là điều trùng hợp khi làm động thôi. Khiến cho những tảng đá thô ráp tự nhiên thành một hố sâu rồi hình thành hình quả cầu kia. Mà thực ra cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là rất giống thôi. Bởi vì bản đồ này quá giống rồi. Nếu là tự nhiên hình thành lên thì đúng là quá giống rồi. Ừ, có thể là cố ý làm. Chỉ có điều là giờ chúng ta đang không hiểu gì. Nếu chỉ mơ hồ thế này mà nói không có chút bí mật nào chắc chắn là không được. Mà lại còn có chìa khóa này, nên chắc chắn bên trong phải có bí mật lớn. Vương Nhân Bàng hứng thú lên nói. Các anh nghỉ ngơi rồi chứ? Diệp Phàm hỏi. Vâng, chúng tôi đang chờ mệnh lệnh. Đới Thành cười nói, mấy người vội vàng ăn rồi đi vào động. Tổ trưởng Ngô, anh cả đêm không ngủ rồi, nên không cần phải đi. Diệp Phàm nói nhưng hai mắt Ngô Quang Bảo còn như mắt sói. Lão ta hứng thú, liều cả mạng, mà lại còn nói ra những bí mật nữa mà các anh không hiểu. Diệp Phàm cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý cho ông ta đi cùng. Diệp Phàm đến thẳng núi đá đó, giơ tay ra sờ sờ và phát hiện ra giống như tảng đá bên cạnh, và còn cảm giác bên trong không hề trống rỗng. Chẳng lẽ lại là thực thể, trong lòng Diệp Phàm buồn bực nói. Bắt đầu dùng mắt ưng quan sát. Không linh nghiệm nữa rồi. Không còn cách nào khác. Diệp Phàm đành phải ép cho con rơi bay ra thôi. Trải qua thử nghiệm hiện Diệp Phàm phát hiện ra một ngày có thể ép con rơi ra 2-3 lần. Việc này chắc chắn là liên quan đến cảnh giới võ thuật cao của Diệp Phàm. Con rơi chính là hội tụ tinh khiết trong nội lực, hắn ta ép nó ra cũng chính là để cho nội khí được du ngoạn ra bên ngoài. Việc này cũng không gián đoạn, cần phải có nội lực hùng hậu mới làm được. Bởi vì Diệp Phàm liên tiếp kỳ ngộ, cộng thêm luyện được cả sói thuật nên nội khí đã được tiềm ẩn dưới da. Cho nên so với cao thủ ngang hàng thì Diệp Phàm phải hơn đến 3-4 lần. Những người này vốn không có tính cạnh tranh với Diệp Phàm. Lần này nhìn kỹ thực thể quả cầu nhưng Diệp Phàm không dám ép rơi vào trong quả cầu bởi vì nếu bên trong có gì thì chắc chắn là toi rồi. Con rơi bay qua bay lại quả cầu mấy vòng cứ như kiểu vệ tinh quay quanh trái đất để dò tìm vậy. Đột nhiên Diệp Phàm ngây người sợ hãi. Bởi vì hắn ta phát hiện ra quả cầu không ngờ lại có hình mặt người, hơn nữa, càng nhìn càng giống, nếu như tập hợp những hoa văn trên quả cầu thì đúng là mũi, mắt của người. Diệp Phàm xuống nói chuyện này với mọi người, Vương Nhân Bàng không kìm nổi hiếu kỳ trèo lên. Quan sát xong hắn ta cũng kinh ngạc mà kêu lên. Mẹ kiếp, đúng là mặt người rồi, mũi của người này rất dẹt, nhưng tai thì to đến nửa mặt, phải to như tai của bát giới vậy. Đới Thành cũng lên xem rồi cũng kinh ngạc như thế. Ngô Quang Bảo đương nhiên cũng phải lên xem rồi. Ông ta vừa nhìn thì những người phía dưới đã hô lên hoảng hốt. Cẩn thận! Bởi vì tảng đá bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng đen đang bước nhanh về phía Ngô Quang Bảo. Công lực của Ngô Quang Bảo không sao nên không thể đánh được. Theo tiếng kêu, Diệp Phàm đã nhanh chóng phi lên ôm Ngô Quang Bảo xuống thang. Vương Nhân Bàng và Đới Thành đã sớm cầm lấy binh khí chém về hướng bóng đen. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến bản đồ nên không ai dám dùng súng. Nhưng chuyện khiến hai người phải trợn mắt đã xảy ra. Cái bóng đen kia đúng là chém không chết, mà hình như còn bay về phía hai người. Diệp Phàm thấy bèn nói. Bảo vệ tổ trưởng Ngô. Bên này Diệp Phàm vung ta lên cho một trưởng Thái Sơn hướng về bóng đen. Quái lạ, không ngờ quyền đó lại xuyên qua bóng đen. Cứ như đánh vào không khí vậy, tất cả mọi người đều vây lại đánh. Nhưng tốc độ của bóng đen kia cũng nhanh chóng, đánh không chết. Diệp Phàm không còn cách nào, đành phải gắng sức để ép con rơi ra xuyên vào bóng đen đó. Kết quả cũng như vậy đúng là xuyên qua, mà bóng đen đó vẫn tiến lên đám người họ. Không cần đánh, đó là ảo ảnh, không phải là thật. Diệp Phàm dừng lại, tất cả mọi người cũng đều dừng lại, đứng bên cạnh Diệp Phàm. Phát hiện ra bóng đen đó cũng dừng lại, Diệp Phàm giơ tay ra đấm thì nó cũng bắt đầu chuyển động. Mọi người thấy Diệp Phàm xuyên qua bóng đen đó, ai nấy đều khiếp sợ. Quái lại nó là gì chứ? Vương Nhân Bàng nhìn bóng đen đó mà chảy cả nước miếng. Thấy mọi người không hề có động tác nào, bóng đen đó ngay lập tức biến vào trong vách núi.
đây rốt cuộc là chuyện gì? Đới Thành cũng hoảng hồn ngây người ra nhìn. Mẹ nó, chẳng lẽ lại là quỷ? Vương Nhân Bàng chửi. Trên đời này làm gì có ma quỷ, tôi nghĩ có thể là một hiện tượng quang học, cũng gần giống như 3D vậy. Khi nãy có thể chúng ta tiếp xúc với mặt quả cầu nên bóng đen đó mới xuất hiện. Nhưng mọi người cũng phải cẩn thận, ai biết được đằng sau đó có ám khí hay gì đó thì sao? Diệp Phàm nói. Hoàn toàn có thể như thế, phản xạ ánh sáng này là do chúng ta trên mặt người đó mà thành. Chỉ là ánh sáng đó xuất hiện có những động tác như thế tức là tương đối kỳ lạ. Lẽ nào ánh sáng này cũng do người trong động sắp đặt, đúng như trình tự sắp xếp như chúng ta hiện nay? Ngô Quang Bảo nói. Các anh có phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ nào không? Diệp Phàm hỏi. Không có. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Anh xem, chúng ta tấn công nó thì nó mới tấn công lại chúng ta dừng tay thì nó cũng dừng tay. Tôi nghĩ, có phải chúng ta ra tay hình thành lên bóng đen lại tấn công lại tôi? Thực tế là một ảo giác của hiện tượng quang học. Diệp Phàm nói. Bóng đen này đúng là thành tinh rồi, rõ ràng còn có thể bắt chước để tấn công lại. Động đá này đúng là thần kỳ, không ngờ lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này. Vương Nhân Bàng nói, cũng không thần kỳ bằng tượng đá trên đảo bí mật kia. Diệp Phàm buột miệng nói, đột nhiên ngây người, nói. Lẽ nào động này lại có liên quan đến đảo hoang sao? Mà có liên quan đến mê cung ở Sahara chăng? Chương 2855, yêu cầu anh phải giải thích rõ ràng. Đúng là có khả năng đó, thế giới này có quá nhiều điều kỳ lạ. Ngay cả chuyện người ngoài hành tinh, có ai thấy không, nhưng cũng không ai chứng minh được trên đời này không có người ngoài hành tinh. Không thể chứng minh thì chỉ có thể nói là không chứng minh được, chứ không được nói là không có điều đó. Vương Nhân Bàng nêu ra lý luận triết học để nói ra. Mọi người thử lại, quả nhiên là bóng đen lại xuất hiện. Chỉ cần anh không động đến mặt người kia thì bóng đen không xuất hiện. Mẹ nó, cái này có thể dọa người được đấy. Vương Nhân Bàng hứng thú nhìn lên mặt người kia. Diệp Phàm lần này trực tiếp ép rơi đến mặt người, nhưng không thấy bóng đen xuất hiện. Có thể là nội khí ngưng tụ lại nên không tiếp xúc được. Diệp Phàm phát hiện lần này con rơi chui vào trong mặt người lại khác với cảm giác vào trong cửa đá. Thấy trong mặt người này đúng là như lò lửa, đúng là như chui vào hỏa lò. Mặc dù cơn rơi là ngưng tụ nội khí, nhưng Diệp Phàm cũng cảm giác thấy nóng, nhưng chỉ là cảm giác chứ không phải nóng thật. Bên ngoài hình mặt người này là quả cầu lớn nhưng Diệp Phàm có thể thấy bên trong mặt người này là một người khổng lồ, còn rơi bay đến 4, 5 mét mới đến đầu. Vừa đến bên đó đã không thấy nóng nữa mà lại lạnh, rất lạnh, Diệp Phàm không khỏi dùng mình một cái. Trở về mới thấy mặt người vì sao lại to như thế? Vốn mặt người không to như vậy, mà bên trong lại có một thi thể chứa trong. Diệp Phàm cho con rơi bay đến thi thể đó đột nhiên khiếp sợ. Thi thể này có 4 chân. 6 tay, vừa rồi con rơi bay qua phải mất bao nhiêu thời gian. Nhưng đầu và cơ thể không đồng nhất, cứ như người trong vương quốc khổng lồ đầu nhỏ vậy. Người này cũng không biết có nên gọi là người không. Người này cao đến 5 mét, một cánh tay phải đến 2 mét, thô bạo, to lớn như thùng nước. Mà đùi cũng to đến kinh người có thể chứa được cả những thùng xăng dầu lớn. Chỉ chân thôi mà đã phải to bằng cánh tay của người trưởng thành rồi. Con rơi chạm trên thi thể phát hiện ra có tính đàn hồi. Chứng tỏ là thi thể chứ không phải là đá. Chẳng qua thi thể đó lại không mục nát, Diệp Phàm phát hiện chỉ thấy quắt đi tí chứ những cọng lông cũng vẫn còn trên người, nhưng tay chân lại không hề có móng tay, móng chân. Lại muốn chui vào hơn Diệp Phàm lại sợ hơn, phát hiện ra hình như người khổng lồ này bị người ta chặn trong động. Hai cây không biết bằng chất liệu gì mà xuyên qua thi thể, cách vách đá đó không xa. Diệp Phàm nghĩ thử khống chế rơi chui vào thi thể. Nhưng sự việc quái lạ lại xảy ra. Thi thể hình như ngăn không cho con rơi chui vào, thử mấy lần nhưng cũng không lọt vào được, con rơi này cũng không phải vạn năng rồi. Cảm thấy không chịu được rồi, không để rơi ra ngoài lâu được. Thế là thu vào rồi Diệp Phàm nói lại chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều ngây người. Làm sao có thể thế được? Vương Nhân Bàng há hốc mồm miệng không tin. Không phải anh đã thấy ảo giác chứ, có phải như hiện tượng bóng đen không? Bởi vì quá giống thật, nên anh đã nghĩ là thật. Ngô Quang Bảo cũng không tin. Tôi nghĩ, người này bị tắc trong đó chắc chắn có thể dùng. Nhưng chúng ta sẽ đào bốn xung quanh mặt người, từ từ đào, để cả thi thể ra và nghiên cứu. Diệp Phàm nói. Chỉ sợ như thế có ảnh hưởng hay tiếp xúc với các gì khác không bởi vì khi nãy hiện tượng bóng đen đúng là quá kỳ lạ.
người có thể làm được hiện tượng kỳ lạ đó lẽ nào lại không thể nghĩ chúng ta có thể đào sao? Việc này, tôi nghĩ cứ từ từ đã, quá nguy hiểm. Ngô Quang Bảo lắc đầu nói. Đúng, cũng phải chú ý an toàn đã. Diệp Phàm gật đầu, mọi người về nghỉ ngơi, lần này đã mang đến nhiều công cụ như khẩu trang phòng độc, áo chống đạn, tấm chắn đạn vân vân. Mà tạm thời cho hai xe tăng đi vào trước, động to như vậy nên cho xe tăng vào cũng không khó khăn gì. Tất cả mọi người đều là cao thủ, cộng thêm, giờ lại có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Đá này tuy là cứng nhưng đào lên cũng không chậm. Một ngày sau, đã đào xong xung quanh mặt người. Lần này mọi người không hề phản đối gì, đúng là một thi thể. Mà đúng là có bốn chân, sáu tay, mà trong quá trình đào không hề thấy hiện tượng bóng đen kia xuất hiện. Kỹ thuật chống thối giữa thi thể đúng là tuyệt diệu. Ngô Quang Bảo cảm thán nói. Đúng vậy, chỉ hơi khô quắt chút. Sờ vào vẫn còn đàn hồi, nhưng người này lại có thể được bảo tồn trong đây hoàn chỉnh như thế, có phải liên quan đến địa lý ở đây không? Chúng ta đã làm hỏng đất ở đâu thì thi thể sẽ nhanh chóng bị phân giải. Lúc này một chuyên gia lo lắng. Vâng, thi thể này rất có giá trị nghiên cứu, tuyệt đối phải bảo vệ tốt, không chứng sau này sẽ trở thành một trong những cổ vật trên thế giới. Người có lẽ tiến hóa từ động vật thời cổ đại vốn cũng là người bốn chân, sáu tay. Sau đó dần dần tiến hóa thành người giờ. Đương nhiên cũng có khả năng thi thể này không phải là người của trái đất này. Như vậy giá trị nghiên cứu sẽ càng cao. Để bảo vệ thi thể này, tôi thấy là không nên di chuyển. Có thể làm ngay tại đây để bảo vệ thi thể. Chúng ta nghiên cứu thì đến thẳng đây. Ngô Quang Bảo đề nghị. Đúng, việc này tôi sẽ về báo cáo lên trên. Vương Nhân Bàng là người phụ trách lần này, gật đầu nói. Tin rằng trên cũng sẽ ủng hộ. Nhưng kinh phí cần thiết cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Mặc kệ, chúng ta về ăn cơm, nghỉ, có tinh thần thì mới có thể nhìn ra vấn đề được. Tôi nghĩ, đây mới chỉ là mới bắt đầu, bí mật của xương bối vẫn nằm ở trong đó. Diệp Phàm khua tay nói. Bên này có hai đội viên ở lại canh, Diệp Phàm cùng đám người về trước. Vừa ngủ được giấc thì Cung Khai Hà gọi điện đến nói. Đồng chí Diệp Phàm, thi thể này là điều bí mật lớn nhất của chúng ta. Các anh bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ thật kỹ. Về vấn đề kinh phí không phải lo, tôi đã nói với thủ trưởng rồi. Thủ trưởng đã phê duyệt cho các 100 triệu kinh phí để nghiên cứu ở núi Xương Bối. Mà thủ trưởng còn có chỉ thị, phải có một đoàn binh thường trú tại Xương Bối. Phải do cao thủ đội báo săn là lãnh đạo doanh trại. Phải có thành viên chính thức trong tổ A đảm nhiệm. Mà còn chỉ thị phải mở rộng lực lượng, triệu tập đội viên mói. Ít nhất phải có 6 đội viên của tổ A ở đó. Ý của thủ trưởng có phải là chuyển doanh trại đến Xương Bối đúng không? Việc này không thành vấn đề. Dù sao cũng chỉ là thay đổi địa bàn đóng thôi. Nhưng cái khó là không tìm được ba thành vi hệ chính thức kia. Chúng ta chỉ có mấy chục người chính thức mà chỉ Xương Bối đã đến 6 cao thủ thì thật khó. Nếu như dưới 4 người thì còn có thể. Còn kinh phí, 100 triệu đó chắc chắn không bao gồm cả khoản chi cho binh đoàn ở đây chứ. Diệp Phàm nói, đó là đương nhiên, đóng quân bên này do quân khu Việt Châu. Mà bên của chúng ta đương nhiên phải bỏ ra một khoản kinh phí để chi tiêu cho các hoạt động. Khó khăn nhất vẫn là tìm người. Đồng chí Diệp Phàm, anh phải là người chỉ huy ở đó. Việc nhân sự do anh sắp xếp. Cung Khai Hà cuối cùng cũng giấu đầu hở đuôi. Làm tổng chỉ huy tại hiện trường sao, tổ trưởng Cung, đừng có đùa như thế. Hiện giờ tổng chỉ huy ở hiện trường do Vương Nhân Bàng nắm giữ. Tôi làm như vậy không phải như đánh xì dầu sao. Mà đồng chí đó biểu hiện rất tốt, có tác dụng trong việc tìm ra bí mật của Xương Bối. Chính thi thể đó cũng là do anh ta phát hiện ra sớm nhất. Cho nên tôi thấy để anh ta lo việc ở Xương Bối hoàn toàn không thành vấn đề. Về vấn đề nhân tài có thể để anh ta sắp xếp đúng không? Diệp Phàm nhanh chóng đẩy ra, trong lòng đúng là buồn bực đang giúp người giờ thành ra rước phiền phức vào thân. Sáu cao thủ này đi đâu mà tìm được, việc ở cảng Cửu còn chưa xử lý còn, cũng không biết Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm đã làm thế nào rồi. Nơi này không phải tùy ý là có thể liên lạc với bên ngoài được. Ha ha, Vương Nhân Bàng trước là chỉ huy hiện trường. Nhưng giờ không giống như trước. Anh tới rồi đương nhiên phải do anh đảm nhiệm, vừa rồi tôi và Tây Môn cùng với tướng quân kế cũng đã bàn bạc. Tổng chỉ huy ở Xương Bối không phải anh thì còn là ai khác được nữa. Đồng chí Diệp Phàm đây là quyết định chính thức của tổ chức. Hơn nữa thủ trưởng có chỉ thị thành lập doanh trại ở Xương Bối do anh hoàn toàn phụ trách.
chỉ cần chọn được ai anh liền báo với tổng bộ là được. Nhân tài quân đội toàn quốc do anh tùy ý chọn. Cung Khai Hà nói. Thủ trưởng cung, người đừng có chụp lên đầu tôi thế. Tôi không gánh vác nổi đâu. Việc của Hoành không còn đang giang dở bận muốn chết, làm sao có thời gian để giải quyết cả việc bên này nữa. Thủ trưởng đổi người khác đi, nếu Vương Nhân Bàng thay thế Lang Phá Thiên, tôi thấy tướng quân Đới Thành hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc này. Diệp Phàm nói. Đừng có nói nhiều trước mặt tôi nữa, đồng chí Diệp Phàm. Anh không những là chủ tịch của Hoành Không mà còn là đội viên chính thức của Tổ A, là tướng quân của nước ta. Quân nhân phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức, lẽ nào anh đã quên điều này, mà đây lại là chỉ thị đích thân thủ trưởng nói. Nếu anh cảm thấy không đảm nhiệm được thì hãy giải thích rõ ràng cho thủ trưởng lập trường của anh. Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Bảo tôi đến nói với đường khác nào chết, tôi nói này tổ trưởng cung, người chơi chiêu này đúng là cao minh. Diệp Phàm tôi không thể không phục sự anh minh, thiên hạ vô song của đồng chí Cung Khai Hà. Tôi đã phục, thật lợi hại, đây chính là thủ đoạn của những vị lãnh đạo. Diệp Phàm châm chọc nói, biết rằng có đưa đẩy cũng không được, nên châm chọc Cung Khai Hà cho hả giận. Tổ chức quyết định như vậy là có nguyên nhân cả. Đồng chí Diệp Phàm, khi nãy Vương Nhân Bàng báo cáo đã nói không phải là phỏng đoán của anh nói là núi xương bối này có liên quan đến đảo hoang. Mà anh cũng đã đến Mê Cung Tử Thần. Ba nơi này đều có liên quan đến anh. Anh là người thuộc ba nơi này nhất. Cho nên nhiệm vụ này mà để cho đồng chí khác có được không? Đây không phải là biểu hiện cực đoan, không chịu trách nhiệm với đất nước sao? Mỗi một quyết định trong tổ đều đã được suy tính rõ ràng. Có thể mười mấy ngày nữa giải được bí mật của xương bối, đồng chí Ngô Quang Bảo sẽ phải đến đảo hoang. Cho nên anh nhanh chóng phải tìm ra bí mật này. Về phần cao thủ, trong tổ sẽ đưa ra ba đội viên trước. Còn lại ba đồng chí anh tự nghĩ cách, đương nhiên đồng chí mới đến phải đến tổ trước tổ sẽ cho ba người khác thay trước. Sau khi ba đồng chí kia chấm dứt huấn luyện sẽ chuyển đến. Việc người của tổ mới này anh phải nắm rõ. Núi xương bối này không thể một ngày không có chủ. Nếu xảy ra chuyện gì lớn thì trách nhiệm này anh và tôi cũng không chịu được đâu. Cung Khai Hà nói, giọng điệu rất ngưng trọng. Chương 2856, dạ đương đến rồi. Hay là bảo Vương Nhân Bàng cùng tôi thành lập tổ được không? Diệp Phàm biết là không từ chối được nên nhanh chóng đưa ra điều kiện. Việc này, tôi thấy được. Cung Khai Hà đồng ý. Nhưng Vương Nhân Bàng cũng chuẩn bị nhận nhiệm vụ của đồng chí Lang Phá Thiên rồi. Cho nên việc bên đó cũng nhiều, có thể anh ta cũng không có thời gian mà giúp anh được. Nếu như không được, thế này đi, anh cũng không có thời gian mà. Để Đới Thành cùng anh đóng quân nhé. Anh chỉ cần dùng điện thoại để chỉ huy là được rồi. Còn về việc cao thủ mới là việc khó xử lý nhất. Cung Khai Hà nói. Ha ha, tổ trưởng cung, tôi muốn tổ trưởng có thư bổ nhiệm xuống. Diệp Phàm cười nói. Tôi lập tức cho người mang đến. Cung Khai Hà cũng không dài dòng, nhưng cũng nghi ngờ hỏi. Anh muốn làm gì, cái đó sớm muộn cũng có mà. Ha ha, đây là bí mật, không nói cho tổ trưởng biết được. Diệp Phàm cười nói có thể đồng chí Cung Khai Hà cũng đang buồn bực lắm. Đúng rồi, lần trước có nghe thấy Vương Nhân Bàng nói tập đoàn Hoành Không các anh có một nhà xưởng là nhà máy phi không phải không? Cung Khai Hà nói. Đúng vậy, tôi đang phải xử lý việc ở đây đây. Phiền phức đúng là nhiều, tôi đang muốn cải tạo lại nhà xưởng, điều kiện không tồi, hoàn toàn có thể được. Có thể tổ trưởng cũng đã nghe nói về tình hình của Hoành Không, một đống đổ nát khiến tôi sắp nổ tung ra rồi. Diệp Phàm nói, cải tạo lại xưởng, tôi thấy anh lập tức dừng ngay lại cách nghĩ đó đi. Cung Khai Hà nói, thế là ý gì, tôi thật không hiểu, xin tổ trưởng cung nói rõ chút. Diệp Phàm hỏi, có chút hơi tò mò. Vừa rồi để lo cho việc thành lập tổ nên tôi đã gọi điện cho lãnh đạo quân khu Việt Châu, nghe nói họ chuẩn bị làm quân cảng mới. Tôi vừa nghe liền nghĩ ngay, nên đã hỏi xem sao, thì mới biết họ muốn đặt quân cảng mới ở địa bàn của nhà máy phi không. Có thể đến lúc đó nhà máy của các anh sẽ bị trưng trúng. Vì thế giờ anh không cần phải làm gì cả. Đợi đến khi họ ổn định xong rồi tính. Nếu như đúng là muốn trưng dụng chỗ của các anh thì không phải là lãng phí sao? Cung Khai Hà nói. Như vậy sao được, 2.000 người chỗ tôi sẽ làm gì để sống? Diệp Phàm ngẩn ngơ, thốt lên. Thực ra các anh còn kiếm được tiền đó. Cung Khai Hà đột nhiên cười lên, khiến cho Diệp Phàm giật mình, nhanh chóng hỏi. Sao lại có thể kiếm tiền, nhưng bồi thường cho việc trưng dụng cũng không phải là cao.
Nếu như chúng ta mang đi bán đấu giá thì chắc chắn có thể bán được giá cao. Đến lúc đó chỉ sợ lỗ đến quần không còn, người ta phải lấy lý do quốc phòng, thì chúng tôi còn phải làm sao? Việc này các anh vốn chỉ có thể phục tùng thôi, nhưng tôi cũng đã điều tra rồi. Thực ra mười mấy năm trước họ vốn đã có tư tưởng này rồi. Vì thế lúc đó đã chọn được một mảnh đất trống. Mảnh đất trống đó còn rộng hơn cả đất của nhà máy phi không, chỉ có điều bên ủy ban quân giới đều không đồng ý, nên không thể khởi công được. Mà lúc đó còn thiếu tiền, giờ muốn xây một quân cảng mới nếu không có 1 hay 2 tỷ thì đừng có mơ mà làm được. Mà hiện tại như có manh mối rồi, chỉ là lúc đó phát hiện ra điều kiện chỗ các anh lại tốt hơn chỗ cũ kia. Cho nên, nếu đã làm thì cũng làm tốt hơn, có thể mảnh đất trống bên này cũng sẽ bán đấu giá. Mảnh đất kia còn tốt hơn chỗ các anh, cái tôi nói đây là vị trí địa lý tốt hơn. Nhưng nếu là quân cảng thì bên phi không các anh lại là địa bàn tốt hơn. Nhưng mảnh đất kia bán đi cũng được giá tốt đó. Cung Khai Hà nói. Đã hiểu, lãnh đạo đang nhắc nhở tôi à, cảm ơn thủ trưởng. Diệp Phàm cười nói, biết là Cung Khai Hà đúng là lo cho mình. Đến lúc đó quân khu Việt Châu muốn trưng dụng, nếu là nhà xưởng thông thường thì cũng đành phải chấp nhận cho họ trưng dụng. Nhưng quan trọng Diệp Phàm lại là người cầm lái con tàu hoành không nên đến lúc đó sẽ phải đàm phán với quân khu Việt Châu. Nếu như muốn trưng dụng thì phải đổi lấy mảnh đất trống kia, Diệp Phàm đương nhiên kiếm lời rồi. Đó cũng là nhắc nhở của Cung Khai Hà. Mà nhà máy phi không cũng không đáng bao nhiêu tiền, nếu muốn sửa lại thành nhà máy đóng tàu thì cũng gần như làm lại từ đầu. Như vậy chi bằng chuyển đến chỗ mới có phải tốt hơn không? Huống chi nếu quân khu đã muốn làm quân cảng thì chắc chắn có thể làm chỗ đậu của tàu, như vậy làm nhà máy đóng tàu hoàn toàn không có vấn đề gì. Cảm ơn thì không cần, thông tin này của tôi có đáng được 3 cao thủ không? Cung Khai Hà cười nói. Đáng, rất đáng. Diệp Phàm nói, đặt điện thoại xuống muốn cho người xem mảnh đất kia mới được, mà không thể để quân khu Việt Châu bán đấu giá lô đất đó đi trước được. Nhưng... có thể nếu như không ăn chắc được bên này thì chắc chắn cũng không dám đi bên đó. Nhưng cũng phải chuẩn bị tốt. Đúng lúc 3 giờ sáng, Diệp Phàm đã bị Vương Nhân Bàng gọi điện thoại nói. Làm gì? Diệp Phàm dụi mắt bực nói. Xung quanh sơn động có chuyện rồi, đã có giao chiến rồi. Vương Nhân Bàng nói. Lập tức kêu còi thông báo, toàn lực tiếp viện. Diệp Phàm nhảy từ trên giường xuống, mấy phút sau các đồng chí trong đó đã chuẩn bị hết trang bị. Mà trực thăng cũng đã tiến ra. Xuất phát. Diệp Phàm ra lệnh, mười mấy chiếc xe điên cuồng lao về phía động. Tình hình trên đó thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Khi nãy Trần Hải người phụ trách của đội báo săn báo cáo, nói là có tiếng nổ mạnh cách sơn động 500 mét. Vương Nhân Bàng nói. Kế điệu hổ ly sơn, đúng là khốn nạn. Diệp Phàm nói. Cửa động có bao nhiêu người, là những người nào? Có 10 đội viên báo săn. Bên ngoài còn có sư đoàn Hồng Kiếm của quân khu Việt Đông, đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới, do sư đoàn trưởng Kiều Thế Hảo dẫn đầu. Trước cửa động có 3 cơ cấu, còn có cả đại bác, mảnh đạn đều đang trong trạng thái sẵn sàng, bên ngoài của chúng ta còn có cả súng bắn chuẩn xác cách 300 mét. Bọn họ dùng toàn là súng bắn tỉa. Vương Nhân Bàng nói, tướng quân, chỉ sợ là cao thủ thôi, nếu như giống như Dạ Đương thì ngay cả súng bắn tỉa cũng không tác dụng gì. Mà một khi đã bị phát hiện ra, không cần phải nói người khác ngay cả cướp thi thể đi thì bí mật của chúng ta đã bị tiết lộ. Đới Thành lo lắng không chịu nổi. Đồng chí Nhân Bàng, lập tức hạ lệnh, sống chết phải phòng thủ. Diệp Phàm nói. Quả nhiên không đến nửa phút sau, bên đó lại có một tiếng súng kịch liệt hơn, còn có cả tiếng nổ mạnh. Diệp Phàm không chờ được, khi trực thăng còn cách sơn động một khoảng đã hạ lệnh chuẩn bị nhảy xuống. Đúng lúc đó Diệp Phàm đã linh tính được nguy hiểm bèn hét lớn. Tất cả nhảy xuống. Cửa đã mở ra, có thể là cách mặt đất đến 5, 600 mét, mấy đồng chí cũng không kịp mà nhảy xuống. Cả phi công lái trực thăng cũng đã bị Diệp Phàm đẩy xuống. Trong giây lát, một tiếng nổ kinh hoàng, chiếc trực thăng kia đã nổ tan tành. Chó má thật, chắc chắn là đạn theo dõi loại nhỏ rồi. Vương Nhân Bàng vừa xuống đất đã quát mắng. Đúng trực thăng của chúng ta tuyệt đối không thua kém gì Apache. Mẹ kiếp! Đạn thăm dò này chắc chắn là thành quả mới của chúng. Bằng không không thể trong chốc lát đã hủy đi mất nghiên cứu đến 2 tỷ này của chúng ta. Đới Thành cũng thô tục nói. Dấu vết của Hải Lang. Diệp Phàm hừ nói, tất cả mọi người đã tiến vào động. May mà mọi người đều là cao thủ. Khoảng cách 5,
60 mét, cộng thêm đã có những thiết bị phòng hộ nên nhảy xuống không vấn đề gì. Còn về độ cao như thế này đối với Diệp Phàm cũng không vấn đề gì, nên hắn ta đã kéo cả hai phi công vào trượt một đoạn xuống động. Hiện trường đúng là thảm thiết, chắc chắn 7, 8 binh sĩ của sư đoàn Hồng Kiếm đã phải đổ máu rồi. Bốn chân còn đang chảy máu kia. Diệp Phàm phát hiện ra có ba người đang đánh với đội viên của đội báo săn ở ngoài. Việc này đã là cự ly gần rồi, loại súng nào cũng vô dụng. Bởi vì toàn thể hiện trường đã hỗn loạn rồi, nếu nổ súng sợ sẽ gây thương cho người của mình. Đồ chó hoang! Diệp Phàm hét lên, Bạch Hổ Huyết Trích Tử đã xoay tròng trước mặt người áo đen, người này còn định tránh. Nhưng chắc chắn là công lực còn kém hơn cả Diệp Phàm, bộp một tiếng, một người toàn máu đang trào ra đã bị ném tung vào trong rừng. Trên người toàn máu đang được một đội viên báo săn ôm lấy. Diệp Phàm tức giận rồi, bởi vì ba thành viên đội báo săn đã bị thiệt mạng với người áo đen. Toàn thân đều là máu tươi, nhưng ba đội viên đó cũng không buông tay. Chắc chắn công lực thấp hơn người áo đen nên chỉ có cách thay đổi mạng của mình thôi. Để mạng lại. Huyết Trích Tử phun ra trước mặt tên đó. Tên này tương đối cường hãn, không ngờ lại tránh được, nhưng cũng đã bị Huyết Trích Tử vào tay. Đới Thành và Vương Nhân Bàng cũng đã chạy vào trong trước rồi, Vương Nhân Bàng dùng đao cô cự để bắn đạn. Lập tức máu phun ra. Tướng quân, có người tiến vào động rồi, nhanh. Lúc đó Kiều Thế Hào toàn thân đẫm máu hét lên. Diệp Phàm vừa nghe, vẫn còn hô được. Các anh giải quyết bên ngoài đi, tôi tiến vào trong. Vừa nói xong đã không nhìn thấy bóng dáng đâu. Cũng không nghĩ xem trước có nguy hiểm hay không, con rơi đã bức công ra, tốc độ nhanh như đại bác. Đến chỗ trung tâm phát hiện ra không xa đang có hai chiến sĩ máu me đầm đìa. Diệp Phàm đau lòng, đó là hai đội viên lục đẳng của tổ A đang nằm ở đó, một đồng chí đã bị đứt chân, máu vẫn còn chảy ra. Nhưng thấy người áo đen đang đấu lại với bóng đen kia. May mà bóng đen lại phản xạ ra, mà người áo đen không biết đó là ảo ảnh, nên ra sức đánh lại. Càng dùng sức đánh lại bóng đen thì bóng đen cũng không chết. Chương 2857, Chuối Tiêu. Chắc là chưa tiến vào, Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, chạy như khói đến đằng sau người kia, Huyết Trích Tử đã chộp được não của y. Người áo đen đó là cao thủ, trong nháy mắt người áo đen có thể tránh ngay được. Đá ra một cái, một nội lực rất lớn, Huyết Trích Tử đã không chịu nổi lực đó bị bay vào tường. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện ra như bị đánh vậy, cổ họng còn như phun cả máu tươi ra. Diệp Phàm hiểu, công lực của người này còn hơn cả hắn, chẳng lẽ là Dạ Đương? Dạ Đương, hôm nay người phải bỏ mạng ở đây. Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật hét lên, âm làm chấn động trong động. Người áo đen đánh với bóng đen, phản xạ có điều kiện đột nhiên cười khanh khách nói. Anh có nhận ra cũng vô dụng, tôi chính là Dạ Đương. Theo tiếng cười đó, Dạ Đương quay người trước mặt Diệp Phàm, con dao đen trong tay liền bổ về đầu của Diệp Phàm, dao như giải lụa kéo từ trên xuống. Dưới mắt chim ưng, Diệp Phàm phát hiện ra đao khí của Dạ Đương đúng là kỳ lạ. Cả xung quanh đều có đao khí, giống như mặt nước bị rạch ra làm hai. Không còn cách nào, rõ biết là không địch lại Diệp Phàm nên chỉ nhanh chóng lăn như con lật đật tránh ra. Nhưng tóc cũng đã bị lột ra một mảng. Dạ Đương sửng sốt, nói. Đúng là có tài, luyện công thế này không tệ. Lúc này người áo đen cũng đã phát hiện ra đặc điểm của bóng đen nên không thèm để ý nữa, mà lao như đạn về phía Diệp Phàm. Đúng lúc đó lại ầm một tiếng. Mặt của Dạ Đương đúng là khó coi, bởi vì bộ ngực kia đã bị gì đó bay ngang qua cắt đi một miếng đến 20cm, suýt nữa thì rạch trên ngực. Tuy quần áo của người áo đen cũng là chế tạo đặc biệt của đội Hải Lang, có thể phòng được cả đạn cự ly gần, nhưng con rơi trên trán của Diệp Phàm cũng rất lợi hại. Đã cắt được áo ra. Chỉ là công lực của Diệp Phàm không đủ mạnh nên không làm thương Dạ Đương được. Hắn ta dùng lực một lúc rồi con rơi lại xuất kích. Chân của Dạ Đương đã bị đánh rồi, lần này đã chảy máu. Diệp Phàm vui sướng, muốn dùng toàn lực để làm lại nhưng thấy không thể điều khiển được con rơi. Mà nó lại bay vào trán của Diệp Phàm. Thình thịch, thình thịch. Hai người cũng đã giao đấu với nhau, Diệp Phàm cũng đã bị trúng vài chiêu. Đi chết đi. Dạ Đương hét lên một tiếng chói tai. Dao đen muốn đập lên đầu Diệp Phàm, lần này vốn không thể tránh được. Hai bên quá cách nhau rồi. Ôi, chết thế này sao? Diệp Phàm thở dài một tiếng. Bộp. Đúng lúc đó Dạ Dương đột nhiên bị cái gì đó đánh một cái bay lên cả vách động. Bộp. Bộp, liên tục 7-8 lần,
mặt đẹp của Dạ Đường đột nhiên thành đầu heo. Mà trên mũi còn có lỗ, có âm thanh rất lạnh lùng nói. Heo nước Mỹ, cút đi cho tao. Làm cho Dạ Đường sợ đến mức không còn dở trò nào được, liều mạng quay người ra khỏi động. Công phu chạy trốn của hắn ta tương đối lưu loát, ngay cả Diệp Phàm cũng phải cứng lưỡi. Cứ có một cảm giác như cả ma vậy. Nhưng hắn ta đã bị huyết trích tử của Diệp Phàm lột ra một khối thịt ở đùi rồi. Đây chính là thịt của Dạ Đường, đúng là không thể ngửi được, Diệp Phàm thu lại huyết trích tử. Nhanh chóng kiểm tra mấy người đang nằm dưới đất, thấy hai đội viên chính thức của tổ A đúng là may mắn, chỉ bị trọng thương thôi. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Diệp Phàm bái một cái lên không trung. Ngươi là đệ tử của Bức Vương sao? Một âm thanh đạm nhạt vang lên. Tiền bối cũng biết sư phụ tôi sao? Diệp Phàm vui vẻ, liền nhận luôn. Ta lấy cái lò này. Âm thanh đó lại vang lên, đột nhiên Diệp Phàm thấy tối sầm mắt lại, một trận gió bay qua, mắt ưng cũng chỉ thấy một vệt sáng rồi biến mất. Mẹ nó, chẳng nhẽ lại là quỷ. Lúc này Vương Nhân Bàng mặt mày tím tái chạy lại cũng bị bóng kia dọa cho hú vía. Nhanh chóng cứu người. Diệp Phàm nói, không lâu sau cấp cứu đã đến. Đới Thành cũng chạy vào phát hiện ra thi thể vẫn còn đó, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe Diệp Phàm kể lại mọi chuyện, mọi người đều như hóa đá. Chắc chắn là người, mặt tôi đã bị hắn sờ một cái. Vương Nhân Bàng có chút sợ, anh ta không sợ trời, không sợ đất tầm nhưng hôm nay đúng là bị dọa chết ngất rồi. Có phải là bóng đen lúc trước chúng ta thấy không? Ngô Quang Bảo tiến vào nói. Sao có thể thế được, bóng đó chúng ta đã thử rồi, chỉ là ảo ảnh, là hiện tượng quang học mà thành. Giờ nhìn thấy tuy cũng là một ảnh nhưng chắc chắn là người. Tôi có thể cảm nhận được là người, mà ông ta còn nói chuyện cơ mà. Diệp Phàm lắc đầu. Lẽ nào đúng là cảnh giới trong truyền thuyết sao? Đới Thành với vẻ mặt hâm mộ nói. Ôi, trong tổ không hề có cao thủ chống đỡ ngoài cửa, lần này nếu không có tiền bối này chắc chắn chúng ta thảm rồi, một Dạ Đường mà có thể khiến chúng ta tan nát như thế này. Diệp Phàm than thở nói. Lần này bởi vì chúng ta nghiên cứu nên không làm được cửa dày. Tôi nghĩ phải lập tức làm cửa ngay. Nếu như có cánh cửa thép dày hàng mét thì có phải Dạ Dương muốn vào cũng phải mất một chút thời gian, chúng ta cũng có thể chặn lại được. Vương Nhân Bàng chau mày nói. Đúng, lập tức cho lắp ngay. Chúng ta đã quá sơ hở rồi, đã phải trả giá đến 10 mạng người, họ đều là những người tinh nhuệ của tổ. Ngô Quang Bảo cũng đau lòng nói. Bọn họ bị giết bao nhiêu người? Diệp Phàm hừ nói, hai mắt tức tốc. Năm, có thể đều là đội viên chính thức của Hải Lang. Ai nấy đều là cao thủ thất, bát đẳng. May mà súng của chúng ta còn có tác dụng, súng bắn tỉa đã giết chết hai cao thủ. Vương Nhân Bàng nói. Đúng, nếu chúng ta đặt thêm ba cửa, chỉ dùng vân tay mới có thể mở được cửa, bên ngoài lại thêm đội canh gác chắc chắn là không vấn đề gì. Ngay cả Dạ Đường cũng khó có thể vào được, mà có thể lần này hắn ta cũng bị thương không nhẹ, chắc cũng sợ tè ra quần rồi. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể nào quay lại quấy nhiễu được. Diệp Phàm nói, đáng tiếc, khi nãy tiền bối bóng đen nếu như muốn lấy mạng của Dạ Đường cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sao lại không giải quyết hắn ta đi nhỉ, như vậy có phải tốt hơn không? Đới Thành thở dài. Cao nhân có cách nghĩ của cao nhân, người ta vốn không để ý đến công lực thấp như chúng ta. Trong mắt họ nếu như đánh cũng chúng ta cũng chỉ như chơi với trẻ con mà thôi. Nhưng chính miệng ông ấy nói là heo nước Mỹ, chứng tỏ ông ấy rất yêu nước. Vương Nhân Bàng nói trong động đã yên tĩnh trở lại, Ngô Quang Bảo cũng sắp xếp người nhanh chóng đo đạc rồi làm cửa sắt dày đó. Cung Khai Hà gọi điện thoại đến, biết được tin như vậy cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Cao nhân đã lấy đi cái lò nào đúng là tiếc quá. Tối qua chúng ta vào trong trước để xem thì có phải hay không. Vương Nhân Bàng tiếc nuối nói. Nơi này có chuyện kỳ lạ, vị cao thủ đó hình như biết bí mật của nơi này. Diệp Phàm nói. Cũng không hẳn là biết. Có thể chúng ta đã khiến cho người ta chú ý. Sau này cùng với chúng ta, ông ấy phát hiện thì lấy luôn. May mà ông ấy đến kịp, bằng không hôm nay chúng ta chắc xong rồi. Đới Thành nói. Bởi vì xảy ra sự cố, nên mọi người đã lỡ lại một ngày. Diệp Phàm trong lòng rối bời. Bởi vì việc ở thành phố Cảng Cửu còn chưa xong, bên này lại cũng không bỏ mà đi được. Nghỉ ngơi đúng một ngày. Các chuyên gia trong tổ nghiên cứu đúng là cật lực. Chỉ vẻn vẹn một ngày mà đã làm xong một cánh cửa, phải dày đến 2 mét. Mọi người làm xong cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
8 giờ sáng ngày hôm sau Diệp Phàm cùng mấy người đến bộ phận trọng yếu. Phát hiện ra thi thể kỳ lạ kia không hề bị tổn hại gì, vì được tiếp xúc với bí mật trung tâm nên ai nấy vừa mừng lại vừa lo. Ôi, nếu bí mật mà ở trong lò kia thì thật là tiếc. Đới Thành nói. Như vậy chỉ có thể trách chúng ta không may thôi. Vương Nhân Bàng nói. Nếu cao nhân đã vào rồi thì chắc chắn bên trong không nguy hiểm. Đới Thành nói. Cũng không thể nói như vậy được, với cao nhân thì không gọi là nguy hiểm nhưng với chúng ta lại là nguy hiểm lớn thì sao? Cho nên các đồng chí, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần, chúng ta không thể bỏ mạng lại được. Mà ở đây đúng là kỳ lạ, đúng là có sát khí. Diệp Phàm nói, Cung Khai Hà cũng vừa cử 3 cao thủ tổ thứ 8 đến, nên lực lượng cũng không nhỏ. Nhưng Diệp Phàm cũng đã sắp xếp 3 người đứng canh bên ngoài, bên trong có Diệp Phàm cùng 3 người Vương Nhân Bàng vào. Bên trong đúng là u ám, mà một luồng khí khiến cho người ta phải sợ hãi. Tuy mọi người đã chuẩn bị như đeo khẩu trang phòng độc, mặc áo phòng độc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí này. Sau khi lướt qua thi thể không lâu phát hiện ra một cánh cửa, nhưng đã bị sụp xuống một nửa. Chắc chắn là vị tiền bối thần bí kia làm. Đới Thành trao mày nói, tuy bên ngoài cũng có đồ phòng độc như này nhưng đồ của tổ nghiên cứu khoa học chế ra hết sức nhẹ, mỏng cứ như da người nên làm việc không hề ảnh hưởng gì. Tất cả những thứ này, đều phải cảm ơn những chuyên gia trong tổ nghiên cứu đã hiến dâng những phát minh. Bằng không nếu phải đeo một mặt nạ chống độc như cái mặt lợn kia thì khổ rồi. Mẹ kiếp, cửa này cũng không hề mỏng. Vương Nhân Bàng nhìn là cửa đá dày đến 1 mét. Cảnh giới trong truyền thuyết có phải anh có thể đoán nhưng có thể nghiên cứu cửa này. Đới tướng quân, anh xem đây là đồ gì thời nhà nào? Diệp Phàm dùng mắt ưng nhìn, hỏi. Cái này phải mời chuyên gia đến. Còn về phương diện khảo cổ thì tôi không đưa ra phán đoán được. Đới Thành lắc đầu nói. Đúng rồi, 3 đồng chí vừa tới trong đó có 1 đồng chí được gọi là Chuối Tiêu là cao thủ của tổ nghiên cứu khoa học. Người này thân thủ cũng không tồi là lục đẳng, mà có nhiều kiến thức về phương diện khảo cổ cho nên tổ trưởng cung mới điều đến cho chúng ta. Vương Nhân Bàng nghĩ một lát rồi nói. Là cao thủ lục đẳng tự bảo vệ bản thân là được rồi, Nhân Bàng anh gọi anh ta vào đây xem. Nhưng anh có biết gì về lai lịch người này không? Diệp Phàm hỏi. Về anh ta thì tôi biết, người này tên thật là Trương Ẩn Hào, biệt danh là Chuối Tiêu. Mang quân hàm đại tá trong tổ, thân thủ lục đẳng. Về mặt tri thức người này rất rộng, tốt nghiệp chuyên ngành nghiên cứu lịch sử. Nghe nói tổ tiên của anh ta cũng là một cao thủ, nên noi theo cũng là người biết về khảo cổ. Đới Thành nói, Vương Nhân Bàng cũng không kìm nổi chen vào. Cái tên đúng là hay, Chuối Tiêu. Tôi thích rồi đó. Phụ nữ ai không thích Chuối Tiêu đúng không? Chương 2858, tất cả kinh hãi. Đừng đánh ngã, đương nhiên, hiện tại người Trương gia sớm không làm chuyến đi này rồi, mà vườn của Phan gia ở thủ đô không mở tiệm bán đồ cổ, việc sản xuất còn tương đối náo nhiệt. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết, bọn họ còn lén lút buôn bán hàng ở phía dưới, bọn họ gọi một loại hàng đó là đồ vàng mã. Nghe nói lợi nhuận cũng tương đối khả quan. Dĩ nhiên, trong tổ không quản cái này, chỉ cần không quá đáng qua thì cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ thôi. Nếu có quản cũng không quản hết được, tuy nhiên, vì trong tổ có một vị cao thủ nhất, Trương Ẩn Hào vốn cũng không muốn gia nhập trong tổ này. Chỉ một việc nhỏ trong cửa hàng của anh ta mà trong tổ cũng biết rõ ràng. Cuối cùng, cùi trỏ của Trương gia cũng chỉ là đại thối, đương nhiên, Trương Ẩn Hào đành phải nhập ngũ. Đương nhiên, Trương gia cũng có chỗ kiềm chế. Không dám cho mua bán trong thế giới ngầm, dù sao cũng phải làm cho người ta có một chút cơm ăn có phải không? Đới Thành nói, ha ha, trong tổ chúng ta cũng thật sự là rồng rắn hỗn độn, nhân tài loại nào cũng có. Có cao thủ ăn cắp, có thảo thượng phi, có cao thủ xã hội đen. Vương Nhân Bàng cười nói, không lâu sau Trương Ẩn Hào tiến vào, đầu tiên là lễ phép hướng về 3 vị đồng chí chào theo nghi thức quân đội. Hương Tiêu Chuối Tiêu cậu có bằng lòng đi vào cùng tổ chúng tôi? Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, hỏi. Vô cùng vinh hạnh. Vẻ mặt Hương Tiêu hưng phấn, nói. Người này, phỏng chừng cũng đi theo huyết mạch của tổ tiên, vừa nghe nói có liên quan đến mộ là dường như máu gà nổi lên. Cậu cố gắng tự bảo vệ mình là được, hiện tại chúng tôi không cần dùng đến thân thủ của cậu, chúng tôi cần kiến thức của cậu. Diệp Phàm nói. Cậu xem lai lịch của cái này là gì? Vương Nhân Bàng hỏi. Trương Ẩn Hào vừa nghe, lập tức ngồi xổm xuống, lục lọi một chút.
sau đó quay lại phía sau lưng lấy trong ba lô ra một vật giống như cái đèn pin, nói. Cái này là của tổ tiên Trương gia truyền lại, đồ vật này đã từng được cải tiến. Quét ở trên cửa có thể xuất hiện một thông tin đặc biệt. Những thông tin này mọi người xem không hiểu đâu, chỉ có tôi hiểu được thôi. Không lâu sau, Trương Ẩn Hào ngẫm nghĩ một chút nói. Niên đại của chiếc cửa đá này tương đối xa, chí ít cũng phải có 3.000 năm lịch sử. Nhìn ấn này có thể suy đoán, hẳn là trong khoảng thời gian Tây Chu đến Đông Chu. Cái này chỉ có thể phỏng đoán đại khái, không chuẩn xác. Cho nên, thời gian chênh lệch tương đối lớn. Đồng chí Hương Tiêu, cậu xem có thể là phong cách huyệt mộ của Triều Chu sao? Diệp Phàm hỏi. Chỉ dựa vào cánh cửa đầu tiên này không thể xác định được, bởi vì trên cửa không có cái gì. Có phải là mộ không cũng khó nói. Không có căn cứ tôi cũng không thể cứ kết luận bậy bạ được đúng không? Trương Ẩn Hào lắc lắc đầu. Bốn người tiếp tục đi vào bên trong. Đi vào phía trong thêm 100 thước bốn người há hốc mồm ra, bởi vì, không ngờ phía trước có tới bốn đường rẽ. Không hiểu được cần phải đi theo đường nào. Chắc chắn trong đó có một cái hố chính, còn ba cái kia giống như nhau đều là giả. Nếu như là huyệt mộ trong động sẽ có cơ quan cài đặt. Chỉ có điều đối với cái này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có bản đồ các đường này. Cũng chỉ là người mù thôi. Trương Ẩn Hào dò xét một hồi cũng chưa có biện pháp. Tình thứ, lấy tiền xu đi. Diệp Phàm nghĩ không được, liền chơi trò tung tiền xu để định sinh tử. Biệt hiệu của Vương Nhân Bàng là tình thứ, cho dù là người một nhà, nhưng, tất cả mọi người đều giữ nghiêm quy định gọi hô bằng biệt hiệu. Cứ từ từ đã, để cho Hương Thiêu tôi tới. Trương Ẩn Hào nói, thấy Diệp Phàm gật gật đầu, vì thế lấy ra trong ba lô một đôi trăng lưỡi liềm giống như đồ chơi, nói. Cái này tổ tiên chúng tôi gọi là đập trăng lưỡi liềm. Một định âm dương, hai cái đập định sinh tử. Trương Ẩn Hào nói hướng về phía không trung, một tiếng rơi rất lớn. Đập trăng lưỡi liềm chỉ hướng động thứ hai, ha ha. Thật là có chút huyễn hoặc khó nắm bắt. Vương Nhân Bàng cười nói. Đi về phía động thứ hai. Diệp Phàm ra lệnh. Vừa mới đi vào không phát hiện được gì, tuy nhiên, đi vào khoảng 50 đến 60 mét mới phát hiện ra. Trên vách tường hình như là có rất nhiều hình vẽ nguệch ngoạc quái dị được thuận tay vẽ bằng tảng đá. Đường nét vẽ đó vô cùng đơn giản, trông giống như một kiệt tác trừu tượng phe hiện đại. Bốn người nhìn một lúc lâu cũng không hiểu được đây là cái quái gì. Điều này có nghĩa là gì? Diệp Phàm hỏi. Thuận tay như vậy sao? Vương Nhân Bàng nói. Nét vẽ vô cùng lộn xộn, mà ngay cả cái mũi tên chỉ dẫn cũng không có. Tuy nhiên, nếu nói là thuận tay vẽ lung tung cũng không giống. Chẳng lẽ người nào ăn cơm no không có việc gì làm đến đây vẽ loạn lên? Những hình vẽ này nhất định là có hàm ý đặc biệt, chỉ là tạm thời chúng ta không nghĩ ra thôi. Trương Ẩn Hào nhìn những hình vẽ khá thận trọng, để tìm ra điểm bắt đầu. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn cẩn thận, nếu lúc trước vị lão tiền bối kia có tiến vào động, vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ có điều thật đáng tiếc Diệp Phàm vẫn chưa phát hiện ra một sợi tơ phản ứng của sinh vật sóng điện tử. Chứng tỏ lão tiền bối này không đi động này. Chẳng lẽ đi nhầm động rồi hả? Trong lòng Diệp Phàm đánh dấu chấm hỏi. Đúng là một mớ hỗn độn. Vương Nhân Bàng nhìn không được, không ngờ bổ một cái tát vào con ngựa trên bàn. Một tiếng nổ lớn cùng một mảng nham thạch rớt xuống, âm thanh bên trong động quanh quẩn một hồi lâu. Lui ra ngoài. Diệp Phàm quyết định thật nhanh nói, tuy ba người không rõ, nhưng Diệp Phàm là tổng chỉ huy, hắn nói thế nào phải làm theo đó rồi. Bốn người quay người lại đi ra ngoài. 7-8 phút qua đi, bốn người dừng bước. Quái nhỉ, chúng ta vừa mới tiến vào khoảng 40-50 mét, tại sao đi lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy đường ra? Vương Nhân Bàng kêu lên. Bên trong động này có gì đó cổ quái chăng? Đới Thành nói. Cứ đi thử xem. Diệp Phàm nói. Bốn người tiếp tục đi tới, tuy nhiên, lại đi thêm 10 phút nữa vẫn không thấy điểm dừng. Cậu xem hai bên núi đá không hề thay đổi phải không? Diệp Phàm hỏi. Vẫn thế, không có gì thay đổi. Đới Thành nói. Chẳng lẽ tình tiết hoang đảo lại xuất hiện, trong lòng Diệp Phàm nói thầm một câu, ngồi xuống, nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đã, chắc chắn động này có điều lì lạ. Không thể nào muốn quay lại phải đi lâu như vậy. Đoán chừng chúng ta sập vào cái bẫy dập gì rồi. Bốn người ngồi xuống ăn một chút lương khô, mọi người cũng có phần có chút mệt mỏi rồi. Hương Tiêu, tổ tiên của cậu trước kia có gặp phải việc lạ như vậy hay không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Ẩn Hào một cái, hỏi.
đã từng gặp rồi, tuy nhiên, lúc trước tổ tiên tưởng quỷ đánh vào tường, sau đó dùng một số phương pháp dân gian cũng may mắn có thể đi ra. Trong thực tế, đây chẳng qua là ảnh hưởng của một loại tâm lý. Ở trong mộ vốn có chút kỳ lạ, tuy nhiên, tổ tiên rất có kinh nghiệm. Tất nhiên, không cẩn thận cũng sẽ mất mạng. Có lúc đi đào động không cẩn thận là đất sụp xuống có phải là chôn sống rồi không, vậy lại càng không cần nói dưới nền đất kín kia có tích trữ độc khí ở dưới. Trương Ẩn Hào cũng thản nhiên, biết mình và mấy người này đang ở dưới đáy rồi, cũng không có gì để lừa gạt cả. Đúng lúc này, Vương Nhân Bàng đột nhiên chỉ vào chỗ cách đó không xa rồi kêu lên. Mọi người, cái gì kia? Mọi người phản ứng rất nhanh, ngay lập tức bỏ ngón tay xuống và nhìn. Phát hiện ở lưng chừng động đường dường như có một điểm sáng. Điểm sáng lúc ẩn lúc hiện khiến cho cảnh tượng càng trở nên kỳ lạ. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm mở to, đột nhiên trong đầu thoáng lên một việc, trong lòng tự nhủ cái này có vẻ giống như là cái gì đó. Mọi người xem nó giống cái gì? Diệp Phàm hỏi. Ba người đới thành đều cố gắng nghĩ, tuy nhiên, vẫn lắc đầu. Diệp Phàm đánh về phía điểm sáng, tuy nhiên, nó vô cùng linh hoạt. Dù cho Diệp Phàm có thân thủ 12 đẳng cấp không ngờ cũng không thể bắt được nó. Tà môn, chơi trốn tìm với chúng ta rồi. Vương Nhân Bàng kêu, thấy vật kia cũng không có gì nguy hiểm, vì thế. Bốn người đới thành cũng cùng nhau lao thẳng tới. Chỉ có điều vật kia linh hoạt dị thường, không ngờ bốn cao thủ cũng không bắt được. Dừng lại. Diệp Phàm đột nhiên đứng yên tại chỗ khoát tay chặn lại, còn ba đồng chí kia nghĩ Diệp Phàm có phát hiện gì cũng đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu, Diệp Phàm nói. Đem hung phòng lấy ra đây, xem có điểm giống không. Đúng rồi, đúng là đồ vật này có điểm giống. Đới thành vỗ đầu một cái, vội vàng móc từ trong ba lô ra cái hộp, đem hung phòng so sánh. Thiếu chút nữa bốn người đều kêu ra tiếng. Tôi đang nghĩ, có thể đem trong các hung phòng đặt chồng lên điểm sáng xem có xuất hiện gì không. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút nói. Vậy thử xem sao. Hai mắt Vương Nhân Bàng xám ngắt. Tôi thử đây, mọi người chú ý tình huống như thế nào nhé. Diệp Phàm nói. Ba trùng, cậu đem hung phòng ném vào không trung đi, tôi sẽ xử lý. Biệt hiệu của đới thành là, ba trùng, vừa nghe thấy, anh ta lập tức đem hung phòng ném vào không trung. Thái dương Diệp Phàm vừa động, trong nháy mắt con rơi kia tới phía trước hung phòng, và trong nháy mắt hung phòng đã ở phía trước điểm sáng. Tốc độ con rơi so với tốc độ của người Diệp Phàm nhanh hơn N lần. Tuy nhiên, điểm sáng kia cũng không chậm. Trên không trung hai bên không nhận lấy nhau. Lúc Diệp Phàm không chịu nổi muốn thu hồi con rơi về là lúc, rốt cuộc đánh chúng vào. Một tiếng răng rắc vang thật lớn, điểm sáng cùng hung phòng cũng không trông thấy rồi, bốn người sợ tới mức khẩn trương lui về sau. Ô ô ô, một âm thanh cổ quái dị vang lên. Dùng sức mạnh chiếu sáng một chút. Diệp Phàm ra hiệu cho Vương Nhân Bàng, anh ta dùng lực chuyển động ánh sáng nguồn điện đi mấy trăm mét. Loại nguồn điện này nếu chiếu trực tiếp lên mắt lập tức có thể làm cho người ta bị mù. Tuy nhiên, đối với mấy cao thủ bọn họ còn có thể đỉnh một chút. Đương nhiên, cũng không ai lấy đồ vật này chiếu vào hai mắt mình. Phía trước bên trái mặt xuất hiện một cửa động rất lớn, thanh âm ô ô quái dị kia chính là từ trong động truyền đến đây. Hơn nữa, hình như trong động còn có sương mù màu xanh xuất hiện. Thật lâu sau, trong động cũng không thấy bay ra quái vật gì cả, bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Hay là chúng ta đụng đúng rồi, cái này là bộ phận chính để mở cửa ra. Vương Nhân Bàng sờ soạng từng cái mong, nói. Để tôi thử xem có khí độc hay không. Trương Ẩn Hào nói xong lấy trong ba lô ra một quả cầu ném vào hướng trong động. Nếu nó sáng lên rất có thể là có độc. Tuy nhiên, quả cầu không có chợt lóe, cũng không có ánh sáng gì phát ra. Không có độc. Vương Nhân Bàng hỏi. Cũng không thể khẳng định hoàn toàn được, tuy nhiên. Chúng ta đều có mặt nạ chống độc công nghệ mới nhất, có lẽ nó không phải là một vấn đề lớn. Cho dù là cổ mộ cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Diệp Phàm đi dẫn đầu, thấy trong động đen kịt căn bản là không nhìn thấy gì. Trương Ẩn Hào lấy ra một cây ánh sáng lạnh châm lửa rồi ném vào bên trong. Không nhìn thấy nó trên ngón tay, nhưng vẫn rất sáng trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn xuyên thấu lực cường, tương tự như khí đèn trên xe ô tô, sương mù đều có thể xuyên thấu. Phía dưới cũng không có động, ánh sáng lạnh rơi xuống, Diệp Phàm phát hiện, bên trong hình như không phải là một vách núi, hơi giống với cảnh tượng ở trong Vạn Xà Quật của giáo Tam Độc. Mà vừa rồi có tiếng răng rắc khi cánh cửa mở ra, và cánh cửa kia cũng nằm xuống mặt đất. Mấy người ló đầu đi, vậy
vẫn còn chút nguồn sáng của cây ánh sáng lạnh, vừa đi xuống biên, tất cả bốn vị đồng chí đều khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa là mất cằm. Mai Cao à! Vương Nhân Bàng thét một tiếng chói tai, giống như giọng của công công. Trương Ẩn Hào liếc mắt nhìn một cách khinh bỉ, trong lòng tự nhủ chưa từng thấy cảnh này, tổ tiên tôi chẳng cái gì chưa từng nhìn thấy. Chương 2859, cửa đâu rồi? Mẹ kiếp, quan tài cũng lớn vậy sao? Vương Nhân Bàng không kìm nổi nhỏ giọng nói thầm. Đúng là rất lớn, mấy chục cây số. Đới Thành gật gật đầu. Đây là một quan tài lớn, Diệp Phàm lấy hết nhãn lực của mình, chỉ ít cũng phải dài đến 30 đến 40 mét. Gọi là quan tài nhưng không phải quan tài còn ở bên trong. Đôi khi vì bảo vệ thi thể bên trong quan tài còn có vài tầng. Ví dụ như một tầng tảng đá, lớp bên trong là gỗ hoặc một số vật liệu đệm, như vậy lớp niêm phong bên trong niêm phong là khá cao. Trương Ẩn Hào nói, dường như không nguy hiểm gì, chúng ta đi xuống dưới xem một chút. Diệp Phàm cẩn thận nhìn qua rồi nói, không lâu nữa cũng đến phía dưới. Đến gần nhìn chiếc quan tài đã to lại càng to, như một tòa nhà ba tầng, dài không dưới 40 đến 50 mét. Đứng trước mặt nó có vẻ tương đối nhỏ. Không ngờ bốn phía quan tài cũng đều có một số nét vẽ nguệch ngoạc, vừa rồi trên vách động cũng thấy có những nét vẽ tương tự. Mẹ kiếp, không phải là hoàng đế đem cả nhà mai táng ở cùng một chỗ chứ? Vương Nhân Bàng thầm nói. Cái này không giống như là quan tài đế vương. Trương Ẩn Hào nhìn lắc lắc đầu. Sao lại không giống? Diệp Phàm hỏi. Nếu là quan tài đế vương Tây Chu sẽ vô cùng sang trọng, thứ nhất nhìn đồ vật trên quan tài cũng không giống rồi. Thời đại đó đồ đăng để thờ phụng thần linh hẳn phải là đồ đăng có điêu khắc rất trang trọng rồi, ví dụ như phải nhập các loại phong thần, còn có một chút hình thức thờ cúng của hoàng cung. Dùng biểu hiện sinh hoạt xa hoa của đế vương, nhưng mọi người xem này, đồ đăng trên căn bản giống như lấy ra từ bức tranh một bậc thầy tùy tay cầm hòn đá vẽ lên. Đường nét thô ráp, hơn nữa lung tung lộn xộn không tìm ra được quy luật nào. Hơn nữa, trên quan tài cũng không có bất kỳ văn tự nào ghi lại đồ vật này là ở thời kỳ vương triều Tây Chu cả. Bởi vì mộ của triều đại Tây Chu có một số ít đặc điểm kế thừa nhà Thương. Ví dụ như mộ của chư hầu, quý tộc, có khi là sắp xếp trong mộ hai đường vào mộ. Có khi là thiết lập một đường vào mộ giáp tự hình mộ. Trừ hai loại hình mộ lớn bên ngoài, đại đa số mộ chỉ có hình chữ nhật, không xây dựng đường vào mộ. Kích thước của ngôi mộ phụ thuộc vào thân phận mà có sự khác nhau. Cũng giống như triều đại nhà Thương, cũng có nhiều thiết lập trở lại trong hố dưới ngôi mộ. Theo ghi chép, quy định quan tài của triều Chu có phân chia cấp bậc nghiêm khắc, tức là quan tài yêu tử thất trọng, chư hầu ngũ trọng, thầy thuốc tam trọng, sĩ tái trọng. Loại mộ trung bình, ở bên trong quách còn có bố trí song trùng hòm quan tài, giống như triều đại nhà Thương, thường thường mộ của chư hầu, quý tộc đặt lân cận nhau, nhìn quy mô của mộ có thể biết được thân phận của chủ nhân. Mọi người xem. Bốn phía xung quanh mình có cái gì, chớ nói đến lừa được xe ngựa. Hoàng đế xuống âm phủ còn không tìm bạn đi theo. Bằng không, hoàng vương dưới địa phủ làm sao lại hiển lộ. Làm sao biểu hiện được khí phách cùng quý khí hoàng quyền. Lập tức đồng chí Trương Ẩn Hào liền khoe khoang tổ tông có kinh nghiệm. Đúng là không giống, sơn động này cũng không giống một mộ thất. Khẳng định chỗ ở sau khi hoàng đế chết phải là một nơi tốt chứ. Mà nơi này lại là một sơn động thô ráp. Trên vách động cũng không có cái gì, sau khi chết hoàng đế còn không muốn làm các loại văn tự ca tụng công đức của mình. Hơn nữa, không cần nói gì khác, dù sao chiếc ghế hoàng thượng cũng phải mang đi chứ. Bên trong lăng mộ chúng ta đều đặt rất nhiều ghế rồng, được làm từ ngọc thạch đấy. Đới Thành cũng gật gật đầu. Có phải là vị đại thần nào sau khi chết đã được chôn tại mảnh đất này đúng không? Vương Nhân Bàng hỏi. Mộ của đại thần cũng rất được coi trọng đấy, như này không giống. Trương Ẩn Hào lắc lắc đầu. Không chừng là bị đột ngột chết, hoặc lão đại thần này bị phạt ở đây. Vương Nhân Bàng lại nói. Vẫn không đúng, dù sao cũng phải chú ý một chút. Trương Ẩn Hào vẫn lắc đầu, Vương Nhân Bàng bực bội, mắng. Thật là một mớ hỗn độn, tôi nghĩ rằng đó là một cái chết từ miệng. Đừng nóng vội Nhân Bàng, ở chỗ này cái gì cũng phải cẩn thận. Không thể nói lung tung được, anh phải chú ý một chút. Tuy nhiên. Tôi nghĩ rằng đây là mộ của cao thủ võ lâm, cũng có điểm giống như một trận đấu chữ lớn của võ lâm cao thủ cổ đại, không thể tự nhiên mà trong mộ lại quá gồ ghề như vậy được. Theo kiến thức mà nói thì không có điểm gì được đánh giá cao, nhưng, ngôi mộ này rất có khí, rất hào nghĩa. Bởi vì cao thủ,
có ý định đào đường vào động cũng rất dễ dàng. Giống như một cao thủ trong truyền thuyết. Nội khí xuất ra chém sắt như chém bùn, mà những cao thủ này xây dựng mộ cũng không có cứng nhắc theo quy củ như vua chúa triều đình hoặc thầy thuốc, quan niệm về đẳng cấp xã hội có nhiều hạn chế. Ví dụ như cổ mộ tiểu long nữ trong Xạ Điêu chính là tuyệt vời nhất. Kích thước rất to, so với cái này to hơn nhiều lắm phải không? Diệp Phàm trầm ngâm trong chốc lát, nói. Tác giả của cuốn tiểu thuyết nói tào lao cứt chó anh cũng tin. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Hơn nữa, vào cổ mộ của một môn phái, gọi là phái cổ mộ. Cả một môn phái vào ở trong đó, đương nhiên phải lớn hơn rồi. Đặc điểm này thật là có chút phù hợp. Đới Thành gật gật đầu. Tuy nhiên, thi thể bốn chân sáu tay ở bên ngoài sẽ giải thích như thế nào? Nếu như nói là những cái này có một chút quan hệ với chủ mộ là việc không thể nào có. Rất rõ ràng, bốn chân sáu tay kia phỏng chừng chính là người đi vào khai thác quan tài hoặc là nô bộc của người đó. Chẳng lẽ trong quan tài cũng là người có bốn chân sáu tay? Hơn nữa, những điều này có vẻ có điểm giống như trong truyền thuyết miêu tả các tộc người. Trên thực tế không có xuất hiện loại người này. Đương nhiên, trong quá trình tiến hóa của người cổ đại có trải qua giai đoạn loài người này hay không cũng khó nói. Đương nhiên, cũng không loại trừ trường hợp trong tổ tiên loài người có một nhánh giống như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta có người da đen, có người da trắng, có người da vàng, tại sao vào thời xa xưa đó lại không thể có loài người bốn chân sáu tay chứ? Trương Ẩn Hào nói, phân tích việc này cũng có chút thuyết phục. Chúng ta cũng không cần phải rông dài làm gì nữa, hay là mở ra xem bên trong một chút xem có phải có thật người sáu chân bốn tay không? Bằng không, tất cả những gì chúng ta nói cũng chỉ là nói bậy phải không? Diệp Phàm khoát tay áo. Trương Ẩn Hào bắt đầu lấy các loại dụng cụ ra tiến gần quan tài, mọi thứ đều phải thử. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không đứng yên, đôi mắt ưng luôn luôn liếc nhìn, hơn nữa, một lúc lại ngó bên này ngó bên kia, nhìn mọi phía của quan tài. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm sợ đến mức nuốt đầu lưỡi chính là đôi mắt ưng của mình không hề dễ dùng trong này. Dường như xung quanh quan tài tràn ngập một luồng khí kỳ lạ. Trong hơi thở bức bách đôi mắt ưng cách quan tài trong phạm vi một thước cũng sẽ bị cái quái gì bên trong cản lại bắn trở về, dường như nguyên lý sự phản xạ ra đa không sai biệt lắm. Hay là trong quan tài cũng sử dụng nguyên lý, tàng hình của nước Mỹ chứ? Bởi vì đôi mắt ưng của Diệp Phàm thật ra chính là máy nhận tín hiệu và phóng ra nội khí để thăm dò, nếu nội khí phát ra còn không tiếp cận được mục tiêu sẽ liền bắn ngược trở lại cũng khiến đôi mắt ưng, luống cuống, rồi. Quả nhiên, vẻ mặt Trương Ẩn Hòa cũng khổ sở. Thậm chí còn tức giận đến mức đập mấy cái dụng cụ của mình. Có phải không có cách nào quét xem được hoặc bị cái gì quấy rầy đúng không? Diệp Phàm liếc mắt một cái nhìn màn hình, thấy trên máy hiện lên tất cả đều là những đường vân hỗn loạn. Đúng vậy, cũng không hiểu được tại sao lại như thế. Ba cái máy của tôi đều giống như hỏng rồi. Trương Ẩn Hào liếc mắt một cái nhìn Diệp Phàm, lại nói. Thủ trưởng, nếu không thì tôi quay về lấy ba cái máy mới tới đây. Không cần, nhất định đây là do nhiễu, cậu có đổi 10 cái máy tới cũng không dùng được đâu. Phỏng chừng tảng đá kia hoặc là trong quan tài có nguyên tố phóng xạ khiến cho máy quét hình bị nhiễu. Diệp Phàm nói. Đúng lúc này, một tiếng kêu răng rắc. Bốn người đột nhiên quay đầu, sắc mặt lập tức đều tương đối khó coi. Làm thế nào cánh cửa kia lại tự động đóng lại? Vương Nhân Bàng tiến lại vừa chỉ vừa kêu lên. Không phải đóng cửa, căn bản cũng không có cửa. Diệp Phàm hừ nói, bốn người dùng sức mạnh chiếu tia sáng kia vào chỗ đó, quả nhiên thấy không có dấu vết của cửa. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cánh cửa này tự bay đi hay sao? Không thể tưởng tượng cảnh tượng này, Vương Nhân Bàng không kìm nổi chửi má nó rồi. Ở bên trong động này có gì đó là lạ, ví dụ như thi thể đủ bốn chân sáu tay. Vậy có thể cửa đá đã làm nhiễu dụng cụ của chúng ta? Vừa rồi điểm sáng kết hợp với hung phòng có thể mở ra cổng vào. Những điều này đều làm chúng ta khó có thể nghĩ ra được. Không thể suy đó ẩn theo cách bình thường được. Đới Thành nói. Vừa rồi chúng ta thật bất cẩn, bốn người đều xuất nội khí. Theo kinh nghiệm của tổ tiên trong bốn người phải để một người ở phía trên để phòng tình huống bất chắc. Trương Ẩn Hào có chút hối hận. Việc này không cần phải nói, nếu lưu lại một vị đồng chí ở trên còn nguy hiểm hơn. Bốn người cùng hợp lại còn an toàn hơn một chút. Nếu tình huống phát sinh thay đổi một người nhập sẽ chết dễ hơn. Diệp Phàm khoát tay áo, đây là quyết định của hắn, Trương Ẩn Hào nghe Tổng Chỉ huy nói vậy còn có lời nào để nói chứ? Rất có thể chốt mở cửa và quan tài có quan hệ với nhau,
vừa rồi có lẽ việc chúng ta kiểm tra đã tác động đến cơ quan thiết lập bí ẩn, khiến cho trong động đã xảy ra một ít thay đổi. Vương Nhân Bằng nói, trong bốn người để lại đới thành đứng cách quan tài không xa đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới, còn ba người đến gần quan tài bắt đầu dò xét tìm kiếm. Rốt cuộc Diệp Phàm phát hiện một đường nhỏ. Cậu xem tình hình như thế nào? Diệp Phàm chỉ vào cái khe nhỏ như sợi tóc kia nói. Kẽ hở nhỏ như vậy không thể chứng tỏ quan tài đã từng bị đột nhập, hơn nữa, nơi này rất thần bí, tôi nghĩ, đến cao thủ Mô Kim cũng không chắc có thể đến đây. Đến cao thủ còn không làm gì được thì hung phòng của anh cũng đừng nghĩ có thể tiến vào. Cho nên, khả năng bị trộm là không có, nếu không chúng ta đến gần vết cắt thử xem. Trương Ẩn Hào nói, Diệp Phàm gật gật đầu. Vì thế, Trương Ẩn Hào lấy mấy tờ giấy mỏng như cánh tằm trong một cái hộp ra để thử, thật đúng là nhét được một nửa vào. Đừng nghĩ đây chỉ là một tờ giấy mỏng như lát cắt, mà nó vừa cứng vừa mềm vừa dai và độ dày phải đến cm. Tổ đặc nhiệm A và tổ khoa học năng lượng đã đóng góp rất nhiều. Trương Ẩn Hào đã cố gắng để trượt ván, tuy nhiên, quan tài cũng không có phản ứng gì. Cậu bỏ ra đi, để tôi. Diệp Phàm nói, Trương Ẩn Hào rút lui ra khỏi lát cắt, Diệp Phàm duỗi tay ra nói. Tình thứ, cậu lấy đao ra. Như vậy sao được, lão tử bảo lấy đao ra làm ván trượt quan tài, vậy còn không tức chết rồi. Vương Nhân Bàng lắc đầu không chịu, nhu cực đao này là một trong những bảo bối của cung trấn La Phù. Muốn tôi xuất thủ phải hay không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Chương 2860, bọn ăn cướp. Cầm lấy đi, bọn cướp. Vương Nhân Bàng tức giận mắng, bất đắc dĩ đem nhu cực đao ra. Nhu cực đao của cậu có thể mở ra cỗ quan tài thần bí như vậy, đó là một vinh hạnh lớn lao của nó. Đừng như vậy đồng chí Tình Thứ, anh hẳn là phải cảm thấy cao hứng vì nó mới đúng. Đới Thành vui vẻ vì người ở cách đó không xa sắp gặp họa. Vinh hạnh cái con khỉ, tôi nói đại ca, xuống tay nhẹ một chút, đừng làm hỏng chuyện của tôi. Vương Nhân Bàng sợ bảo bối này bỏ ra làm ván trượt bị hỏng. Yên tâm, ván trượt hỏng tôi sẽ bồi thường cậu cái tốt hơn. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại đem nhu cực đao hướng vào trong. Bên này nội tức từng bước tăng lên hướng vào ván trượt không nhúc nhích. Mãi đến khi hắn tăng cường nội khí lên rất lớn đến cửu thành thì quan tài mới hơi hơi giật giật. Có phản ứng, Trương Ẩn Hào kêu lên. Diệp Phàm tiếp tục tăng kình lực hướng lên trên ván trượt, lần này một tiếng răng rắc giòn vang. Cả bốn người sợ tới mức lui hơn 10 mét tất cả đều nằm sát xuống đất chăm chú nhìn vào quan tài kia. Một lúc sau cũng không có động tĩnh gì khác, Diệp Phàm phát hiện, quan tài đã bị nhu cực đao cấp để trượt ra một kẽ hở có thể luồn một bàn tay vào. À mẹ ơi có tay, Vương Nhân Bàng gan lớn như vậy cũng run sợ kêu lên. Mọi người nhìn đi, có một cái tay xanh đen được đưa ra ngoài theo khe hở. Cái tay kia còn đưa hẳn ra bên ngoài, dường như là muốn dùng khe hở của quan tài cầm lấy mình. Sẽ gặp phải tống tử phải không? Đới Thành nói, Trương Ẩn Hào vừa nghe thấy khẩn trương lấy ra sợi gai trơn màu đen chân con lừa ra, nghe nói cái đồ vật này là dụng cụ để đối phó với tống tử rất linh nghiệm đấy. Hiện tại dường như vật này cũng co lại không ít, bằng nửa bàn tay. Cậu có thể làm được điều này. Vương Nhân Bàng liếc mắt nhìn sợi gai trơn màu đen chân con lừa một cái, hiển nhiên không tin. Cái chân con lừa màu đen là của tổ tiên tôi truyền lại, nghe nói đã được 1000 năm nay rồi. Nếu như tống tử này được hình thành trong 1000 năm nay chắc có biện pháp. Đương nhiên, cũng không dám cam đoan, tống tử này có chút năng lực đặc biệt, Trương Ẩn Hào nói. 1000 năm hả, Vương Nhân Bàng truy hỏi nhanh. Vậy nghe theo mệnh trời, Trương Ẩn Hào giơ hai tay đồng ý. Cậu làm sao không nói số năm rõ ràng ra, nói ví dụ như tất cả 3500 năm đấy. Vương Nhân Bàng hừ nói. Tôi cũng muốn, cả 10000 năm tốt hơn. Đáng tiếc khoảng thời gian đó tổ tiên tôi còn chưa có sinh ra. Trương Ẩn Hào hừ nói, cảm giác người này có chút càn quấy. Ra tay đi, Diệp Phàm ra lệnh, Trương Ẩn Hào dùng chân con lừa đen rắc một chút bột phấn màu trắng, tay bên kia duỗi ra vừa đập phá vừa nói, thuốc bột màu trắng này đặc biệt có thể ăn mòn thi thể đấy, là bài thuốc gia truyền tổ tiên truyền lại, nếu thi thể bị dính một chút chỉ vài phút sẽ bị ăn mòn. Đương nhiên, thuốc này cũng có ảnh hưởng đến người đang sống. Vì vậy khi sử dụng phải cẩn thận không để bị dính vào. Vương Nhân Bàng vừa nghe, liền lui lại rất xa. Cũng không cần phải sợ như thế, thứ này ngấm rất nhanh vào bên trong thi thể, anh có lấy tay sờ cũng không thấy. Trương Ẩn Hào khinh bỉ nhìn vị đồng chí này sợ chết. Ai sợ, tôi ngại bẩn thôi. Vương Nhân Bàng mạnh miệng nói.
Thực sự có chút rùng mình, trên cái tay kia đột nhiên có khói đen bay lên, hơn nữa, bàn tay kia giãy giụa rất quyết liệt hơn. Có vẻ như dụng cụ này của cậu không có tác dụng. Đới Thành hỏi, bởi vì sau khi khói đen bay đi thấy cơ bản bàn tay kia cũng không có vết thương gì. Xong rồi, gặp gỡ hơn 1.000 năm trước được rồi. Sắc mặt Trương Ẩn Hào cứng đờ, tương đối khó coi. Không phải sợ, để nó đi ra, chúng ta có súng còn sợ gì nó. Diệp Phàm hừ nói, rõ ràng cầm lấy ván trượt hợp kim luồn vào bên trên ván trượt. Không thể dùng súng, thật ra Tống Tử không có thể làm thi thể bị hỏng. Một khi bị anh dùng súng bắn, độc trên thi thể có thể tản ra, sẽ trở lên rất nguy hại. Trương Ẩn Hào nói, chúng ta có mặt nạ bảo hộ phòng độc. Vương Nhân Bàng hừ nói, có lúc cũng không dùng được mà. Trương Ẩn Hào lắc lắc đầu. Két một tiếng, tảng đá lớn che quan tài trượt ra một lỗ hổng lớn. Một người có thể chui vào được. Bốn người vừa thấy, lập tức đều cau chặt mày lại, buồn nôn đến chết. Phát hiện một thi thể xanh đen hướng quan tài trên vách đá đi ra. Giết nó đi, Vương Nhân Bàng kêu lấy ra một cái búa tốt để đập nát thi thể này. Đừng động, dường như cỗ thi thể này không phải là tự di chuyển. Diệp Phàm đột nhiên chặn Vương Nhân Bàng lại. Mọi người nhìn kỹ một chút, mới thấy được manh mối. Có rất nhiều những con vật giống như bọ rửa bò xung quanh thi thể. Đó chính là lý do khiến cho thi thể có động tác giãy giụa đấy. Mọi người nhìn xem, cỗ thi thể này có hai tay hai chân. Không giống với thi thể bốn chân sáu tay đứng canh giữ ở cửa động. Nhìn qua cỗ thi thể này cũng không khác chúng ta là mấy. Tuy nhiên, rất kỳ lạ, đây chỉ là tầng thứ nhất của quan tài, tại sao thi thể này lại nằm ở tầng thứ nhất? Diệp Phàm nói. Ừ, không hiểu ở bên trong còn có mấy tầng. Mọi người nhìn đi. Trong tầng thứ nhất có bỏ thêm rất nhiều thứ chống phân hủy. Những mảnh gỗ nhỏ này tổ tiên chúng tôi gọi là mộc bảo, thứ này có khả năng thấm nước rất tốt, có thể duy trì cho thi thể khô ráo, hơn nữa còn có thể giảm nước trong cơ thể thi thể. Còn loại màu đỏ này chính là trùng độc, tổ tiên chúng tôi gọi nó là đục thạch. Tuy nhiên, tôi cũng không biết rõ lai lịch của trùng độc này. Hơn nữa, nếu trùng độc này ở rất nhiều trong quan tài kín như vậy, vì sao không gặm nhấm thi thể? Về việc thi thể để ở tầng thứ nhất, có thể có nguyên nhân trong quá trình chôn cất. Trương Ẩn Hào cũng nhíu mày không lý giải nổi. Trùng độc này có nguy hiểm không? Đới Thành hỏi. Tạm thời nó không động đậy, tuy nhiên, ai biết nó là cái quái gì? Vương Nhân Bàng hừ nói, đột nhiên hắt hơi một cái. Không được rồi, tránh mau ra. Diệp Phàm phát hiện, đàn trùng độc kia giống như bị kinh động, ong ong bay từ quan tài ra. Mọi người xuất trưởng ra. Lập tức trùng độc rơi la liệt đầy đất. Tuy nhiên, trùng độc nhiều lắm, bốn người không ngừng ra trưởng nhưng vẫn không hết được. Không thể cứ làm như vậy được, cuối cùng không đủ sức sẽ bị nó gặm nhấm mất. Diệp Phàm nói, thử dùng lửa xem sao. Vương Nhân Bàng kêu lên, Đới Thành lấy ra một quả đạn lửa ném tới. Loại đạn hỏa lôi này thật ra chính là được chế tạo từ nguyên lý đạn lửa đấy. Đương nhiên, so với bình thường nó gây cháy tập trung nhiều hơn. Đạn hỏa lôi nở hoa trên không trung, xèo xèo trùng độc kêu thảm rồi rơi xuống đất, lửa hừng hực bốc lên. Có tác dụng rồi, lại đây. Vương Nhân Bàng cũng móc ra trong ba lô đạn hỏa lôi, trong ba lô của mỗi người đều có mấy chục quả, ném đi cũng không thấy tiếc. Trương Ẩn Hào cũng vậy, không lâu sau, đống xác trùng độc chết dày có non nửa thước. Mà bên trong quan tài trùng độc bay ra có vẻ ít đi rất nhiều. Xem ra, bên trong cũng không còn nhiều nữa. Đới Thành nói. Chết tiệt, làm sao để thứ chết tiệt này không quay trở lại? Vương Nhân Bàng đột nhiên hét thảm một tiếng, bởi vì trùng độc vừa rơi xuống đất không ngờ lại bay lên. Hơn nữa, lần này trùng độc bay lên lại nhiều hơn trước. Lúc đầu chỉ to bằng cái móng tay, hiện tại lại to bằng quả trứng gà. Đương nhiên, trùng độc bay lên không kém ban nãy, nhưng, từng con một lại hung hãn hơn, nữa, tốc độ bay lực độ công kích không hề nhỏ. Vương Nhân Bàng không đề phòng phía dưới bị 5 con trùng độc đậu lên trên người. Tuy nói có quần áo phòng hộ, nhưng vẫn bị giật mình. Diệp Phàm xuất một trưởng kình, bá bá vài tiếng vang lên. Thấy trùng độc bị mình trưởng chết rồi, tuy nhiên, xác chết trùng độc cũng nổ tung vẫn còn dính lại, khiến cho trên người Vương Nhân Bàng thằng này dính đầy màu xanh, Diệp Phàm nhìn thấy thiếu chút nữa phun ra cả bánh lương khô vừa ăn ban nãy. Vương Nhân Bàng liều mình dùng tay để lau cho sạch. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Trên bàn tay đều là một mày xanh lục, may mắn thay đeo găng tay sát khuẩn bằng không cũng không biết xác trùng độc này có tính ăn mòn hay không.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người cảm giác ghê tởm trùng độc tay chân trở lên luống cuống. Một giờ qua đi, không ngờ không thể diệt được. Bốn người đều nhanh chóng mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục như thế này chúng ta sẽ mệt chết mất. Đới Thành hô. Quan tài lớn như thế, cũng không biết có bao nhiêu trùng độc. Vương Nhân Bàng vừa thở hổn hển vừa hô. Đảo Hoàng Long thẳng tiến, chúng ta tiến vào trong quan tài. Bên trong không gian không quá lớn, bốn người chúng ta chồng lên nhau, trong đó hai người ra tay là đủ rồi. Hơn nữa, ở bên trong quan tài này trưởng kình cũng tăng lên không nhỏ. Lực của trưởng kình cũng có thể đánh chết trùng độc này. Diệp Phàm nói. Vào bên trong, ghê tởm chết đi. Vương Nhân Bàng nói. Ghê tởm so với mất mạng thì cái nào tốt hơn? Diệp Phàm nghĩ là làm, tiến vào quan tài, Đới Thành vừa thấy đương nhiên cũng đuổi theo, Trương Ẩn Hào đương nhiên không chút do dự. Bởi vì nội công của anh ta ít, phỏng chừng người mệt nhoài chắc chắn là anh ta chứ còn ai nữa. Mọi người không nói gì, cũng không chờ ta một chút sao. Vương Nhân Bàng thấy không thể được rồi, một mình còn lại ở bên ngoài sẽ bị tất cả trùng độc bay đến. Vậy còn có thể được bao lâu, cho nên, oạch một tiếng, người này giống như cá xông vào bên trong quan tài. Tuy nhiên, thằng này vừa dẫm lên cứt chó, vừa đi đã bị trượt chân, té ngã. Mở mắt ra nhìn, thằng này sợ tới mức nhanh chóng đứng lên. Ha ha ha! Ba người Diệp Phàm đều mỉm cười, bởi vì, không ngờ miệng của Vương Nhân Bàng cũng đủ dữ tợn để hôn môi thi thể. Ga mở mắt ra nhìn thấy nhanh chóng đứng dậy miệng ói ra. Thằng này tức giận đến mức trông mặt thảm hại muốn đá cho thi thể một cái. Đừng động đậy, đây là thi thể phụ nữ. Chẳng lẽ là chôn cùng chủ nhân trong quan tài hay sao? Diệp Phàm khẩn trương đặt vào tay Vương Nhân Bàng. Bên này Đới Thành cùng Trương Ẩn Hào hợp lực đẩy tấm tre quan tài trở về. Tuy nói rằng quan tài đá lớn, nhưng tấm tre giống như có trang bị dòng dọc nên cũng không nặng cho mấy. Nếu không chắc cũng chẳng di chuyển được. Như thế này thì trùng độc bên ngoài quan tài khó có thể bay vào được. Đương nhiên, cũng phải để một chút khe hở để lấy không khí. Bốn người cùng dùng tay chân làm sạch quan tài, không lâu sau đã diệt sạch hết rồi. Tất cả bốn người đều ngồi phịch ở trong tầng thứ nhất của quan tài. Chương 2861, chẳng lẽ là chúng ta? Lúc này mới phát hiện không gian này tương đối lớn, khoảng cách với tầng 2 đặt quan tài 7-8 mét. Mà bốn vách tường cũng vạch lên một số đường nét lung tung lộn xộn. Bốn người nhìn hồi lâu cũng không suy nghĩ ra cái gì rõ ràng. Nhất định đây là chủ nhân của quan tài tùy tay bôi tả đấy. Con mẹ nó, muốn làm một trận chiến ác độc như vậy, để bố phải khó khăn. Vương Nhân Bàng hừ nói. Không chừng vẫn là một cô gái xinh đẹp, đồng chí đa tình ngoại hiệu của họ được gọi là đa tình nhất định là khoe khoang mình là cao thủ tình trường có phải không? Chẳng lẽ không quan tâm đến gái đẹp, sao bỏ được việc ra tay ác độc với phụ nữ? Đới Thành nói đùa. Đó là đương nhiên, tôi cũng là người trung tình, phụ nữ muốn giết. Vương Nhân Bàng cũng cứng rắn. Vậy được, trước tiên anh giết con gái này đi. Trương Ẩn Hào nói một câu làm Vương Nhân Bàng tức giận đến chừng hai mắt. Chịu đựng ghê tởm ăn lương khô, bốn người xuống một hồi để phục hồi sinh lực. Diệp Phàm rõ ràng nằm nghiêng tựa vào vách quan tài nhìn bốn phía, đôi mắt anh phân hình tổ hợp phân tích. Ví dụ như thay đổi một hai cái, điều này cùng một cái kia làm sao sửa chữa cùng một chỗ. Đúng lúc này, một điểm sáng dường như hình thành trong đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm lau mắt một chút, lại nhìn lại, lần này điểm sáng rõ ràng hơn. Dường như là ở ngay trên nội bích ở quan tài đối diện lèo ra. Điểm sáng này càng ngày càng sáng. Diệp Phàm hỏi, các anh có phát hiện trên vách đá đối diện tôi có điểm sáng? Tôi thấy anh hoa mắt rồi, điểm sáng, dám đều không có một cái nào. Vương Nhân Bàng tức giận hừ nói, trong lòng còn có chút bực mình. Ừ, không có gì thay đổi, đâu có điểm sáng nào. Đới Thành dụi mắt lắc lắc đầu nhìn, Trương Ẩn Hào dùng dụng cụ quét một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Xem ra, tôi thật sự là hoa mắt, Diệp Phàm cũng không nên giải thích, đành phải nói dối như thế. Tuy nhiên, điểm sáng chính là ở chỗ này, Diệp Phàm đến gần đưa tay sờ sờ, thật sự là lóe lên, sao ba người Vương Nhân Bàng không thấy, chẳng lẽ điểm sáng này chỉ đôi mắt ưng có thể thấy. Cả người đột nhiên chấn động, Diệp Phàm khẽ vươn tay nói, đem ngực phòng còn dư ra đây. Vừa rồi dung hợp điểm sáng để mở cửa chỉ dùng một cái. Đới Thành lấy đồ hộp ra đổ ngực phòng ra, Diệp Phàm đem ngực phòng ấn vào điểm sáng một cái. Kỳ tích xuất hiện. Điểm sáng đó không ngờ léo lên bắt đầu di động sang bên trái. Diệp Phàm lại hỏi, các cậu có nhìn thấy điểm sáng không?
không có, tuyệt đối là anh hoa mắt. Tôi nói nhé lão đại, anh nghỉ ngơi một chút, đừng cố gắng quá, chúng ta còn không có đường ra. Vương Nhân Bàng cũng thực sự mệt nhọc, ba người đều cảm thấy mệt lạ. Thấy điểm sáng di động, Diệp Phàm không tự chủ được đi theo điểm sáng. Không lâu liền vòng quanh tầng để quan tài một vòng. Ba người đới thành còn tưởng rằng người này điên rồi hay muốn rèn luyện thân thể, cũng không thèm để ý đến hắn. Mặc kệ hắn đi vòng quanh rèn luyện thân thể. Diệp Phàm cũng không giải thích, bởi vì giải thích cũng vô dụng. Bọn họ không nhìn thấy điểm sáng kỳ lạ kia. Tuy nhiên, quay xung quanh hai vòng điểm sáng kia đi tốc độ nhanh hơn. Hai vòng vừa rồi chỉ như đi bộ thì hiện giờ vòng thứ ba bắt đầu đi nhanh rồi. Hơn nữa, điểm sáng lan khắp những nét phác thảo trên quan tài. Diệp Phàm càng cảm thấy lạ, kiên quyết đi theo điểm sáng. Anh đừng cố nữa lão đại, Vương Nhân Bàng nhìn Diệp Phàm có chút chóng mặt tức giận hừ nói. Đừng nói gì, đới thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Nhân Bàng cùng Trương Ẩn Hào đều ngơ ngác nhìn Diệp Phàm giống như đang đùa. Tuy nhiên, ba người cũng nghi ngờ không biết có phải vị thủ trưởng này phát hiện cái gì không, cứ để hắn phát hiện. Vòng thứ năm bắt đầu, điểm sáng này luồn lên nhảy xuống tốc độ nhanh hơn, đạt đến tốc độ chạy chậm, Diệp Phàm còn có thể đuổi kịp. Tuy nhiên, đến vòng thứ bảy tốc độ này đã biến thành chạy nhanh, sau đó đến chạy như bay, đến chạy rất nhanh. Diệp Phàm như một người điên chạy theo điểm sáng trên quan tài. Tốc độ kia, ngay cả cao thủ như đới thành đều vội vàng nhắm mắt sợ mở sẽ choáng. Đang luồn lên nhảy xuống Diệp Phàm hoàn toàn say mê, ngay cả ba người Vương Nhân Bàng Diệp Phàm đều quên hết, lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến đuổi theo điểm sáng. Ở đây thật lạ, hay là chúng ta rồi? Trương Ẩn Hào vẻ mặt lo lắng hỏi nhỏ. Hay là dùng chân con lừa đen ngàn năm cho hắn một chút, không chừng có thể giải tà, như máu chó đen gì đó cũng được, anh có mang không? Vương Nhân Bàng nói ác độc. Mang theo thì cũng mang rồi, nhưng việc này chỉ sợ là không thỏa đáng. Trương Ẩn Hào không dám ra tay, hắn là tổng chỉ huy. Nếu đem chân con lừa đen ném ra có gì xấu xảy ra có lẽ phải dọn nhà. Trương Ẩn Hào cũng không ngu, anh ta đoán, vị tổng chỉ huy này bản lĩnh cao đến dọa người. Có lẽ địa vị trong tổ cũng cao đến kinh người. Chớ làm loạn, bộ dạng hắn như vậy chắc chắn có lý do. Chỉ cần với bản lĩnh của hắn lúc này chẳng lẽ là đắm chìm trong một loại võ đạo gì đó. Có lẽ đột nhiên linh cảm nên lập tức luyện tập, đới thành dày dạn kinh nghiệm nói. Còn có một khả năng, có lẽ hắn đang tìm cách mở quan tài này. Trương Ẩn Hào nói. Cũng không biết sau khi chạy mấy vòng quanh quan tài Diệp Phàm hết sức mệt mỏi, thể lực hoàn toàn cạn kiệt, người cũng thoát lực, cả người choáng ngã lăn ra đất. Tuy nhiên, chỉ ngất xỉu trong nháy mắt, trong mắt đột nhiên hiện lên một bóng người. Bóng người kia dường như đi ra từ trong quan tài nội bích, không ngờ đến bên Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, ngư long thập bát biến, học thành có thể ra, học không thành hẳn chết thoát xanh hòm quan tài. Ý gì, vừa rồi tôi chạy theo chẳng lẽ là bí kíp võ công ngư long thập bát biến. Quan tài này hóa ra gọi là thoát sinh hòm quan tài. Diệp Phàm nửa tỉnh nửa mê, não vẫn không ngừng suy nghĩ. Ba người Vương Nhân Bàng sợ tới mức vội vàng đến đỡ hắn, Diệp Phàm chỉ gõ gõ tay, nói. Đừng động vào tôi, để tôi ngủ một lát. Diệp Phàm đã ngủ, tuy nhiên, ngư long thập bát biến luôn luôn vẩn vương trong đầu. Mà đường đi của điểm sáng chính là 18 chiêu thức biến đổi. Cũng không biết mấy tiếng sau, Diệp Phàm lại tỉnh dậy. Không sao chứ, Vương Nhân Bàng vẻ mặt thân thiết hỏi. Không việc gì, có manh mối về quan tài trên vách đá. Nếu như có thể giải được manh mối này có lẽ có thể mở hòm quan tài rồi. Chẳng qua hiện giờ nhất thời tôi không giải được, các anh phải chịu đựng. Diệp Phàm nói. Không việc gì, chúng tôi tiết kiệm chút lương khô và nước ít nhất có thể dùng được trên 7-8 ngày. Đới Thành nói. Lại nhìn chỗ vừa rồi, điểm sáng này không ngờ lại tán loạn ở đâu đó. Diệp Phàm lại cố sức đuổi theo điểm sáng lần nữa. Lần này có một số cảm ngộ, mò ra một tia môn đạo. Tuy nhiên, vẫn rất phức tạp. Lại một lần nữa thoát lực té xỉu. Tiếp tục. Lại một lần nữa thoát lực té xỉu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Diệp Phàm cũng không biết đi lại bao lâu. Tuy nhiên, vừa mới tỉnh lại sau sắc mặt đới thành có chút khó coi nói, Tổng chỉ huy, lương khô và nước của chúng ta đã hết, không thể sống ở đây nữa, nếu không chúng ta sẽ chết đói chết khát. Đã mấy ngày rồi, Diệp Phàm hỏi. Có lẽ là 10 ngày, chúng ta đã dùng hết sức tiết kiệm nhưng vẫn dùng hết nước rồi. Đới thành nói. Các cậu đã thử xem có cách nào ra ngoài không chưa? Diệp Phàm hỏi. Hai ngày trước chúng tôi đã bắt đầu thử, tuy nhiên,
trong lúc này quan tài không ngờ mở không ra mà bên ngoài tất cả đều vách đá không ra được. Ngay cả dùng thuốc nổ có lẽ cũng không được, Vương Nhân Bàng ủ rũ nói. Thực sự không được thì cứ nổ vỡ quan tài này, Trương Ẩn Hào đề nghị. Vậy trước tiên thử xem, Diệp Phàm cũng đành chịu, đành phải nhịn đau đáp ứng. Hiện giờ tuy hắn tương đối tâm đắc nhưng ngư long thập bát biến còn chưa học được, chỉ là thân pháp linh hoạt hơn nhiều. Trương Ẩn Hào điều chỉnh bom hẹn giờ xong. Một tiếng nổ vang ầm. Trong tiếng nổ lớn, Diệp Phàm thấy một điểm sáng bay trong không trung luồn lên nhảy xuống, nhưng nét khác trên vách đá không ngờ đều sắp xếp loạn xạ trên không trung. Điểm sáng đang tiếp tục, Diệp Phàm không tự chủ được đi theo điểm sáng. Hắn chạy càng nhanh, đến cuối cùng quả thực cùng sắp thành một trận gió rồi. Quá là nhanh, đây là võ công gì? Trương Ẩn Hào thiếu chút nữa trợn mắt há hốc mồm. Cậu không thể giải thích được hành động của cao thủ. Vương Nhân Bàng đắc chí hừ một tiếng. Ba người nhanh chóng xem kết quả của đợt nổ, cũng không quan tâm đến Diệp Phàm đang chạy loạn xạ rồi. Lập tức ba người sợ đến mức ngây người, bởi vì lượng thuốc nổ khá lớn có thể nổ tung cả phòng sắt. Nhưng quan tài đá chỉ nổ hai tầng, lộ ra chất liệu đồng thau bên trong. Có lẽ đã quá lâu cho nên, mặt quan tài bằng đồng thau đã bị oxy hóa, không còn sáng bóng. Tuy nhiên, quan tài đồng thay không bị tổn thương chút nào. Sao thế, dù là hợp kim thép cũng phải bị nổ tung rồi, quan tài đồng thau này không ngờ không việc gì. Hay là chúng ta lại tiếp tục, xem có thể được không? Vương Nhân Bàng không kìm nổi mắng một câu. Chớ làm loạn, Tổng Chỉ huy dừng lại nói sau. Đới Thành vội vàng ngăn lại. Ừ, chủ nhân của quan tài đồng thau này chắc chắn có liên quan đến tên bốn chân bên ngoài. Tổ chúng ta đi vào sâu như vậy chính là vì muốn làm rõ bí mật này. Nếu nổ mà phá hủy sao có thể giải thích với tổ. Hiện giờ tuy nói chưa ăn, nhưng chúng ta kiên trì một tuần cũng không khó lắm. Hơn nữa đồng chí bên ngoài chắc chắn đang nghĩ cách vào. Trương Ẩn Đào cũng nói. Ha ha, tôi chỉ tùy tiện một chút, quyết định thế nào là do ổng chủ. Hơn nữa bố sợ chết như vậy sao, buồn cười. Vương Nhân Bàng còn mạnh miệng nói. Tuy nhiên, Đới Thành cùng Trương Ẩn Hào rõ ràng thể hiện một tia khinh bỉ trong mắt. Đôi mắt ba người mong Diệp Phàm dừng lại, phát hiện Diệp Phàm chạy điên cuồng trên không trung, giống như cả người đã bước vào cảnh giới xuất thần. Chương 2862, người thần bí trong quan tài. Tuy nhiên, xem mấy tiếng sau Vương Nhân Bàng cũng xê dịch theo Diệp Phàm rồi, không lâu Đới Thành và Trương Ẩn Hào cũng gia nhập trước sau. Ước chừng nửa ngày bốn tên mới dựng lại được, mà trong mắt ưng của Diệp Phàm đường cong kỳ lạ cũng dần dần bị Diệp Phàm hút vào con rơi. Bốn người ngất xỉu nửa ngày mới tỉnh lại. Thế nào, có phải các cậu cũng cảm giác được chút gì có phải không? Chạy đi chạy lại điên cuồng Diệp Phàm cũng không mệt mỏi, ngược lại tinh thần tăng lên 10 phần. Ông chủ, đây chẳng lẽ là một loại võ công huyền diệu? Trương Ẩn Hào không nhịn được hỏi trước tiên. Ha ha, đúng vậy, các cậu cảm nhận được nhiều hay ít? Diệp Phàm hỏi. Lĩnh hội là chiêu thức ban đầu của chúng tôi linh hoạt hơn, thủ pháp vận dụng linh hoạt hơn. Hơn nữa trước kia có chỗ nào không hiểu liền hiểu ra. Thân pháp này giống như có tác dụng trợ giúp chúng tôi luyện công. Trương Ẩn Hào nói vẻ mặt khâm phục. Tôi cũng không nói rõ được cái này, tuy nhiên, bây giờ trước tiên chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài, nếu không sẽ bị chôn sống vì chết đói. Diệp Phàm nói nhìn lướt qua bên trong vẻ mặt kinh sợ. Kinh ngạc hỏi, cái này hình như là bị mở. Việc này chúng tôi nhịn không được dùng thuốc nổ, tuy nhiên, hình như chỉ nổ tung cái lồng ngoài. Quan tài đồng thau bên trong hẳn không bị tổn thương gì. Chỉ là vừa rồi áp lực nổ lớn, có chấn động phá hư chủ nhân bên trong hay không cũng khó nói. Vẻ mặt Trương Ẩn Hào ngượng ngùng nói. Việc này không trách các cậu được, chúng ta kiểm tra quan tài bằng đồng này một chút, không chừng có đường ra ở bên trong. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm đầu tiên cung kính hướng về phía quan tài lại chính cái, ngư long thấp bát biến chắc chắn là chủ nhân trong quan tài lưu lại. Học được tuyệt học của người ta đương nhiên phải cảm tạ rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm thực tại kinh hãi, vừa rồi đem hết toàn lực cảm giác cũng mới đụng đến cánh cửa của ngư long thập bát biến. Dường như là chiêu đầu tiên cũng chưa học được. Một chiêu như thế nếu học xong toàn bộ còn chịu nổi sao? Thấy Diệp Phàm như thế ba người Đới Thành đương nhiên cũng không dám châm trễ, tất cả đều dập đầu lại quan tài chín lạy. Tiền bối, cảm ơn tuyệt kỹ của ông. Tuy nhiên, con đường ra ngoài không biết ở đâu cho nên, vì mạng sống chúng tôi chỉ có thể mở quan tài ra trước rồi. Nếu mạo phạm ngài, hậu bối trước tiên thỉnh tội với ngài. Đương nhiên, nếu ngài có thể chỉ cho chúng tôi con đường ra ngoài,
chúng tôi sẽ không mở quan tài ra. Diệp Phàm nói, ba người đới thành nghe xong muốn phì cười. Tôi nói nhé, ông chủ tiền bối này chết có lẽ đã mấy nghìn năm rồi, anh nói với cái bóng sao? Vương Nhân Bàng cười. Đứng đắn một chút, Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Tật xấu, Vương Nhân Bàng có chút không phục nhỏ giọng nói một câu, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Việc này, chỉ có Diệp Phàm biết được năng lượng thần bí của cao thủ cổ đại. Trước kia trong động tổ của nhà họ Tuyết đã gặp việc lạ như thế này. Tổ tiên của nhà họ Tuyết không ngờ có thể lưu lại suy nghĩ hành động của mình bằng sóng âm. Sau đó hắn kích động họ bằng sóng âm, họ sẽ xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ thật ra đã chết rồi, chỉ có điều qua chấn động sóng âm sẽ cho thấy một ít tư tưởng cùng suy nghĩ của họ. Trình tự này khác với máy tính nhưng kết quả giống nhau đến kỳ kiệu. Có lẽ thủ pháp này chỉ có cao thủ trong truyền thuyết có thể làm được. Đương nhiên, đây hết thảy đều là có liên quan đến nội tức. Đương nhiên, hiện giờ hắn như vậy ba người Vương Nhân Bàng sẽ nghĩ Diệp Phàm có phải là có chút vấn đề về thần kinh không? Cho nên, giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng. Diệp Phàm cũng không giải thích, miễn phải nói rông dài không dứt. Tuy nhiên, quan tài bằng đồng này cũng không có cửa. Dường như là một chỉnh thể, dưới đôi mắt ưng thậm chỉ một khe hở như sợi tóc cũng không có. Tôi đoán trước kia hạ táng đã dùng đồng đổ lại, tổ tiên của tôi cũng tương tự vậy. Dùng đồng để rót vào các khe hở, cứ như vậy, trừ phi dùng cưa, nếu không không có cách nào rồi. Trương Ấn Hào nói. Diệp Phàm lắc đầu tiếp tục dò xét, cuối cùng phát hiện chút manh mối. Dường như ở sự kết hợp đồng phát hiện có chút thay đổi. Diệp Phàm hoảng hốt, con rơi tự động bay ra, không ngờ bay thẳng đến chỗ thay đổi này. Con rơi đi xuống chỗ chúng không ngờ thật sự đi vào được. Thời gian cứ trôi qua, tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm kinh ngạc là đúng lúc này lại thấy đoạn quanh co khúc khuỷu không ngờ giống như những nét phác thảo mà điểm sáng lúc trước dẫn đường. Chẳng lẽ là đây là tiền bối trong quan tài mở động chỉ dẫn chiêu thức ngư long thập bát biến? Vừa rồi vị tiền bối kia không phải nói chuyện rằng ngộ ngư long thập bát biến có thể theo thoát xanh hòm quan tài đi ra sao? Diệp Phàm bỗng hiểu ra, vừa rồi nét phác thảo trên vách đá dung hợp với những thứ trên quan tài. Bên trong hơi động chính là đường cong, hơn nữa phức tạp hơn so với những nét vẽ trên quan tài lúc trước. Tuy nhiên, cũng linh hoạt hơn, dường như tạo thành những đường cong giống như mạch máu vậy. Theo con rơi theo vào cảm giác này càng ngày càng kỳ diệu. Dường như chính là mình tự đi vào vậy. Cũng không biết bao lâu, đúng lúc này, trước mặt xuất hiện một điểm nút con rơi dừng lại. Bên trong một tiếng A vang lên, tựa hồ như kinh ngạc đối với con rơi Diệp Phàm. Con rơi đột nhiên bị một luồng gió dũng mãnh cuốn xé. Diệp Phàm cảm thấy không thể đối kháng. Ha ha ha, ai thiên tài như vậy, lão có thể biết làm ra một con rơi như vậy. Không ngờ có thể cho biết suy nghĩ của chủ nhân, thú vị. Theo tiếng cười, một chút ánh sáng nhạt dần xuống dưới, không lâu, thông qua con rơi, Diệp Phàm phát hiện một bóng người. Người này không ngờ mặc một bộ đồ Tây Chu vương tộc, đầu đội dây xích, cổ quân khăn lụa màu lam. Chẳng qua, trên chân không phải là đi giày vỉa mà là đôi giày rơm nhiều màu. Giống như chư hầu vương trong truyện thần tiên. Trông có vẻ thần bí. Cách hóa trang này cùng với diễn viên đóng như Lai Phật Tổ trên TV thật ra có chút giống nhau. Tai to, mũi cao thẳng, mặt góc cạnh, mặt rất có ấn tượng. Người này là ai? Diệp Phàm thầm nghĩ, con rơi rõ ràng cũng không dãy giụa, biết dãy giụa cũng uổng phí khí lực bởi vì khí cơ của người này có thể đè nén làm cho người sống cảm giác như chết rồi. Ha ha ha, Khương Công Câu các anh tình nguyện mắc câu. Người nọ cười sang sảng. Vuốt con rơi màu tím nhạt trong tay nói, nếu đến đây chính là có duyên, cậu đã ngộ được chiêu thức thứ nhất ngư dược ưng phi của ngư long thập bát biến chứng tỏ cậu có duyên với đán phi tử tôi. Cậu nhóc, chưa đủ thành sư phụ sao? Người nọ giống lên một tiếng, giống lên khiến Diệp Phàm lập tức không thể chủ động tam bái cửu khấu. Con rơi bên trong bái, mà bên ngoài Diệp Phàm hướng quan tài lạo. Vương Nhân Bàng nhìn thấy thầm thắc mắc, tự nhủ khi nào thì Diệp Phàm thấp hèn như thế. Hôm nay lại không ít. Cái gì làm cho như thế? Anh ta nghĩ vậy tuy nhiên cũng lôi đới thành quỳ xuống, dù trong lòng không phục nhưng không có cách nào, đành phải lại theo. Trong lòng đầy thắc mắc với Diệp Phàm, có lẽ đới thành và Trương Ẩn Hào cũng thầm nghĩ thế. Ha ha ha, tiếng cười kia lại vang lên đầy hào khí. Cậu đã bái đán phi tử tôi làm sư phụ như tôi cũng phải cho cậu lễ gặp mặt, người nọ nói, trong tay đột nhiên một đạo nội tức. Không thể nói là nội thức, căn bản là một đứa bé bay ra. Lập tức bị người này ném từ không trung.
trong nháy mắt phân tán thành mười mấy điểm sáng chui vào bên trong con rơi. Diệp Phàm lập tức cả người rung lên, ánh tím nhạt trên người càng ngày càng đậm, cuối cùng là màu tím. Cơ thể Diệp Phàm cũng có thay đổi, màu tím quẩn quanh thân thể hắn, dường như hắn đang được tắm mây tím vậy. Không lâu bàn tay người nọ thu lại, mây tím chui vào con rơi và cơ thể Diệp Phàm. Cậu nhóc, cho cậu 50 năm công lực, cùng con rơi này dung hợp đi. Người nọ trầm ngâm nói, sau đó dường như hạ quyết tâm lớn nói, ôi bản lĩnh của cậu quá kém, tránh để cậu làm mất mặt đán phi tử trước mặt những người khác. Lão Phu quyết định dùng nội cơ bên trong cưỡng ép cậu dung hợp với con rơi. Lợi dụng nội tức để chấn động suy nghĩ của cậu có thể khống chế con rơi này. Đương nhiên, độ thuần thục của khống chế này với trình tự nội tức của cậu cũng không liên quan. Công lực càng cao, càng khống chế rõ ràng. Nói xong, bàn tay người nọ phát ra ánh sáng nhiều màu đặt trên đầu con rơi. Diệp Phàm lập tức cảm thấy đầu đau muốn nứt, dường như có vài tỷ con sâu đang gặm nhấm cơ thể mình. Loại thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Diệp Phàm kêu thảm thiết tới mức ba người vương nhân bàng sợ không biết làm sao, ba người muốn đè Diệp Phàm lại. Tuy nhiên bị hắn vung trưởng lên nhất đá ba người ngã không bò dậy nổi. Người này, mẹ ơi, ra tay với cả anh em mình. Vương nhân bàng vừa lau máu mũi vừa nói. Không phải là điên rồi sao? Trương Ẩn Hào lo lắng nói. Điên cái rắm, tôi thấy người này căn bản là đang luyện loại võ công gì đó. Vương nhân bàng hiểu biết rộng. Có thể, ngay cả hắn cũng không chịu nổi thống khổ này căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Ôi mặc cho số phận đi, chỉ mong hắn có thể chịu đựng được. Đới Thành vẻ mặt lo lắng. Một lúc lâu, Diệp Phàm vặn vẹo một hồi dần khôi phục bình tĩnh, tiếng kêu thảm thiết cũng dần biến mất. Ba người nhìn nhau nhẹ nhàng thở ra. Mở mắt ra, Diệp Phàm đột nhiên dung cả người con rơi bay trở về, lúc này cảm giác mình cùng con rơi dung hợp chặt chẽ hơn nhiều. Lão Phu mất công lực 100 năm mới làm được việc dung hồn sóng chấn động, cậu nhóc, hình biết. Vật quan tài là để cho cậu, nhớ kỹ có liên quan chặt chẽ đến Thiên Tinh Tinh Cung. Nếu cậu có thể tìm được gã, đột phá thành công cảnh giới tiên thiên tôn giả, làm cơ sở cho giai đoạn rất cao. Đán Phi Tử hừ nói. Chương 2863, không ngờ lại bị bắt rồi. Tiền bối, Thiên Tinh Tinh Cung ở đâu xin chỉ rõ. Còn nữa, lục thủ bốn chân bên ngoài là ai? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Mê cung chi đồ, thiên tinh chi bảo trong quan tài, đến thiên tinh. Còn thi thể kia, ha ha, đó là lão phu tùy tay tạo ra một tượng người thôi. Đán Phi Tử vừa nói lời này xong đột nhiên một màn xương nhiều màu thoát ra khỏi quan tài bay trong không trung, không lâu đã biến mất vô hình. Diệp Phàm biết, Đán Phi Tử từ này về sau thật sự tạm biệt thế giới. Mà vật mà ông ta làm ra chỉ sợ cũng biến mất hết theo năng lượng cùng nội tức. Tượng người, hay cỗ thi thể kia là giả, nhưng quá giống đi trong lòng Diệp Phàm kinh hãi quả thực là không thể tin được việc này là sự thật. Đúng lúc này vương nhân bàng hét lớn mở rồi, mở rồi. Cái gì mở, nước mở à? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Nắp quan tài tự động mở, tôi nói nhé lão đại anh dùng cách gì mở đây? Hình như không thấy anh động tay. Vương nhân bàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Vẻ mặt của Đới Thành và Trương Ẩn Hào cũng không sai biệt lắm. Ha ha, tôi cũng không hiểu tại sao nó lại có thể mở ra. Diệp Phàm cũng không muốn giải thích, bởi vì cũng không thể giải thích rõ ràng lắm, không bằng cứ giữ bí mật. Đấy, còn bí mật với chúng tôi, thôi vậy, xem bên trong chủ nhân có gì. Có quái vậy lục thủ bốn chân không? Vương nhân bàng kêu lên, lời anh ta vừa dứt, bốn người đều tiến lên. Gì thế, bốn người đều không nhịn được kêu lên, vẻ mặt ba người Đới Thành có chút uể oải. Bởi vì trong quan tài lớn không ngờ chỉ có mấy cục xương, nhìn cẩn thận hình như là xương người. Hơn nữa chỉ một loại, hình như là xương tay, tổng cộng 6 đoạn xương cốt. Xương cốt này so với xương của người thường không có gì đặc biệt. Diệp Phàm cầm lên một cây, hay là giống như xương cốt của Bảo Trí Thiền Sư, bên trong còn chứa công lực mấy chục năm, vì thế thi triển pháp chuyển công của Bảo Trí Thiền Sư. Tuy nhiên, Diệp Phàm có chút buồn bực là khớp xương này không chứa nội tức. Chỉ là nói đến cái tên thần bí kia, hình như xương cốt này gọi là cái gì thiên tinh chi hạch dùng để mở thiên tinh cung. Chẳng quan thiên tinh cung ở đây không có chút manh mối nào, thế giới này lớn như thế, khác gì mò kim đáy bể. Ông chủ, có phải là xá lợi của cao tăng? Đới Thành hỏi. Xá lợi, có khả năng. Vương nhân bàng hứng thú cầm khúc xương này sờ mó. Xá lợi là tiếng Phạn, âm là thiết lợi la,
dịch sang tiếng Trung Quốc chúng ta là linh cốt, thân cốt, là của một vãng sinh, qua hỏa táng kết tinh thành. Tuy nhiên, xá lợi cùng với xương cốt người chết bình thường cũng không giống nhau. Hình dạng thiên biến vạn hóa, có hình tròn, hình trứng, hình bông sen, có hình Phật tổ hoặc Bồ Tát. Có màu trắng, đen, xanh đỏ, cũng có loại nhiều màu sắc. Xá lợi có giống trân châu, có cái giống mã não, pha lên, có cái trong suốt, có cái phát sáng, giống như kim cương vậy. Hơn nữa, cao tăng tu thành công sau khi chết đều có thể thành xá lợi. Trong sách xưa ghi lại những cao tăng hỏa táng để thu lại xá lợi cũng không ít. Tuy nhiên, cục xương này hình như là xương ngón tay, ví dụ như đoạn này vừa thấy cũng biết là ngón giữa, đây là ngón trỏ. Hơn nữa, cũng không có dấu vết bị đốt cháy, nếu không qua đốt cháy sao có thể thay đổi hình dạng và giữ gìn sự sáng bóng. Hơn nữa đoạn xương này cũng không có gì sáng bóng, Trương Ẩn Hào giải thích rất hợp lý. Rắm xá lợi, căn bản chỉ là xương cốt bình thường thôi. Vương Nhân Bàng cười nhạt, tùy tay ném vào trong quan tài. Thật đúng là không giống như xá lợi. Tôi đã thấy xá lợi, tổ khoa học năng lượng của chúng ta cũng sưu tập được trên 100 hạt. Xá lợi này qua đốt cháy hỏa thiêu xong độ sáng bóng còn hơn xương cốt ban đầu nhiều, giống như xương bị hóa thạch vậy. Đới Thành cũng có chút không tin. Không đúng, xương cốt bình thường không nặng như vậy, các cậu thử xem. Diệp Phàm vuốt vuốt đoạn xương ngón trỏ nói. Ba người đều nhặt một đoạn để thử, đều kinh ngạc. Nặng giống như tảng đá vậy, quả nhiên không giống xương ngón tay bình thường. Xương ngón tay út có lẽ sức nặng không dưới 5 cân, dù là ngón tay của Diêu Minh cũng thế này đi. Đới Thành nói. Thôi vậy, không sao, những bí mật này giao cho tổ khoa học năng lượng. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi en soi sau, bằng không thế nào cũng chết đói. Diệp Phàm nói bốn người tìm rất dễ dàng tìm được một cửa bên cạnh hòm quan tài. Ngựa chết thành ngựa sống, bốn người chui vào không lâu không ngờ thuận lợi theo một trong bốn lối rẽ đi ra. Vẫn là chúng ta may mắn, nếu không đây đã biến thành phần mộ của chúng ta rồi. Đới Thành thở dài, mấy người cảm thấy như vậy. Sau đó liền giao cho Ngô Quang Bảo, Diệp Phàm vội vàng đến Việt Châu cũng không biết Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm như thế nào. Vừa ra ngoài mở điện thoại, Diệp Phàm có chút nghi ngờ không hiểu. Có mười mấy cuộc gọi nhỏ, có Thiết Chiêm Hùng và Bao Kiên Quyết gọi đến, nhưng không có điện thoại của Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm. Hai người này làm gì? Diệp Phàm hừ một tiếng, gọi điện thoại đến tổng công ty hỏi mới biết Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm cũng chưa về Hoành Không. Diệp Phàm lại gọi điện thoại đến Sở Công an tỉnh Thiên Vân, bên đó càng không biết tình hình của Ngô Lâm. Làm gì thế, hay là mất tích? Diệp Phàm thầm nói một câu đi thẳng đến Hồng Kông. Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm định đến chính là tập đoàn Chính Hà, muốn tìm họ thì phải đến tập đoàn Chính Hà. Công ty tài sản trên một tỷ ở Hồng Kông không ít, tập đoàn Chính Hà dù có 300 triệu tài sản cũng coi như không phải là tập đoàn lớn ở Hồng Kông. Tuy nhiên, may mắn Diệp Phàm có địa chỉ trụ sở của tập đoàn Chính Hà, nên đi thẳng đến đó. Trụ sở của tập đoàn Chính Hà tương đối khí thế, hình dáng giống như một con thuyền cổ, có lẽ là gần sông Tây Dương nổi tiếng. Diệp Phàm bắt được một người trông nhà vệ sinh hỏi tất nhiên là ra kết quả. Kết quả khiến cho Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm không ngờ gây rối cùng với tấn công phó tổng giám đốc của Chính Hà bị bắt vào cục cảnh sát. Hơn nữa rõ ràng còn bị tội cướp bóc. Nghe thật đúng là rất buồn cười, hai người này đầu óc hồ đồ cũng không thể đến trụ sở Chính Hà cướp bóc giữa ban ngày. Trong chuyện này, Diệp Phàm cảm giác tập đoàn Chính Hà đã chuẩn bị việc người của Hoành Không đến đây. Muốn buộc họ thật sự bỏ vốn thật sự có chút khó khăn. Hơn nữa tập đoàn Chính Hà lớn như thế, có cấu kết với cảnh sát Hồng Kông cũng là bình thường. Bọn họ bị cảnh sát ở đâu bắt rồi hả? Diệp Phàm hỏi. Khu chúng tôi thuộc phân cục cảnh sát Tử Cảnh quản lý. Tên kia bị Diệp Phàm dọa cho sợ, hỏi gì đáp nấy. Diệp Phàm uy hiếp tên kia một câu sau đó ra khỏi tập đoàn Chính Hà. Diệp Phàm tìm một quán cà phê gần đó uống một ly. Suy nghĩ một hồi gọi điện thoại cho Trương Hùng. Hỏi thăm mới ra thường trú của tổ đặc nhiệm A ở Hồng Kông là Chu Hồng Huyết, là một cô gái, thân thủ ngũ đẳng đỉnh giai. Tuổi cũng chưa lớn, chừng 35 tuổi, cô có thân phận bên ngoài là trưởng phòng trợ lý cao cấp của cảnh sát Hồng Kông. Với thân phận này, đến phân cục cảnh sát Tử Cảnh cũng không có nhiều vấn đề. Trương Hùng trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Hồng Huyết, đương nhiên lấy danh nghĩa bạn bè. Một tiếng sau Chu Hồng Huyết xuất hiện tại quán cà phê Diệp Phàm ngồi. Chu Hồng Huyết dáng vẻ bình thường, mũi cao thẳng, đùi thon dài, hơn nữa có lẽ cao chừng 1,78 mét hoặc hơn.
Mặc áo choàng quần bò khiên cô nhìn qua rất đại khí. Chào trưởng phòng Chu, Diệp Phàm tất nhiên chào trước. Anh chính là tổng giám đốc Diệp Phàm của tập đoàn Hoành Khun. Chu Hồng Huyết giơ ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắt tay Diệp Phàm qua loa. Có lẽ tuy nói là Trương Hùng đã gọi điện thoại nhưng cũng không coi chủ tịch một tập đoàn như Diệp Phàm là gì. Đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A đều rất tinh anh, không cần nói là chủ tịch tập đoàn mà ngay cả cán bộ chính quyền có năng lượng cũng không coi ra gì. Bởi vì họ là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A là tinh anh của Tổ quốc, tất nhiên có quyền kiêu ngạo. Trưởng phòng Chu có thể tới tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Phàm cười nói, làm không khí dịu đi một chút. Biết Chu Hồng Huyết không coi trọng gì mình, Diệp Phàm cũng không quan tâm. Chuyện vừa rồi của anh tôi đã tìm hiểu qua, phân cục cảnh sát Tử Cảnh thật sự có bắt hai người, một là Khổng Ý Hùng, một là Ngô Lâm. Tuy nhiên, người phụ trách vụ án này cũng đã nói qua với tôi rồi. Nói là đang trong quá trình điều tra. Chu Hồng Huyết nói. Trưởng phòng Chu, việc này rất rõ ràng, nhân viên công tác của công ty chúng tôi làm sao có thể đến trụ sở tập đoàn chính Hà chém giết, còn tấn công phó tổng giám đốc của họ. Đây không phải là hoang đường sao? Diệp Phàm nói. Trước khi điều tra rõ ràng tôi không thể kết luận bừa, có phải cướp bóc không chỉ có thể thông qua điều tra mới có thể kết luận được. Chu Hồng Huyết ra vẻ cũng không có ý định ra tay, cô nhẹ nhàng nhìn Diệp Phàm một cái nói. Tập đoàn Chính Hà là một trong 50 tập đoàn lớn của Hồng Kông. Ảnh hưởng lớn đến Hồng Kông. Hơn nữa tôi đã điều tra qua, người bị người của anh tấn công chính là Phó Tổng Giám đốc Cha Nhĩ Tư, chính là con lớn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chính Hà Cha Lạc Lâm. Cha Lạc Lâm là người nổi tiếng của Hồng Kông, hơn nữa đã được lãnh đạo đặc khu tự mình tiếp kiến. Trong các công ty ở Hồng Kông là nhân vật khá nổi tiếng. Còn ông ta cũng kế thừa dòng máu của cha, là một người rất có phong độ. Một phó tổng giám đốc rất nghiêm chỉnh. Người như vậy làm sao có thể chỉ trích tùy tiện người của tập đoàn Hoành không được. Chu Hồng Huyết ra vẻ nghi ngờ với Diệp Phàm. Chương 2864, không thèm nể mặt. Trưởng phòng Chu, cô nói vậy có nghĩa là gì? Diệp Phàm không cười, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bắt đầu tức giận, anh không nể mặt Trương Hùng cũng không thể thiên vị tập đoàn Chính Hà rõ ràng như thế. Tôi đang nói chuyện công việc, tổng giám đốc Diệp không thích thì đừng có nghe. Chu Hồng Huyết tôi chú trọng chứng cứ, tin rằng cảnh sát cảnh cửu cũng sẽ không tùy tiện sằng bậy. Cảnh sát Hồng Kông đều là tinh anh, bọn họ tố chất chấp pháp cao lại được rèn luyện đạo đức hàng ngày. Chu Hồng Huyết cũng không nể mặt Diệp Phàm hừ nói. Cảnh sát Hồng Kông có tốt chất cao, điểm này tôi thừa nhận. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng trong đó có vài đồng chí có vấn đề có phải không? Nếu không, văn phòng trong sạch hóa bộ máy chính trị của các cô không phải nên đóng cửa sao? Mà công nhân tập đoàn Hoành không chúng tôi cũng không phải loại hèn nhát. Đặc biệt đồng chí Khổng Ý Hùng còn là phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính quyền. Đồng chí Ngô Lâm là đội trưởng đội trọng án của Sở Công an tỉnh Thiên Vân. Những đồng chí như vậy sao có thể hiểu pháp luật mà phạm pháp được? Diệp Phàm hừ nói. Ha ha, nếu như đội ngũ công an các anh đều rất thuần khiết thì ủy bản kỷ luật làm gì được? Còn chuyện công ty của tập đoàn Hoành không các anh, ha ha, nghe nói tình trạng không tốt. Hoàn cảnh gì, công nhân gì? Chu Hồng Huyết không ngờ giọng châm chọc, bản lĩnh trả đũa cũng không kém Diệp Phàm. Công nhân tập đoàn Hoành không không cần trưởng phòng Chu bận tâm, cô quản lý tốt cấp dưới của mình là được. Như vậy đi, chúng ta nói lời vô nghĩa ít thôi, cùng đến hiện trường tìm hiểu chút tình hình rồi nói sau. Diệp Phàm nói, thời gian của tôi khá vội, vừa rồi là tiện đường đến đây. Tình hình là như thế tổng giám đốc Diệp hoàn toàn có thể tự tìm hiểu biết là được. Nhân viên cảnh sát chúng tôi tố chất đều cao, nhất định sẽ chấp pháp công bằng. Đương nhiên anh có thể mang theo luật sư thì tốt. Chu Hồng Huyết nói xong nhìn xung quanh nói, rất xin lỗi tôi còn có việc quan trọng phải làm. Cứ như vậy đi. Ha ha, không tiễn. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chu Hồng Huyết vừa nghe cũng không để ý quay người chậm rãi bước đi. Anh đã làm mất một cơ hội lớn, nói đến thế thôi. Diệp Phàm nhìn lưng của cô ta cười cười đứng lên đi ra ngoài. Cơ hội của thiên hạ tôi cũng không dám để mất, tuy nhiên, cơ hội do Tổng Giám đốc Diệp cho Chu Hồng Huyết tôi dùng một câu thành ngữ để nói đi đó là cười nhạt. Chủ tịch công ty như các anh không phải có tiền sao? Tôi, rất xin lỗi không có thèm, ha ha ha. Chu Hồng Huyết hiển nhiên xoay mặt trừng mắt nhìn Diệp Phàm như đang nhìn một tên hề vậy. Sau đó đi nhanh, rốt cuộc không thấy Diệp Phàm liếc mắt một cái. Diệp Phàm dường như nhún vai, cảm thấy việc này cũng không cần nói với Trương Hùng. Sau này cứ trực tiếp nói với Sở Công an Tử Cảnh là được. Đã đến Liễu Cảnh,
một người trung niên húi dầu tiếp Diệp Phàm. Nghe Diệp Phàm giải thích xong vẻ mặt nghiêm túc nói, anh là chủ tịch tập đoàn Hoành Không của Đại Lục, vậy thì tốt rồi. Chúng tôi cũng đang muốn tìm anh, hai vị đồng chí của anh rất kỳ cục, không ngờ chạy đến tập đoàn chính Hà chém giết. Hơn nữa còn ra tay tấn công phó tổng giám đốc Richter. Hiện tại ông ta bị thương đang nằm bệnh viện điều trị. Chủ tịch đến vừa đúng lúc, sở cảnh sát tử cảnh chúng tôi yêu cầu tập đoàn các anh ứng ra 200.000 đô la Hồng Kông tiền chữa trị. Người này là phó sở công an tử cảnh. Phó giám đốc Hậu, công nhân tập đoàn Hoành Không chúng tôi sao có thể đến tập đoàn chính Hà cướp bóc giữa ban ngày, lại còn tấn công phó giám đốc của họ. Hơn nữa, người đi cùng anh ta là đồng chí Ngô Lâm là cảnh sát của sở công an tỉnh Thiên Vân. Tôi muốn gặp mặt hai người họ trước, Diệp Phàm nói. Đây là biên bản điều tra chính thức của chúng tôi, có vật chứng chứng minh, còn có khẩu cung của đương sự. Đây tất cả đều có hiệu lực pháp luật. Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm đã tạo ra vết thương nhẹ cho phó GD Richter. Hơn nữa ảnh hưởng cực kỳ lớn. Hành vi của bọn họ đối với tập đoàn chính Hà đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Chuyện này chúng tôi đang chuẩn bị thông báo với bên sở pháp luật, chuẩn bị đưa ra tố tụng hình sự. Phó GD Hậu vẻ mặt nghiêm túc nói. Ý của anh là tôi chủ tịch tập đoàn Hoành không muốn gặp hai người họ cũng không được. Tôi lấy danh nghĩa là quyền bí thư, chủ tịch của tập đoàn Hoành không yêu cầu nộp tiền bảo lãnh cho hai người họ. Theo quy định của pháp luật của các anh, tôi có quyền lợi này. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Rất xin lỗi, hai người họ vì xúc phạm gây tổn thương quá lớn cho người khác, hơn nữa ảnh hưởng lớn, bây giờ đang trong giai đoạn điều tra lấy chứng cứ, không được phép bảo lãnh. Phó Sở Hậu nói. Theo tôi được biết, Hồng Kông các anh là đặc khu, có pháp luật riêng, không giống Đại Lục. Tuy nhiên, trừ phi là giết người và vụ án có nguy hại nghiêm trọng đối với xã hội, tuyệt đại đa số vụ án ở Hồng Kông đều có thể nộp tiền bảo lãnh. Đặc biệt là tội phạm kinh tế, phạm tội chức vụ, trên căn bản đều là nộp tiền bảo lãnh ra ngoài và tiến hành điều tra. Hơn nữa, tiền nộp bảo lãnh do quan tòa quyết định, không phải do cơ quan phá án quyết định. Cũng theo luật của Hồng Kông, không thể cưỡng chế giam giữ người, muốn chứng minh bị cáo có tội, nhất định phải tìm ra căn cứ chính xác để thuyết phục bồi thẩm đoàn. Như tài liệu điều tra mà anh vừa đưa ra, chúng tôi suy luận, nếu tài liệu điều tra của các anh là sự thật, thì Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm đã tạo ra vết thương nhẹ cho Richter. Nhưng không nghiêm trọng lắm, loại tình huống này hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật Hồng Kông các anh. Phó Sở Hậu, anh có lý do gì để từ chối tôi thay mặt cho tập đoàn Hoành không bảo lãnh cho hai vị đồng chí? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Ha ha, còn một điều chắc anh đã quên, đó là tính nguy hại cho xã hội. Tập đoàn chính Hà là công ty xếp trong top 50 công ty lớn của Hồng Kông chúng tôi, có mấy nghìn công nhân viên chức. Hai người họ gây ra sự việc này ở văn phòng chủ tịch công ty chính Hà, đối với mấy nghìn công nhân viên chức của chính Hà có ảnh hưởng rất lớn. Quấy nhiễu cuộc sống công việc bình thường của họ. Nói rộng ra, việc làm của họ đã ảnh hưởng đến công việc của hơn 10.000 công nhân Hồng Kông. Điểm này chẳng lẽ còn không tính là nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn xã hội sao? Huống chi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn chính Hà Lôi Lạc Tư cũng là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng ở Hồng Kông. Đã từng được lãnh đạo cao cấp trung ương tự mình tiếp, vừa nghe nói việc này, chủ tịch hội đồng quản trị đã phát bệnh. Nếu lãnh đạo biết chuyện này thì ảnh hưởng càng lớn, cho nên, chúng tôi đã thảo luận về trường hợp hai người họ, không cho phép nộp tiền bảo lãnh. Tổng giám đốc Diệp, anh về an tâm chờ kết quả điều tra của chúng tôi là được. Pháp luật Hồng Kông anh không cần lo lắng bất cứ thứ gì, tuyệt đối công bằng. Phó Sở Hậu nói, pháp luật Hồng Kông tôi đương nhiên tin tưởng, TN, hành vi của một số đồng chí cảnh sát tôi có chút lo lắng. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, anh nói thế có ý gì? Phó Sở Hậu cũng nghe được chút châm chọc trong giọng điệu của Diệp Phàm, tất nhiên không vui. Anh cứ nói đi Phó Sở. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói nhìn chằm chằm lão già này. Rất xin lỗi, tôi còn có việc, mời anh về trước đi. Phó Sở Hậu khoát tay rõ ràng đuổi Diệp Phàm rồi. Không thể nộp tiền bảo lãnh cũng đúng, chẳng lẽ chủ tịch tập đoàn Hoành không tôi yêu cầu gặp một chút công nhân công ty mình cũng không được sao? Trừ phi các anh trong lòng có quỷ, nếu không Diệp Phàm nói nửa lời, đầy thâm ý nhìn ông ta. Tổng giám đốc Diệp, Đại Lục có tội phỉ báng, chúng tôi ở đây cũng có. Rõ ràng ông ta giận, sắc mặt thay đổi nhìn chằm chằm Diệp Phàm hừ nói, anh lập tức rời khỏi phòng làm việc của tôi, nếu không tôi lấy lý do anh quấy rối công việc của tôi để khởi tố anh. Rất xin lỗi, hôm nay không gặp hai người họ tôi không rời khỏi đây. Thái độ Diệp Phàm bình tĩnh,
không ngờ vắt chéo chân còn lắc lư vài cái. Hắn lấy trong túi quần ra điếu thuốc, không coi ai ra gì châm thuốc rồi. Hơn nữa, phun khói thẳng vào mặt Phó Sở. Hậu Tiên Thanh đột nhiên hơi ngửa đầu, bởi vì ông ta cảm giác được điếc thuốc của người này chỉ dùng để phun nước miếng. Bởi vì đánh vào mặt đau nhức, không có nước miếng phun ra không thể có hiệu quả như thế. Người đâu, tới đây bắt người ngông cuồng công kích tôi lại. Hậu Tiên Thanh nói vọng ra ngoài. Kẹt cửa một tiếng, bốn vị cảnh sát lưng hùm vai gấu bước vào. Anh đã chuẩn bị từ trước sao? Có phải hôm nay cũng lấy lý do tôi đến phòng làm việc của anh cướp bóc, tấn công anh để bắt tôi lại? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, căn bản đến mí mắt cũng chưa động đậy một chút. Sự thật là như thế, đem nghi phạm đi cho tôi. Hậu Tiên Thanh mặt xanh mét vung tay lên nói. Dầm! Văn phòng của Hậu Tiên Thanh rung lên, chén cà phê trên bàn cũng nhảy lên cao chừng một mét mới nện xuống bắn hết vào Phó Sở Hậu. Hậu Tiên Thanh, là ai cho anh quyền được sằng bậy như vậy? Còn công bằng cái rắm. Tôi thấy tôi muốn gặp lãnh đạo cấp trên của anh một chuyến. Và tôi chỉ cho anh 10 phút, nếu không tôi tự đi gặp lãnh đạo của các anh. Diệp Phàm ném chứng nhận vào mặt Phó Sở Hậu. Anh này, anh đủ cuồng rồi. Một người cảnh sát vừa thấy vì khoe thành tích lập tức vọt lên vặn tay Diệp Phàm ra sau lưng hét lên ngồi xuống hai tay ôm đầu. Một người cảnh sát khác cũng không chậm, lấy súng ra chĩa vào đầu Diệp Phàm. Còn lại hai người chậm hơn, bổ sung vào đạp hai chân Diệp Phàm. Dẫn đi, Hậu Tiên Thanh cực kỳ tức giận, lười nhác cầm tập chứng nhận trên bàn vung tay lạnh lùng hừ nói. Bởi vì người này có chỗ dựa vững chắc nên mới thế. Diệp Phàm bị người ta dẫn đi xuống, loảng xoảng một cái bị nhốt vào phòng thẩm vấn. Sao chứ, chủ tịch một công ty hoành tráng cái rắm, rõ ràng còn đưa ra giấy chứng nhận, thứ này ở trong nước dọa nhân viên các anh cũng được, ở đây giấy chứng nhận không có giá. Một người cảnh sát ỷ vào quan hệ thân thiết với Hậu Tiên Thanh thuận miếng mắng một câu cầm lấy tờ chứng nhận của Diệp Phàm xem định cho vào thùng rác. Ha ha, chiêu thức của anh cũng không tệ lắm. Một người cảnh sát khác cười to. Dương Thụ, anh đã từng đến đội phi hổ huấn luyện, công phu ba con mèo của cậu có thể cùng hắn diễn một hồi có phải không? Đợi Tiên Thanh cầm lấy ly cà phê còn dư lại uống một ngụm, đột nhiên mặt biến sắc. Chương 2865, đây là giấy chứng nhận, chứ không phải là giấy lộn. Đồn phó, tôi đã hung hăng thẩm vấn người này một hồi, lại dám dùng cà phê để tấn công đồn phó chúng ta. Nếu còn nóng thì có vết thương nhẹ rồi. Dương Thụ nói. Chớ làm loạn, cảnh sát Hồng Kông chúng tôi đều làm việc theo pháp luật. Hậu Tiên Thanh còn ra vẻ nhắc nhở anh ta một chút, người này cười khan một tiếng đi ra cửa. Trưởng Phong Chu, việc làm thế nào rồi? Trương Hùng chưa quên việc này gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Dù sao Chu Hồng Huyết cũng không có giao tình với mình, hơn nữa nghe nói cô này có người thân trong bộ máy lãnh đạo tổ, là cháu gái, có thèm để ý mình không cũng còn khó nói, sợ cô nhất thời quên đi. Chuyện gì? Không thể tưởng tượng được Chu Hồng Huyết dài giọng hỏi. Trương Hùng nổi giận, khi nhờ đều làm việc từ từ. Cho nên, cũng chậm một chút hỏi, chính là chuyện của chủ tịch tập đoàn Hoành không? Lúc trước tôi đã nói qua với tôi rồi, việc này nhờ cô một chút. Hắn tuy là chủ tịch công ty trong nước nhưng ở Hồng Kông cũng không có bạn bè gì, việc này kính xin cô quan tâm một chút. Hả, là hắn hả, tôi thấy người bạn này của anh rất hoành tráng rồi. Tôi có việc đi làm trước. Hắn ép tôi đến đồn cảnh sát cùng. Chuyện của tôi rất quan trọng, làm lỡ không dậy nổi. Cục trưởng Trương, anh cũng hiểu tính quan trọng của công việc của tôi. Hơn nữa, ngoại trừ công tác bên ngoài còn có công tác bí mật quan trọng hơn. Cho nên, tôi không đi, Chu Hồng Huyết hừ nói. Hoành tráng, việc này, trưởng phòng Chu có ý gì tôi không hiểu. Trương Hùng vừa nghe hiểu là Chu Hồng Huyết cũng không nể mặt mình, có lẽ còn nói gì khiến Diệp Phàm tức giận rồi. Lửa giận cuối cùng nhịn không nổi, giọng điệu nặng thêm không ít. Nói tôi không đến đồn cảnh sát với hắn là mất đi một cơ hội lớn. Ha ha, bon cười, Chu Hồng Huyết tôi có thể đi đến ngày hôm nay, dựa vào tố chất của bản thân vượt qua thử thách đấy, mà không phải dựa vào quan hệ đi lên. Và lại, chủ tịch một công ty như hắn cầu xin người ta làm việc còn vênh váo như thế, chẳng lẽ còn muốn Chu Hồng Huyết đối đãi tốt với họ có phải không? Người của tập đoàn Hoành không không vinh váo cũng không bị vào đồn cảnh sát đi. Và lại, tôi đã tìm hiểu qua tập đoàn Hoành không, không được tốt lắm. Hình như sắp phá sản, một tập đoàn sắp phá sản, xem ra, tổng giám đốc Diệp tật xấu không ít. Đã như vậy rõ ràng còn bày tác phong đáng tởm. Chu Hồng Huyết cũng nghe được giọng điệu của Trương Hùng, lập tức đấu lại, ngừng một chút không ngờ nói,
hơn nữa, tôi nghe nói. Vừa rồi hắn đến gặp phó đồn cảnh sát của họ, đã đập bàn trong văn phòng của người ta, còn định tấn công phó đồn, hiện tại bị đồn cảnh sát bắt lại rồi. Nói đến thế thôi, anh vẫn nhanh chóng nghĩ cách cứu người đi. Đồn cảnh sát Tử Cảnh cũng không phải là quán cà phê. Trưởng phòng Chu, hắn nói không sai, cô đã mất đi một cơ hội lớn. Việc này không nhọc cô quan tâm, Trương Hùng tôi sẽ tự giải quyết. Trương Hùng hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại, biết người con gái này muốn trả thù, không chừng đã theo dõi Diệp Phàm rồi. Mẹ nó, nếu Diệp Phàm xảy ra chuyện ở đồn công an Tử Cảnh thì làm sao bây giờ? Có lẽ đến lúc đó Diệp Phàm không việc gì thì đồn cảnh sát Tử Cảnh kia cũng bị đánh. Vì thế, lập tức gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng. Không lâu Phó Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát Hồng Công an Trác Bình nhận được điện thoại. Vừa nghe nói trợ lý Bộ Công an Diệp Phàm không ngờ bị đồn cảnh sát Tử Cảnh bắt. Tuy nói Bộ Công an Trung Quốc cũng không quản lý trực tiếp cảnh sát Hồng Kông, nhưng dù sao Hồng Kông đã trở về. Ở đây không thể độc lập tồn tại, cảnh sát Hồng Kông vẫn luôn liên hệ với Bộ Công an Trung Quốc. Đặc biệt sau khi Hồng Kông trở về hai bên đã phối hợp phá nhiều vụ án lớn. Liên hệ đương nhiên càng chặt chẽ. Phó đồn cảnh sát đang bắt chéo chân hát thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Sao lại không có quy củ như vậy, phạt đứng 3 giờ cho bố. Phó đồn vô cùng tức giận nhìn ra cửa hét lên. Hậu Tiên Thanh, một giọng nói quen thuộc vang lên, sợ tới mức người này vội đứng nghiêm, miệng kêu yes. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là đồn trưởng Trần Chính Đông vẻ mặt xa sầm nhìn chằm chằm. Nhìn thấy người bên cạnh ông ta Hậu Tiên Thanh càng run sợ. Bởi vì y phát hiện đồn phó cảnh sát Hồng Công an Trác Bình đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt giống như con sói đói nhìn con dê. Anh làm chuyện tốt, Trần Chính Đông vẻ mặt xanh mét lên tiếng trước, hỏi, Chủ tịch tập đoàn Hoành Không từ Đại Lục đến, đồng chí Diệp Phàm đang ở đâu? Ở đợi Tiên Thanh sửng sốt, trong giây lát chợt hiểu, có lẽ đây là cứu binh mà Diệp Phàm đưa đến. Cấp bậc này, cũng cao quá đi. Bởi vậy lập tức Hậu Tiên Thanh tái mặt, trán cũng đổ mồ hôi. Còn không dẫn chúng tôi đi, Trần Chính Đông lạnh lùng hừ nói, Hậu Tiên Thanh run rẩy vội vàng nói, ở phòng thẩm vấn. Nói xong bước nhanh về phía phòng thẩm vấn, trong lòng cầu khẩn ngàn vạn lần đừng đánh thảm thằng nhóc này nếu không hôm nay không chừng. Cạch cạch cạch, một hồi bước chân dồn dập vang lên, nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn đóng chặt đã biết là thế nào. Tràn Hậu Tiên Thanh đổ mồ hôi giọt càng lớn. An Trác Bình cũng vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cũng có chút buồn bực. Phòng thẩm vấn sao không có một tiếng động, chẳng lẽ tất cả đều đang ngủ. B trong bị khóa trái lại, gọi mãi mới có người mở cửa. Loảng xoảng tiếng cửa sắt vang lên, lập tức, mọi người lập tức trợn mắt há mồm nhìn bên trong. Bên trong có một người trẻ tuổi đang ngậm điếu thuốc ngồi ở ghế của người bị thẩm vấn hút thuốc nhả khói hơn nữa vắt chân cao, một chân còn đung đưa trên đầu một cảnh sát đang nằm dưới đất. Dường như còn không đi giày. Một đôi tất lướt qua lại trên mặt người cảnh sát kia. Một mùi hôi cùng vị chua của mồ hôi tràn ngập trong phòng thẩm vấn. Đồn trưởng, thằng nhóc này hành hung đánh người trong phòng thẩm vấn. Dương Thụ tất nhiên là kẻ ác tố cáo trước, hét lên ngay dưới chân Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa nghe đồn trưởng đến, vội vàng muốn đứng lên. Vừa đứng lên không để ý, không ngờ dẫm vào mặt Dương Thụ, đau đến mức y hét lớn, y thật thối còn khó chịu hơn đau. Trợ lý Diệp. Việc này rốt cuộc là thế nào? Phó Giám đốc Sở Cảnh sát An Trác Bình nhíu máy hỏi. Tất nhiên, thấy trợ lý Diệp như thế này, cũng hiểu người này thật cũng quá mức không đúng. Hơn nữa mặc dù là trợ Oji Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cũng không có quyền làm thế. Người của các ông muốn tra tấn bức cung tôi, không có cách nào, tôi không thể không tự vệ. Không làm cho bọn họ nằm xuống thì tôi phải nằm xuống trước. Tử bần đạo không bằng tử đạo hữu. Tôi đành phải làm cho bọn họ nằm xuống nghỉ ngơi một chút đừng rằng co nữa. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, nói, và lại hiện giờ đã thời đại nhân quyền, thẩm vấn cũng phải chú ý điểm này có phải không? May mắn tôi còn có chút thân thủ, nếu không cơ thể này không chịu nổi rồi. Anh ngậm máu phun người, rõ ràng là anh tấn công chúng tôi trước. Không thể tưởng tượng được còn là một cao thủ, may mắn đây là cục cảnh sát nếu không chúng tôi sớm bị hạ độc thủ rồi. Dương Thụ hét lớn. Ngồi xuống cho bố, lãnh đạo hỏi, nào có phải chỗ để cậu nói. Diệp Phàm sau một cước này đạp cho người này đau đến mức phải ngồi xổm. Hắn nhìn Trần Chính Đông một cái, vẻ mặt ngượng ngùng cười khan một tiếng nói, ngại quá đồn trưởng Trần, cấp dưới của anh bất hảo, tôi thay anh dạy dỗ một chút, hơi quá tay. Giáo huấn thật tốt, một đám rác rưởi, nhiều người như vậy không ngờ so với một mình trợ lý Diệp.
Xem ra tôi phải tăng cường huấn luyện giá trị vũ lực cho đồn cảnh sát mới được. Đồn trưởng Trần mặt tái đi, hừ nói. Trợ lý Diệp, hoàn toàn là hiểu lầm, chúng tôi ra ngoài nói chuyện. Phó giám đốc Sở An giơ tay làm động tác mời. Phó giám đốc An, tôi trước có lấy giấy chứng nhận cho đồn phó này xem, không hiểu giờ giấy chứng nhận ở đâu. Thứ này bình thường tác dụng không lớn nhưng dù gì cũng là thẻ công tác của tôi. Kính xin đồn phó hậu trả lại cho tôi, Diệp Phàm nói. Đồn phó vừa nghe đột nhiên nhớ đến giấy chứng nhận bị ném trong thùng rác, sắc mặt lập tức càng trắng hơn, nhìn Dương Thụ nói, còn không đi lấy về. Dương Thụ vội vàng chạy như bay đi lấy rồi, còn Diệp Phàm theo An Trác Bình và Trần Chính Đông đến phòng nghỉ ngơi uống nước. Không lâu Dương Thụ chạy đến, y toát mồ hôi trán đến nói thầm với phó đồn, mặt hậu tiên thanh lập tức đỏ bừng, nhất thời không biết phải làm sao. Sao thế, giấy chứng nhận của tôi không phải là bị đồn phó ném đi chứ? Diệp Phàm châm chọc hỏi. Diệp trợ lý Diệp, việc này, hậu tiên thanh đổ mồ hôi trán ấp úng không biết làm sao. Rốt cuộc sao lại thế này? Phó giám đốc Sở An nhíu mày nhìn hậu tiên thanh một cái hỏi. Hay là anh đánh mất, không thể nào. Đây là giấy chứng thật sự của Bộ Công an chúng tôi, hẳn là anh liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Trừ phi là anh chưa từng nhìn, việc này nếu làm rơi trong tay anh có người đi giả danh để lừa bịp thì ảnh hưởng là Diệp Phàm sửng sốt, cố ý nói còn nhìn An Trác Bình, trong lòng tự nhủ, vị này quan tâm đến nỗi giấy chứng nhận của mình cũng làm mất. Việc này hậu tiên thanh đỏ mặt chuyển thành trắng rồi. Rốt cuộc sao lại thế này đồng chí hậu tiên thanh? An Trách Bình sắc mặt cũng thay đổi, tuy nói biết Diệp Phàm đang dọa nhưng nếu truyền ra ngoài thì thật sự cũng làm mất mặt cảnh sát Hồng Kông. Dù sao giấy chứng nhận cấp bậc quá cao, không thể bỏ qua. Lúc đó Dương Thụ không cẩn thận quét vào thùng rác, không lâu thì người vệ sinh đến dọn rác, đã trở đi rồi. Hậu tiên thanh nghẹn giọng ấp úng nói, giống như người bị rút gân. Không cẩn thận, có sự trùng hợp như vậy sao? Đây là giấy chứng nhận không phải là giấy lộn, chuyện này nhất định phải điều tra. Xử lý nghiêm túc. Trợ lý Diệp, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Trần Chính Đông cũng tái mặt nói. Đồng chí hậu tiên thanh tạm thời đình chỉ công tác viết kiểm điểm, phòng kiểm tra của sở sẽ xuống điều tra xử lý rõ ràng. An Trác Bình cũng nghiêm túc nói còn nữa, đồng chí hậu tiên thanh, sao anh bắt trợ lý Diệp vào phòng thẩm vấn, giải thích rõ ràng cho tôi. Chương 2866, thái độ thay đổi. Hậu tiên thanh cực kỳ xấu hổ. Ấp úng mãi nói không nên lời. Việc này hay là để tôi nói đi, Diệp Phàm thuận miệng nói qua nguyên nhân. Anh xem anh đã làm trò gì vậy, lập tức thả hai đồng chí Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm ra. Trần Chính Đông vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. Từ đã, việc này nói thả thì thả sao? Diệp Phàm đột nhiên nói. Trợ lý Diệp cho là nên giải quyết thế nào? Trần Chính Đông hỏi trong lòng cũng hơi tức giận, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Dường như cảm thấy vị trợ lý Diệp này cũng có chút rất khinh người, người một nhà bị đánh không nói còn phải mất thể diện. Đồn cảnh sát Tử Cảnh là cấp dưới của mình, cấp dưới mất mặt mình đương nhiên cũng mất mặt. Đương nhiên phải xử lý nghiêm túc, nhất định phải điều tra tới cùng. Hơn nữa, trong chuyện này có lẽ còn có mưu mẹo. Phó Chánh văn phòng tập đoàn Hoành Không Khổng Ý Hùng làm sao dám gây rối ở văn phòng của Phó Tổng Chính Hà. Ngoài ra lại ban ngày. Đồng chí Ngô Lâm là đội trưởng đội trọng án của Sở Công an tỉnh Thiên Vân, càng không thể hiểu pháp luật mà phạm luật. Huống chi, họ làm vậy mục đích để làm gì? Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, Chu Hồng Huyết không ngờ đi đến. Diệp Phàm sửng sốt, hơi mỉm cười nhìn Chu Hồng Huyết một cái, có lẽ Chu Hồng Huyết đã được ai đó bảo gì? Hóa ra Chu Hồng Huyết cảm thấy việc này có chút tinh xảo, cũng gọi điện thoại cho người thân của mình. Hỏi vì sao Trương Hùng hết lòng vì chủ tịch tập đoàn Hoành Không Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được người thân của cô là lãnh đạo tổ đặc nhiệm A vừa nghe lập tức phê bình cô, cuối cùng ra lệnh ép cô lập tức đến đồn công an Tử Cảnh giải quyết chuyện này. Chu Hồng Huyết thử hỏi không thể tưởng tượng được bị người thân thích nghiêm khắc phê bình một phen, nói là cái gì nên biết thì biết, không nên biết đừng hỏi. Làm cho Chu Hồng Huyết cảm thấy Diệp Phàm có chút thần bí. Dường như ngay cả người thân của cô là lãnh đạo tổ đặc nhiệm A cũng thân thiện. Chu Hồng Huyết dù trong lòng buồn bực nhưng vội vàng chạy đến đồn cảnh sát Tử Cảnh. Vừa rồi đứng ngoài cửa nghe một hồi, lúc này mới lên tiếng. Ừ, nhất định phải điều tra rõ ràng, nghiêm túc xử lý. An Trác Bình thấy Chu Hồng Huyết đột nhiên xuất hiện cũng nói như vậy, bất đắc dĩ phải nói thêm một câu. Phó đồn hậu, nếu bây giờ anh có thể giải thích rõ ràng thì Diệp Phàm tôi sẽ đồng ý không truy cứu trách nhiệm của anh. Đương nhiên, tôi không hy vọng anh nói dối.
hết thảy căn cứ vào sự thật, Diệp Phàm sớm cảm thấy trong này có mưu mẹo, mục tiêu là tập đoàn Chính Hà. Hơn nữa Diệp Phàm có kế hoạch lớn hơn nữa, việc này có lẽ chuyện xấu đổi thành tốt rồi. Nếu việc này là Hậu Tiên Thanh làm, người đứng sau màn thao túng chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Chính Hà Richter. Nếu điều tra đến cùng thì Richter đừng hòng thoát thân. Bởi vì Diệp Phàm đã tìm hiểu, y là con lớn của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chính Hà Cha Lôi Lạc Tư. Đến lúc đó chỉ cần nắm chặt tội vu khống hãm hại, có lẽ tập đoàn Chính Hà cũng sẽ bị lôi xuống nước. Đến lúc đó chỉ cần lôi hợp đồng ra, chủ tịch hội đồng quản trị Cha chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn con mình ăn cơm tù phải không? Bởi vì Diệp Phàm tin rằng Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm không làm chuyện ngu xuẩn ở văn phòng của Richter. Việc này nhất định là tập đoàn Chính Hà đã lập bẫy từ trước, cũng có thể nói là thủ đoạn đối phó với tập đoàn Hoành Không thôi. Tuy nhiên, Hậu Tiên Thanh cũng không hé răng, có lẽ trong chuyện này còn liên quan đến việc gì đó. Anh không nói cũng đúng, tôi sẽ đệ trình lên Bộ Công an Trung Quốc để lên tiếng với Sở Cảnh sát Hồng Kông. Để Bộ Công an Trung Quốc kết hợp với Sở Cảnh sát Hồng Kông lập tổ điều tra. Hơn nữa không cần nói những cái khác, chỉ cần việc anh ném giấy chứng nhận của tôi vào thùng rác cũng có thể lấy mũ trên đầu anh. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, mặt trở nên nghiêm túc. Trợ lý Diệp yên tâm, cảnh sát Hồng Kông lập tức thành lập tổ điều tra để điều tra việc này. Hơn nữa việc nào có lẽ phải báo cáo lên văn phòng trong sạch hóa bộ máy chính trị cùng phối hợp với tổ điều tra xem có liên quan đến tội phạm chức vụ hay không. Chu Hồng Huyết đã bày tỏ thái độ trước khi An Trác Bình bày tỏ thái độ. Dù An Trác Bình không hài lòng nhưng đành phải gật đầu đồng ý. Dù sao, không đồng ý thì không thể qua được cửa ải trợ lý Diệp này. Đến lúc đó thật sự Bộ Công an Trung Quốc báo đến thì thể diện của cảnh sát Hồng Kông để ở đâu? Việc này vẫn thuộc phạm vi của cảnh sát Hồng Kông thì thỏa đáng hơn. Trợ lý Diệp, Phó Giám đốc Sở Công an, tôi cũng không có cách nào. Thứ nhất, tập đoàn Chính Hà là công ty lớn của Hồng Kông. Thứ hai, ảnh hưởng của bọn họ rất lớn. Hơn nữa năm trước còn lấy hình thức quyên tặng xã hội tặng đồn cảnh sát Tử Cảnh chúng ta một số xe cảnh sát và một số vật dụng khác. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, huống chi hai vị đồng chí từ Hoành Không đến thật sự đã xảy ra tranh giành với Phó Tổng Giám đốc của Chính Hà. Người ta báo cảnh sát chúng tôi chỉ có thể xuất quân. Hậu Tiên Thanh nói rất úp mở, có lẽ trong đó còn có nguyên nhân. Ha ha, Phó Giám đốc Anh, trợ lý Chu, hôm nay tôi hơi mệt một chút. Tôi đi nộp tiền bảo lãnh cho hai đồng chí Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm đã. Tuy nhiên, tôi hy vọng đồn công an Tử Cảnh có thể cho hai người họ một lời giải thích thỏa đáng. Tôi xin cáo từ trước, còn phó đồn Hậu, giấy chứng nhận của tôi xin lập tức tìm và trả cho tôi. Nếu không, tôi báo thông báo đến bộ, đến lúc đó lãnh đạo bộ chắc chắn sẽ hỏi nguyên nhân, chức nhận này không thể tùy tiện mất được. Diệp Phàm cười đứng lên, An Trác Bình tiễn ra cửa lớn, Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm đã đợi ở cửa lớn. Thấy nhiều cảnh sát mặc trang phục cao cấp đều đưa tiễn Diệp Phàm, trong lòng hai người đều khiếp sợ. Thấy không, hai chúng ta bị giam nhưng Tổng Giám đốc Diệp của chúng ta đang ngồi ở phòng khách. Khổng Ý Hùng nói lời này vẻ mặt cay đắng, kỳ thực có ý khoe khoang. Việc này là ông chủ khí thế, cấp dưới cũng kiêu ngạo. Ôi, Tổng Giám đốc Diệp là người vô cùng, chúng ta không thể bằng được, nếu không có hắn, hai chúng ta có lẽ bây giờ còn đang bị bọn chúng hành hạ. Ngô Lâm thở dài. Không thể tưởng tượng được, phó đồn Tử Cảnh trước hoành tráng hò hét giờ thân thiết đưa tay ra nói. Rất xin lỗi Khổng tiên sinh, Ngô tiên sinh, tất cả đều là hiểu lầm. Chuyện của các anh đồn cảnh sát Tử Cảnh sẽ điều tra rõ ràng cho hai anh câu trả lời thích đáng. Còn đồn trưởng Trần cũng bày tỏ thái độ không khác lắm, khiến Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm cảm giác quá oai. Tổng Giám đốc Diệp, chúng ta bây giờ đi đâu? Đứng ở đường Khổng Ý Hùng cung kính hỏi. Tìm khách sạn ngủ. Diệp Phàm thuận miệng nói. Ngủ, lúc này, Khổng Ý Hùng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm một cái hỏi tiếp. Vậy việc của tập đoàn Chính Hà thì làm thế nào, đã đi vài ngày rồi, bên công ty cũng không biết thế nào. Không việc gì, hai người ở trong tù mấy ngày rồi, trước mắt tắm rửa ăn bữa cơm ngon sau đó an tâm ngủ. Việc bên kia không cần gấp gáp, tôi tin rằng có người không yên hơn chúng ta. Diệp Phàm nói đương nhiên, chờ các anh tắm xong nói cho tôi biết sốt cuộc sao lại thế này. Không lâu tìm được một khách sạn 3 sao, Diệp Phàm vừa mới tắm xong thì Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm cũng vội vàng tắm. Bí thư Diệp, hôm đó tôi cùng Ngô Lâm đến tập đoàn Chính Hà. Lúc mới đầu bọn họ căn bản cũng không để ý đến tôi. Sau đó chúng tôi lấy lý do là thương nhân đàm phán mua sản phẩm của họ mới được gặp Phó Tổng Giám đốc Richter.
Lúc đầu chúng tôi cũng nói chuyện làm ăn với ông ta, đương nhiên vô cùng nhiệt tình. Tuy nhiên, khi tôi vừa nói ra tập đoàn Hoành Không, vẻ mặt ông ta bắt đầu thay đổi. Khổng Ý Hùng nói. Đúng vậy Tổng Giám Đốc Diệp, lập tức nhăn mặt nói là có chuyện đuổi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi còn chưa nói được gì, Richard tức giận gào lên bảo chúng tôi cút đi. Tôi tức giận nói là chúng tôi đại diện cho tập đoàn Hoành Không đến đây nói chuyện làm ăn. Tên kia nói không bàn bạc gì cả, còn mắng tập đoàn Hoành Không chúng ta là một công ty lừa gạt, vỏ bọc công ty gì gì đó. Tôi tức giận cãi lại tập đoàn Chính Hà bọn họ mới là kẻ lừa đảo, lừa hơn 100 triệu của chúng ta. Richard lập tức gọi mấy bảo vệ cao to lực lưỡng, chúng tôi còn muốn nói, mấy người bảo vệ đã đẩy chúng tôi đi rồi. Ngô Lâm tức giận nói. Không phải đẩy, căn bản chính là đánh ra. Chúng tôi không đi, bọn họ liền nắm tay đánh người. Tổng Giám Đốc Diệp ngài xem, cánh tay tôi bị họ đánh sưng lên. Ngô Lâm phản ứng lại, bốn người họ liền vây quanh dùng roi điện. Hai chúng tôi không có cách nào, bọn họ quá nhiều người, mười mấy người đành phải trốn thoát. Ngô Lâm có thân thủ đối phó với bọn họ không thành vấn đề, quan trọng là chúng tôi không muốn gây chuyện. Không thể tưởng tượng được chúng tôi vừa về đến khách sạn đã bị người của đồn cảnh sát bắt đi. Ngô Lâm lấy chứng minh thư công an ra nhưng những người này còn cười bảo chúng tôi là kẻ lừa đảo, giả mạo giấy tờ. Cứ như vậy bị thẩm vấn mấy ngày ở đồn cảnh sát Tử Cảnh. Khổng Ý Hùng nói. Bọn họ đánh anh. Diệp Phàm hỏi. Mông bị đạp mấy đa, sau đó chính là tra tấn chúng tôi, không cho ngủ, ngay cả nước cũng không cho uống. Anh xem, mồm mép chúng ta đều nứt nẻ hết rồi. Đây căn bản là tra tấn bức cung rồi. Hơn nữa còn dụ dỗ chúng tôi, hàng là có thể ra ngoài. Chúng ta căn bản không làm gì, ngược lại là họ sai, tại sao chúng tôi phải hàng? Cứ gây sức ép như vậy đến khi ngài xuất hiện, vẻ mặt Khổng Ý Hùng nói. Ừ, có thương tích hai cậu đến bệnh viện điều trị, yêu cầu thầy thuốc cấp giấy chứng nhận. Diệp Phàm nói. Không việc gì, chỉ hơi xương bôi thuốc là khỏi, còn có thể làm việc bình thường. Khổng Ý Hùng nói. Được, chúng ta an tâm ngủ. Diệp Phàm nói. Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm thoáng nhìn nhau, tuy nhiên Diệp Phàm đã xoay người về phòng rồi. Bọn họ ngủ trong một căn phòng nhỏ, Diệp Phàm một gian, Ngô Lâm và Khổng Ý Hùng ở cùng nhau, bên ngoài còn có một phòng khách nhỏ. Trên giường Diệp Phàm gọi điện thoại cho Trương Hùng hỏi, Trương Hùng, cậu có nói với Chu Hồng Huyết phải không? Không, cô gái này quá kiêu ngạo, trong cơn tức giận không để ý đến cô ấy, trực tiếp gọi cho Thứ trưởng Thiết. Trương Hùng nói. Chương 2867, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Hồng Huyết phụ trách thường trú của tổ đặc nhiệm A ở Hồng Kông, sao ngay cả người trong tổ cũng không nể mặt. Nếu nói về cấp bậc thì cậu cao hơn cô một bậc. Diệp Phàm hỏi cảm thấy hơi lạ. Có cách gì đây, người là người thân của phó tổ trưởng thôi. Hình như là cháu gái ruột, là quan hệ rất thân. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, người ta không coi ra gì, không nể tình cũng là bình thường. Trương Hùng có chút buồn bực nói. Quái, sau đó thái độ của cô nàng lại thay đổi nhanh. Chạy đến đồn cảnh sát Tử Cảnh, hơn nữa rõ ràng còn giúp tôi. Tôi còn tưởng cậu nói với cô ấy đấy. Diệp Phàm nói. Cái này cũng lạ, tôi cũng không nói gì với cô, hơn nữa cô không nể mặt tôi. Chẳng lẽ là Thứ trưởng Thiết nói với cô? Cũng không đúng, Thứ trưởng Thiết khi ở tổ cũng không quen cô. Hơn nữa Thứ trưởng Thiết cũng không biết quan hệ giữa cô và phó tổ trưởng thôi. Thật ra rất lạ, chẳng lẽ cô tự phát hiện? Trương Hùng cũng cảm thấy hơi lạ. Ngủ một giấc xong thì đến giờ cơm chiều. Lúc này Khổng Ý Hùng khẽ gõ cửa nói Chu Hồng Huyết đến gặp, Diệp Phàm bảo cô ta vào. Tổng Giám Đốc Diệp, cùng nhau ăn tốt thì thế nào? Chu Hồng Huyết cười nói. Ha ha, trưởng phòng Chu mời khách, Diệp Phàm từ chối là bất kính rồi. Diệp Phàm cười nói, ba người đi theo Chu Hồng Huyết đến nhà hàng. Bữa tiệc này sẽ không làm trưởng phòng Chu sợ chết chứ? Nhìn khách sạn cao mấy chục tầng, Diệp Phàm nói đùa. Ha ha, có thể làm Tổng Giám Đốc Diệp vui vẻ, nghèo chết cũng không sao. Chu Hồng Huyết dường như thay đổi hoàn toàn, nhiệt tình không nói hơn nữa, hình như còn có chút cung kính. Chẳng lẽ biết được thân phận của hắn rồi? Không thể nào, ngay cả Thôi Kim cũng không dám tiết lộ thân phận của mình cho cô ta. Diệp Phàm thầm nghĩ. Sau khi ăn cơm xong, Chu Hồng Huyết không ngờ nói với Diệp Phàm, Tổng Giám Đốc Diệp, đối với việc cấp dưới của chúng tôi gây phiền toái đối với anh, chúng tôi tỏ vẻ xin lỗi. Bọn họ đã đặt phòng ở khách sạn này cho Tổng Giám Đốc Diệp, đây là phiếu phòng mời anh nhận lấy. Vô công bất thụ lộc, Diệp Phàm kiên quyết không cần. TN,
vừa mới trở lại khách sạn không lâu tiếng chuông cửa lại vang lên. Không lâu Khổng Ý Hùng đã tới nói là có người của tập đoàn Chính Hà cần gặp. Diệp Phàm giật mình biết có diễn rồi gật đầu mời họ vào. Đi vào là một người trung niên và một người thanh niên, ăn mặc vô cùng nghiêm túc, đều là tây phục. Tổng Giám đốc Diệp, tôi là cố vấn ban giám đốc tập đoàn Chính Hà Cha Thái Lâm, đây là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn chúng tôi Cha Phi Lôi. Người trung niên giới thiệu. Xin chào, mời ngồi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh. Bên này Khổng Ý Hùng đang pha cà phê. Diệp Phàm cũng không lên tiếng trước. Cha Thái Lâm uống nửa ly sau rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Tổng Giám đốc Diệp, đầu tiên tôi được sự ủy quyền của công ty, thành thật xin lỗi Khổng Tiên Sinh và Ngô Tiên Sinh. Chỉ có tỏ vẻ xin lỗi sao? Hai người họ ngồi xổm trong phòng giam của đồn cảnh sát Tử Cảnh mấy ngày đấy. Đồn cảnh sát cũng không phải là nơi tốt. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Tổng Giám đốc Diệp Diệp, chúng tôi đến để giải quyết vấn đề. Cha Phi Lôi mạnh mẽ hơn nói. Hả, các anh muốn giải quyết vấn đề như thế nào? Diệp Phàm hừ nói. Nói trắng ra, bọn họ muốn bao nhiêu tiền bồi thường? Cha Phi Lôi này có cá tính của công tử rồi nhìn Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm một cái nói. Đây cũng không phải là vấn đề tiền, trên thực tế, cấp dưới của tôi không có chút sai nào. Hai người họ chịu sự ủy thác của tôi đến tập đoàn các anh bàn bạc chuyện góp vốn xây dựng nhà máy lần trước. Các anh chẳng những không nhìn thẳng vấn đề này. Hơn nữa, vị phó tổng giám đốc teacher kia còn xui khiến cấp dưới đánh họ, cuối cùng còn vu khống hãm hại khiến họ phải vào đồn cảnh sát. Nếu không phải tôi lấy danh nghĩa công ty bảo lãnh họ ra, hai người họ bây giờ vẫn còn đang trong tù. Tội vu cáo hãm hại, tội xui khiến cấp dưới đánh người của phó tổng giám đốc các anh, còn có tội cấu kết với phó đồn hậu tiên thanh tra tấn bức cung nữa. Đây là vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết sao? Chúng tôi đã cùng với phó giám đốc sở cảnh sát Hồng Kông đưa ra can thiệp. Diệp Phàm mất bình tĩnh hừ nói, đây là một phen buộc tội. Tổng giám đốc Diệp, nói quá lời đi, đây chỉ là các nhân viên an ninh không hiểu chuyện nóng lòng muốn làm việc vì công ty cho nên ra tay hơi nặng. Hơn nữa Khổng Tiên Sinh và Ngô Tiên Sinh cũng không bị thương quá nặng. Còn chuyện đồn cảnh sát Tử Cảnh, người ta là phá án không liên quan gì đến tập đoàn Chính Hà chúng tôi. Tổng giám đốc Diệp nói chúng tôi kết phường với đồn cảnh sát Tử Cảnh có chứng cứ gì chứng minh. Nếu không, tổng giám đốc Diệp nói lời này là vu cáo hãm hại rồi. Cha Thái Lâm cũng không vừa. Hả, phải không? Diệp Phàm hừ một tiếng, nhìn cha Thái Lâm một cái nói, nếu cố vấn cha cho là tôi vu cáo hãm hại thì thật là tốt rồi, các anh có thể báo đồn cảnh sát Tử Cảnh bảo họ điều tra theo trình tự là được. Diệp Phàm tôi tuyệt đối phối hợp với họ điều tra đến cùng. Nếu thật sự như vậy, Diệp Phàm tôi tâm phục khẩu phục. Diệp Phàm nhấn mạnh mấy chữ điều tra tới cùng, thái độ kiên quyết. Cha Phi Lôi vừa nghe không nhịn được hừ nói, tổng giám đốc Diệp cho rằng chúng tôi không dám có phải không? Tập đoàn Chính Hà chúng tôi là tập đoàn lớn của Hồng Kông, không phải khoác lác mạnh miệng, chỉ là cần chúng tôi báo án thì sở cảnh sát sẽ lập án điều tra đấy. Ha ha, Diệp Phàm tôi cũng không khinh thường tập đoàn các anh. Lần này tôi từ Thiên Vân đến đây chính là vì muốn cùng tập đoàn Chính Hà bàn việc kinh doanh. Tập đoàn Hoành Không chúng tôi quy mô cũng lớn không kém tập đoàn Chính Hà các anh. Hơn nữa giờ Hồng Kông cũng quay về Trung Quốc rồi. Đang ở nước chúng ta lại muốn uy hiếp người Hoa chúng ta hay sao? Diệp Phàm nói trong tiếng cười chứa sát khí mơ hồ. Hắn nhìn cha Phi Lôi con nhà giàu mới nổi một cái nói. Và Diệp Phàm dù nói trước kia công tác trong cơ quan nhà nước, nhưng đã tiếp xúc rất nhiều thương nhân giàu có. Tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân các anh cũng đã nghe nói rồi, chính là tôi mời được họ đến Phong Châu tỉnh Tấn Lĩnh đầu tư. Hiện giờ tập đoàn Phong Thiên do họ thành lập đã đi vào hoạt động, khoản đầu tư ban đầu đã lên đến 3 tỷ. Diệp Phàm tôi không muốn khoác lác, nhưng tôi cũng phải giải thích rõ ràng với một số đồng chí tự cho là đúng. Tôi có thể lăn lộn tới ngày hôm nay không phải là dọa người ta. Đều là do tự tôi phấn đấu đấy. Tôi cũng muốn nói với những người khác một chút, Hồng Kông này là Hồng Kông của Trung Quốc không phải Hồng Kông là thuộc địa của anh lúc trước. Anh đang uy hiếp chúng tôi có phải không? Cha Phi Lôi tương đối tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm nói, tuy nói chúng tôi không phải là người Hồng Kông, nhưng chúng tôi đã ở Hồng Kông mấy chục năm. Hồng Kông mặc dù trở về Trung Quốc nhưng Hồng Kông có pháp luật riêng. Tất cả đều làm việc theo pháp luật, quan liêu như đại lục các anh không thể làm ở đây được. Hơn nữa, mặc dù là cán bộ đại lục chúng tôi cũng quen không ít. Đó là chuyện của các anh, không liên quan đến tôi. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Tổng giám đốc Diệp hôm nay chúng tôi mang theo thành ý đến đây.
người của tập đoàn Chính Hà chúng tôi đã gây tổn thương cho cấp dưới của anh, các anh có thể ra giá. Cha Thái Lâm vội vàng xen vào, chỉ sợ cha Phi Lôi không chịu nổi tức giận thì việc càng khó giải quyết. Cha Thái Lâm biết rõ năng lực và thực lực của Bộ Công an Trung Quốc. Diệp Phàm là trợ lý bộ trưởng, đây không phải chỉ là hư danh. Ngay cả sở cảnh sát Hồng Kông cũng phải nể mặt hắn. Tôi nói rồi, chúng tôi không nói chuyện tiền, chúng tôi đến đây để bàn lại việc tập đoàn Chính Hà lúc trước đến tập đoàn Hoành Không chúng tôi ký kết hợp tác thành lập công ty Chính Thông. Hơn nữa chúng tôi có hợp đồng. Nói đến đây Diệp Phàm nhìn Ngô Lâm một cái nói, đem hợp đồng ra để cố vấn cha xem một chút, cho anh ta biết chúng ta không phải là kẻ lừa đảo. Ngô Lâm lấy trong túi ra bản hợp đồng. Cha Thái Lâm sau khi nhận lấy cẩn thận xem qua một lần, vẻ mặt có chút khó coi, ngẫm nghĩ một chút nói, Tổng Giám Đốc Diệp, đây chỉ là một hợp đồng không có hiệu quả. Bởi vì, công ty tôi người đảm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của tôi đã chạy mất rồi, vì thế công ty chúng tôi cũng đã báo án rồi. Nghe nói tập đoàn Hoành Không các anh cũng đã báo án rồi. Đây chỉ là hành vi cá nhân của anh ta, hoàn toàn là một âm mưu được tính toán kỹ càng. Đáng tiếc là các đồng chí công ty anh kinh nghiệm thiếu nên để anh ta lừa rồi. Việc này chỉ là hành vi cá nhân của Julian, cũng không phải hành vi của công ty chúng tôi. Không liên quan gì đến công ty chúng tôi. Nếu Tổng Giám Đốc Diệp muốn tìm thì phải tìm Julian có phải không? Hy vọng Tổng Giám Đốc Diệp phân rõ ràng, một là một, hai không thể mơ hồ. Ừ, vậy sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, nhìn cha Thái Lâm một cái nói. Dấu đóng trên hợp đồng này đều là giả dối có phải không? Đó phải các cơ quan chức năng giám định mới có thể kết luận, nhưng, việc này thật sự không có liên quan đến công ty chúng tôi. Julian làm trộm lấy con dấu của công ty chúng tôi cũng chỉ là người bị hại thôi. Vì thế chúng tôi đã báo cho Sở Cảnh sát và Văn phòng Trong sạch hóa bộ máy chính trị và các cơ quan liên quan việc này rồi. Con dấu ban đầu cũng đã đăng báo tuyên bố hủy bỏ. Xem ra, tập đoàn Chính Hà đã chuẩn bị kỹ càng. Ha ha, các anh đăng báo nói rõ tôi cũng xem rồi. TN, khi Julian ký kết hợp đồng với chúng tôi là lúc tập đoàn Chính Hà cũng chưa tuyên bố hủy bỏ con dấu. Các anh đăng báo cũng sau đó, điều này nói rõ thời gian đó con dấu của công ty anh vẫn có hiệu lực pháp lý. Nếu theo logic mà nói thì người công ty anh ký kết hợp đồng với công ty khác mấy ngày hôm sau phát hiện đối tượng thì các anh lập tức tuyên bố con dấu hết giá trị. Người ta sẽ thừa nhận sao? Diệp Phàm thản nhiên cười, nếu đều làm như vậy thì thế giới chẳng phải loạn sao? Tất cả mọi người có thể làm trước rồi phủi tay thì pháp luật còn có giá trị gì? Chương 2868, người đứng sau Chu Hồng Huyết. Tổng Giám Đốc Diệp, cái này căn bản là ngụy biện. Tập đoàn Hoành Không của các anh đã báo án việc liên quan đến việc này rồi, điều này rõ ràng là hiện thực. Việc này nếu Tổng Giám Đốc Diệp muốn chứng minh thì chúng ta có thể đến Sở Cảnh sát. Hơn nữa, cơ quan công an đại lục cũng có thể chứng minh phải không? Cha Thái Lâm có chút giận. Tôi vừa nói qua rồi, đây là chuyện sau này. Hơn nữa lúc đó Julian lại là phó tổng giám đốc phụ trách dự án của các anh. Y cũng là người quyền chủ tịch công ty các anh. Điểm này tôi nói có đúng không? Diệp Phàm hỏi. Anh nói không sai, lúc đó vì bị ốm nên phó tổng giám đốc thường trực Richard đang ở nước ngoài. Cho nên, công ty chỉ tạm thời cho y giữ chức quyền chủ tịch. Đây chỉ là chức vụ tạm thời, hơn nữa không thể quyết định một dự án quan trọng. Như chuyện đầu tư cùng tập đoàn Hoành Không các anh chắc chắn phải qua giám đốc công ty phê chuẩn. Mà Julian không báo cáo gì, mà chủ tịch hội đồng quản trị cha cũng không biết. Chuyện này, căn bản là hành vi cá nhân của y, không liên quan tới công ty. Hơn nữa chuyện quan trọng như vậy đều phải có ba phó tổng giám đốc ký tên báo cáo lên cấp trên phê chuẩn mới có hiệu lực. Cha Thái Lâm nói. Nếu là quyền chủ tịch chứng tỏ trong thời gian này y có thể thay mặt công ty. Đây là chuyện mà ban giám đốc các anh có quyền quyết định. Còn chuyện y có báo cáo ban giám đốc hay phê chuẩn không liên quan gì đến Hoành Không chúng ta. Nếu không phải bởi vì y là người của tập đoàn Chính Hà các anh thì tập đoàn cơ điện Hoành Không chúng tôi không thể đầu tư hơn 100 triệu trong tình hình khó khăn như vậy. Đây chính là vì danh tiếng của tập đoàn các anh đấy. Hiện giờ khoản tiền này bị Julian mang đi rồi. Chúng tôi thừa nhận là tổn thất thật lớn. Mà chúng tôi chỉ yêu cầu tập đoàn các anh thực hiện hợp đồng, đền bù tiền cho chúng tôi. Đây cũng là sai sao? Nếu nói về lý, vì chủ tịch Julian của tập đoàn Chính Hà các anh mới có tổn thất lớn như vậy. Khoản tiền này còn cần phải tập đoàn Chính Hà các anh bồi thường. Tập đoàn Chính Hà chúng tôi đã tới tận nơi lấy, hợp đồng các anh cũng không thực hiện rồi,
có lẽ chúng ta phải bàn bạn tố cáo tập đoàn chính Hà các anh, yêu cầu quyền lợi bồi thường. Ngôn từ của Diệp Phàm sắc bén, đánh trúng điểm yếu. Ngay cả cha Thái Lâm vừa nghe cũng không trả lời được. Bồi thường, các anh khôn thật đấy. Các anh đi tố cáo chúng tôi là được, xem quan tòa sẽ ủng hộ yêu cầu của các anh hay không. Đây căn bản là cố tình gây sự. Nói khó nghe, đây căn bản là logic của đạo tặc. Hợp đồng này giám định cũng không có hiệu quả, không được pháp luật thừa nhận. Không ngờ trên đời còn có loại người lừa dối nhàm chán như thế, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cha Phi Lôi cười lạnh nói tôi thấy Tổng Giám Đốc Diệp tuy nói trẻ tuổi nhưng có thể ngồi lên chức chủ tịch tập đoàn Hoành không kinh nghiệm sẽ không non như thế. Những lời này anh cũng có thể nói ra. Các anh thật sự coi tập đoàn chính Hà chúng tôi là quả hồng chín nhũn sao? Buồn cười, việc này buồn cười sao? Muốn nói nhàm chán, hôm nay các anh không nên nói với chúng tôi những vấn đề này. Người của tập đoàn Hoành không chúng ta tới tìm các anh càng phải tiếp đón cẩn thận, bàn bạc chuyện hợp tác. Mà không phải dùng một số mánh lưới làm mấy chuyện gì đó, cha công tử, anh đừng coi người trong thiên hạ là thằng ngốc. Tập đoàn chính Hà rất hùng mạnh, nhưng trên đời này còn có cái gọi là công lý, là pháp luật. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Chú cha, tôi thấy chúng ta không cùng quan điểm thì không thể cùng bàn việc. Nếu bọn họ cố ý như thế, tôi thấy cứ để họ tố cáo đi. Tập đoàn chính Hà chúng ta không phải là để hù dọa. Chúng ta chờ tiếp chiêu là được, cha Phi Lôi nói rồi đứng lên. Tổng Giám Đốc Diệp, nếu nhất thời không thể đồng ý thì hôm nào chúng ta bàn lại. Tuy nhiên, chúng tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất cho Khổng Tiên Sinh và Ngô Tiên Sinh. Về những thứ khác, tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Diệp không cần dính vào. Đó là không thể, nếu không, hừ xin cáo từ. Cha Thái Lâm cũng đứng lên nói muốn đi. Không tiễn, Diệp Phàm nói, sau đó nói thêm tôi chỉ có 2 ngày ở Hồng Kông. Chủ nhiệm Khổng, anh hãy đặt vé máy bay sáng ngày kia. Tổng Giám Đốc Diệp, bình tĩnh thật hay giả vờ. Người nhà họ cha đi rồi, Khổng Ý Hùng hỏi. Chẳng lẽ là giả bộ hay sao? Diệp Phàm thản nhiên nhấp một chút cà phê nói. Tổng Giám Đốc Diệp chẳng lẽ cứ về như vậy? Khổng Ý Hùng lo lắng hỏi. Ha ha, anh cứ nói đi. Diệp Phàm cười nhạt một chút, có vẻ thần bí. Diệp Phàm vừa mới bước vào phòng, điện thoại không ngờ vang lên. Vừa nghe máy, tiếng cười sang sảng của lãnh đạo tổ đặc nhiệm A Thôi Kim Đồng, Tổng Giám Đốc Diệp, hành trình đến Hồng Kông thuận lợi chứ? Hả, tổ trưởng Thôi vẫn theo dõi tôi sao? Tôi có chút hơi sợ. Diệp Phàm trêu cười nói. Nói chi vậy, là thủ trưởng cung có việc hỏi cậu bảo tôi hỏi thăm xem giờ cậu đang ở đâu, mới biết cậu đã đến Hồng Kông rồi. Nghe nói vẫn là chuyện hợp tác với tập đoàn chính Hà. Việc này cũng không phải chúng tôi cố ý theo dõi cậu. Đối với cậu chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Thôi Kim Đồng cười nói. Ngay cả việc này cũng đã hỏi thăm rõ ràng, xem ra thực sự là các anh theo dõi tôi. Diệp Phàm cười nói. Ôi, việc này kỳ thật tôi nghe Hồng Huyết nói qua rồi. Việc này, ngại quá, tôi thay mặt Hồng Huyết xin lỗi cậu. Cô ấy cái gì cũng tốt, ví dụ như công tác rất cố gắng. Nhưng có một điểm không tốt chính là về mặt đối nhân xử thế. Thôi Kim Đồng nói rõ mục đích, quả nhiên là vì chuyện CSS. Ha ha, việc đó không liên quan đến chúng tôi nhiều lắm. Dù sao cô cũng ít xuất hiện cùng một chỗ với chúng tôi. Không cùng xuất hiện thì không thể ở chung. Hơn nữa trẻ tuổi vậy lại là phụ nữ đã có thân thủ ngũ đẳng đỉnh giai, chức vụ ở Sở Cảnh sát Hồng Kông lại cao, cá tính cũng là bình thường. Diệp Phàm cười nói. Biết Diệp Phàm tức giận trong lòng không nói ra, Phó Tổ trưởng Thôi cười nói, ha ha, việc này Trương Hùng có dặn cô, thật sự cô giải quyết không thỏa đáng. Đôi khi cô suy nghĩ hơi đơn giản, đồng chí Trương Hùng không thể tự dưng nhờ giúp, cô nghĩ hơi đơn giản, không được tốt. Hình như vậy, Diệp Phàm nói, việc này cô có nói với tôi đã hung hăng phê bình cô. Bày đặt ra vẻ, trước mặt cậu rõ ràng thân thủ của cô là đồ chơi con nít rồi. Đáng tiếc thân phận của cậu là bí mật của nhà nước, không thể nói. Tuy nhiên tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Diệp có thể khoan thứ cho sự không biết của cô. Thôi Kim Đồng trực tiếp cầu xin cho CSS. Việc này tôi không đặt trong lòng, không có gì tôi đã quên rồi. Diệp Phàm cười nói, biết Thôi Kim Đồng nói thẳng như vậy cũng là giả bộ một chút. Nịnh người khác thôi. Có thể chưa quên, nhưng tôi hy vọng sau này ông em. Đúng rồi, tôi gọi cậu một tiếng ông em không trách tội tôi chứ. Thôi Kim Đồng cười nói. Sao có thể, người anh như anh tôi cầu cũng không thấy phải không anh thôi. Diệp Phàm cười nói tất nhiên không từ chối.
Thôi Kim Đồng cũng là một nhân vật quan trọng trong bộ máy lãnh đạo tổ, có thể giao hảo cũng cố gắng giao hảo. Tuy nói bản lĩnh ông ta không cao hơn hắn nhưng cũng không có nghĩa là ông ta không có tác dụng với mình. Làm lão nhân của tổ đặc nhiệm A, phân lượng của Thôi Kim Đồng rất nặng, nhiều năm như vậy quan hệ cũng không ít. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên, CSS gần đây cũng khá buồn bực. Trước kia cô luyện Vũ Thiên chưa đến 30 tuổi đã đột phá tới ngũ đẳng tiệt lưu chi bậc. Tuy nhiên vẫn dừng lại ở đỉnh giai nhiều năm rồi, dù cô cố gắng thế nào cũng không qua được tầng cửa cuối cùng này. Cô cũng đã nhờ tôi nhiều lần, tuy nhiên, bản lĩnh của tôi không sâu, điểm này thật sự không giúp được cô. Việc này vài ngày lại lải nhải khiến tôi đến phiền, hiện giờ gặp gỡ quý nhân là cậu, ông em, cậu nên giải nạn cho ông anh tôi. Con gái lải nhải cũng muốn chết có phải không? Thôi Kim Đồng cũng nói ra tình hình thực tế. Người một chút nói, lần này việc tập đoàn chính Hà cô tự mình phụ trách tổ điều tra. Muốn điều tra thế nào Tổng Giám Đốc Diệp nói một cái là được. Tập đoàn chính Hà cũng quá kiêu ngạo rồi, lại dám làm như thế, không gõ một chút cũng không được có phải không? Biết đây là Thôi Kim Đồng coi như người cùng một nhà, Diệp Phàm đành phải nói thật với ông anh, tôi cũng không muốn làm gì tập đoàn chính Hà, chủ yếu là muốn yêu cầu họ thực hiện hợp đồng là được. Diệp Phàm nói rõ ràng về ý định, vừa đủ để khi ông ta nói với CSS, cô gây sức ép đối với tập đoàn chính Hà, như vậy mới tốt, quá mức ngược lại bất lợi với kế hoạch của Diệp Phàm. Rõ rồi, có lẽ đồng chí Cung Khai Hà muốn nói chuyện với cậu, tôi cũng không dài dòng nữa, chúc ông em may mắn. Thôi Kim Đồng cười cúp điện thoại. Quả nhiên, không lâu sau Cung Khai Hà gọi điện thoại tới. Tổ trưởng Cung, có việc gì vậy? Diệp Phàm cười tâm trạng tốt hơn nhiều. Cũng không có việc gì, tuy nhiên, xương cốt trong quan tài chúng tôi đã xét nghiệm qua, thật sự là xương người. Hơn nữa là xương tay. Tuy nhiên, xương cốt này đã bị thay đổi một chút cũng không biết là dùng cách nào để biến đổi kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, sau khi biến dị không giống với gen của xương người bình thường. Việc này khá là lạ, khiến cho các chuyên gia của tổ khoa học năng lượng thật sự hứng thú. Cung Khai Hà hỏi. Không phải là xá lợi sao? Diệp Phàm hỏi. Không giống như là bị hỏa thiêu, nhưng cũng không giống tự nhiên. Cũng rất nặng, nặng hơn cả một tảng đá có cùng thể tích. Nếu không kiểm tra đo lường, chúng tôi còn tưởng đây là kim loại năng mới được phát hiện. Cung Khai Hà nói. Tôi nghĩ, xương này có lẽ là của cao nhân. Xương cốt của cao nhân không giống với người bình thường. 3-4 nghìn năm trước, cao thủ của nước ta chắc chắn còn lợi hại hơn so với cao thủ trong truyền thuyết hiện giờ. Bọn họ đạt đến cảnh giới nào chúng ta không thể tưởng tượng được. Xương cốt của những cao thủ như vậy trải qua một thời gian dài dùng một tức, sẽ diễn ra biến hóa cũng là bình thường. Hơn nữa, xương cốt này khả năng có liên quan đến một vấn đề thần bí nào đó. Tôi nghĩ, có phải có liên quan đến tranh vẽ bên ngoài mê cũng không? Diệp Phàm đoán. Đương nhiên sẽ không nói ra chuyện thần nhân để lại khí sóng truyền âm.